mọi người nha. Em xả hàng nhá, hôm nay chắc em chả mặc mẫu đâu, em chỉ xả thôi. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa chấm chấm nào, đau tay nên em không mặc mẫu đâu các chị ơi. Em xả nhá, tranh thủ hôm nay có ít hàng xả đây này. Đây, xả luôn cho các chị nhá. Chấm bài và chia sẻ livestream giúp em nha mọi người. Số đẹp đi. Vừa nhận được 3 cái quần Q99 đen mãi đỉnh. Em cảm ơn chị nhá, vừa nhận 3 cái quần Q99 mãi đỉnh. Qua em mới nhận được váy nhung đen là nhà chị siêu đẹp luôn chị ạ. À, đây váy nhung đây. Ở đâu rồi nhỉ? Đây váy nhung đây, cảm ơn em nhá. Mọi người bắt đầu nhìn thấy em chưa? Chấm bài và chia sẻ livestream giúp em nhá. Trời ơi, chị Tuyết ơi, vừa nhìn thấy mặt em đã chốt đơn rồi à? Chị yêu ơi, vừa nhìn thấy mặt em Linh đã chốt đơn rồi, em thề luôn này. Em tay Covid về tay đau kinh khủng, không thể nào mà dơ nổi luôn ấy. Vừa nhận bọc hàng 1 triệu túi VIP váy nhung đỉnh. Em cảm ơn chị Nguyễn Ba nhá. Vừa nhận bọc hàng 1 triệu túi VIP váy nhung đỉnh. Các chị đọc comment nha. Còn không Linh ơi, ok đây áo này này. Áo này bây giờ thật ra là em chỉ còn có khoảng mỗi màu chắc độ 5 con thôi, tầm mỗi màu 5 chiếc hàng bom về thôi. Cho nên là em sẽ sell đầu livestream một cái con siêu phẩm này. Con này em bán cho các chị là 178.000 một áo, 178.000 đồng một áo. Quần xích ưng mê luôn shop ơi, em cảm ơn chị Ngọc Ánh rất là nhiều nhá. Em cảm ơn này. Bây giờ em lên cho mọi người cái, bây giờ bắt đầu lên hàng xả nhá. Đây hàng xả ở hàng mới thì chắc là em chỉ bán sen sen vào thôi. Hôm nay em chỉ muốn ngồi live thôi, mệt quá. Vừa nhận quần xích, váy khoét ngực chất đỉnh lắm. Em cảm ơn chị Thúy Nari rất là nhiều đấy. Vừa bật livestream lên một phát là chỉ có khen không mà khen hoài luôn á. Đẩy view lên giúp em 1.500 người khen xem nhá. Vừa nhận được áo cardigan đỉnh quá là đỉnh mà quá rẻ. Em cảm ơn chị Nguyễn Nhi rất là nhiều. Đấy mọi người thấy chưa? Mở livestream lên phát là mọi người trợ diện khen quá trời nhiều. Nhưng mà thôi bây giờ em vào việc luôn nhá. Bây giờ em bắt đầu xả hàng cái mã này này. Riêng cái mã này thì em, đây là cái mã áo nỉ mà gần như là em bán đắt nhất trong mấy cái áo hộp á, gần trong mấy cái áo siêu cấp á. Là áo này em bán lên đến 178.000, mấy áo kia em chỉ bán 168 thôi. Váy nhung form đẹp dã man, em cảm ơn chị rất là nhiều đây. Cái váy nhung này, cái váy nhung này em bảo là ngày đầu tiên em tung ra thị trường em bán được 1.000 con. 1.000 con, em nói đi mất lọc luôn. 1.000 con các chị, ngày đầu tiên em tung ra thị trường mã này này. Đây cái váy nhung này đây này. Đây, hot kinh khủng, từ nãy giờ biết bao nhiêu người khen cái váy nhung này luôn đấy. Mà em bán có 168.000, thị trường bán rẻ nhất toàn 200 mấy thôi nha mọi người. Bây giờ em sẽ tặng mã này đầu livestream, em đẩy view lên 1.500 em bắt đầu sell nhá. Đẩy view lên 1.500 em bắt đầu sell nha các chị nha. Mã này mình sẽ ghi giúp em là gì ở đây này. Em mở hộp bao gồm sẽ là một cái thẻ này, một cái bill này, một lớp giấy lót và sau đấy là đến một cái áo này siêu xịn sò, thật sự rất là xịn sò luôn ấy. Hình này là hình ép nhiệt này, cái dây giày này là dây giày may thật vào luôn. Em sẽ mở ra một cái cho các chị xem nhá, để các chị biết rằng là mình có nên săn cái áo này hay không. Và em bán lẻ là 178.000, em nói đi mất lọc luôn. Hôm nay em sell lỗ mấy chục nghìn luôn. Em sẽ sell cho các chị lỗ mấy chục nghìn, các chị tranh thủ chốt. Mỗi màu em còn khoảng tầm 5 chiếc thôi. Thì cái này bởi vì em thấy cái này xuất sắc nhất cho nên em mang ra đầu like để em câu khách mọi người ấy. Ai chia sẻ mới được chốt đơn nhá mọi người, nhìn thấy chưa? Em bóc cho mọi người xem một cái màu đen rồi đó. Cái này mình sẽ ghi giúp em là đôi giày kèm màu và kèm số điện thoại. Đôi giày kèm màu và kèm số điện thoại đây. Một cái màu tím là từ từ em sẽ bóc từng màu cho các chị. Mỗi màu chỉ có 5 chiếc thôi. Em bóc đến đâu thì mọi người sẽ đặt đơn đến đấy nhá. Mỗi màu em chỉ có 5 chiếc thôi. Đôi giày kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? Nghe giá luôn ạ. Em chốt trong livestream cho các chị bao nhiêu, nghe giá luôn giúp em nhá. Đây. Em cầm thêm cho mọi người à, em váy nhung em nhận được rồi, đẹp lắm. Cảm ơn Phương Anh nhé. Ơi hôm nay là toàn là gì ạ? Toàn là phản hồi về cái váy nhung này thôi. Từ đầu live giờ 4-5 người rồi đó mọi người. Toàn là cứ váy nhung đẹp lắm, váy nhung xịn lắm các kiểu, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là đôi giày kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Em bán lẻ là 178.000 đồng. Và em chốt trong live này hôm nay, đây là em, đây là giá sale nhá. Em mà không lỗ em mất sạch lộc, được chưa? Không lỗ em mất sạch lộc luôn. Ghi cho em mã này sẽ gọi là đôi giày. Và em sale trong live này cho các chị là bao nhiêu ạ? 129.000 đồng. Lỗ mất mấy chục nghìn luôn. 129.000 đồng em bảo em không lỗ mất lộc luôn mà này. Đôi giày màu đen là màu đầu tiên này, 129.000 này. Tiếp theo này, đôi giày màu thứ hai cho em là màu tím này. Mỗi màu chỉ còn tầm 5 chiếc thôi. Đây. Đây này, một cái thẻ, cái bill và đến một đôi giày này, à, một cái áo này, áo đôi giày xịn sò cho màu tím này. Đôi giày màu tím này, 129k.
Màu tím này như chỉ còn 3 con thôi, các chị tranh thủ chốt nhé. Hôm nay nhận hàng đẹp lắm chị ạ, phong cô gái chất đẹp lắm ạ, quần cũng xinh, cảm ơn em nhé. Váy nhung cao 1m6 là mặc xinh lắm chị, mặc đúng như em mặc luôn. Đôi giày màu này cho em sẽ là màu tím này, các còn ba cái thôi, màu tím này siêu hot luôn. Màu tím này các chị không mua chỉ có hối tiếc, em nói thật. Và một màu cuối cùng là một màu không thể thiếu, đó là đôi giày trắng. Em sale luôn là 129.000, em lỗ mấy chục nghìn một cái áo. Em thề luôn á, mấy chục nghìn một cái áo, nói điêu mất lộc luôn. Và màu này cho em là đôi giày màu gì ạ? Màu sữa. Màu này cho em là màu sữa, màu sữa này cũng siêu xinh luôn nhá. Đôi giày này màu này cho em Linh sẽ là màu sữa nhá. Sale 129k hết sạch luôn các chị ơi, các chị chốt nhiều quá đây này. Màu này cho em sẽ là màu sữa, các chị nhìn rõ chưa? Chất siêu dày luôn. Nói chung là cái nỉ mà trong hộp này nhà em thì các chị biết độ hot rồi đúng không? Màu này cho em sẽ là đôi giày sữa và cách số điện thoại. Cái hình đôi giày này là hình ép nhiệt cho nên giặt máy vô tư, và toàn bộ cái dây này đều là dây may trực tiếp lên, dây thật chứ không phải dây in nha các chị nha, dây như cái dây giày luôn á. Mọi người chia sẻ và đẩy view lên giúp em 1.500 người coi nhá. 1.500 người em Linh vẫn sẽ tặng tiền nha các chị nha. Đủ 1.500 người em vẫn sẽ tặng tiền nhận hàng. Bóc hàng mà shipper nhìn cũng thích đồ. Nhận hàng bóc hàng mà shipper nhìn cũng thích đồ. Em cảm ơn chị Tuệ Lâm rất là nhiều nha. Rồi em cảm ơn các chị này, rồi hết sạch đôi giày nha các chị nha. Em hết đôi giày nhá, đôi giày em tặng đầu livestream cho các chị là 129.000. Hết hàng nhá các chị nha. Tranh thủ chốt đi, cái này là chắc là hàng bom về nên nó hơi nát cái hộp. Còn mấy cái hộp kia là nó vẫn còn nguyên đó mọi người nha. Đôi giày kèm màu và kèm số điện thoại, màu sữa, màu tím và màu đen. Em sale trong livestream này là 129.000. Giá em bán là 178.000, nói điêu mất lộc luôn. Em bán là 178 hay 177 không nhớ nữa. Đấy, một trong hai giá đó. Và bây giờ đang sale là 129. Em mà nhập được giá này em nghỉ bán luôn được chưa? Hết hàng nhá các chị. Hết đôi giày được chưa? Lên mã tiếp theo. À, lấy cho em cái phông chữ đi nhỉ? À, là phông chữ rồi. Anh Khánh ơi. Anh bây giờ em bắt đầu xảo tiếp nha mọi người. Thật ra thì là tặng đầu livestream cho các chị ạ. Tặng đầu livestream cho các chị ạ. Được chưa? Bomber trơn đen là cái gì ta? Váy gì? Áo rút dây này, K6 này. Ghi ở đây nhưng có thấy hàng ở đây đâu. Những cái ở đây toàn không ghi số lượng thì làm sao mà bán được. Này bị làm sao rồi. Này nó bị làm sao rồi. Hết đôi giày rồi các chị ơi, đừng chốt nữa. Anh gọi anh Khánh vào đi. Sao những cái mã ghi ở đây làm gì có hàng đâu mà bảo người ta sell là cái như nào. Anh ơi, em bị đau tay. Em ơi tiêm Covid cái tay này bây giờ không dơ lên nổi luôn. Đau tay vãi luôn. Thôi trong lúc chờ chuẩn bị hàng sale thì bán hàng mới một tí nhá các chị nhá. Chuẩn bị hàng sale thì bán hàng mới một tí nhá. Áo em đang mặc là tối qua gần như là bán hết rồi, nhưng mà mai ngày kia sẽ về tiếp lô nữa. Bởi vì em đặt 1.000 con cơ mà. Áo này thật sự rất là xinh luôn ấy. Áo này xinh cực kỳ luôn nhá. Trong lúc chuẩn bị hàng sale thì thôi em sẽ tranh thủ bán hàng mới một tí nhá. Cardigan em đang mặc thật sự nếu mà các chị không mua thì đó là một điều cực kỳ là hối tiếc cho các chị. Em nói thật lắm luôn ấy. Cardigan em đang mặc đây này. Cardigan em đang mặc có mã là gì? Mã của nó sẽ là K88. Mã này là mã tối ngày hôm qua em bán được siêu nhiều. Và mọi người biết không, nó là chất lông thỏ hàng Quảng Châu. Đẩy view lên cho em 1.500 người coi nhé. Áo dây chị có bán không? Có nhé. Áo dây em đang mặc ở đây là có giá là 25.000 đồng. Áo dây em đang mặc ở đây có giá là 25k. Cú pháp là áo dây Thái. Để các chị mua kèm với cái áo này mọi người này. Mọi người mua kèm với mấy cái áo này này. Và mọi người biết không, màu này sẽ ghi giúp em là gì ạ? À đây, đây sẽ là sữa, còn đây sẽ là kem nhé. Hai cái màu này nó là xem nhau, như tối qua là treo thiếu mất cái màu này, này. Anh báo giá cái này có thêm cả kem nữa này. Cái này sẽ là kem nhá. Nói chung là nó chẳng khác nhau mấy đâu. Các chị thấy để cạnh nhau còn không phát hiện ra đâu là sữa, đâu là kem ấy. Nha mọi người, ghi ở em mã này sẽ gọi là gì ạ? K88 kèm màu và kèm số điện thoại. K88 màu em đang mặc sẽ gọi là màu sữa. Màu này là màu cốm, màu sữa, màu cam, màu đen, màu xanh dương và màu kem nhá. K88 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream cho các chị này là bao nhiêu? Em nói thật với mọi người luôn. Em đố mọi người đi mua được ở đâu là rẻ hơn luôn ấy. 87.000 đồng một chiếc và mua từ 2 chiếc là 85.000 đồng như em đang mặc ở đây. Cho nên là bán được siêu nhiều. Còn quần em đang mặc thì đến giờ phút này em đã bán được hơn 10.000 chiếc rồi. Chắc là em cũng không cần quảng cáo thêm nữa. Nhưng mà chị nào mà diện đã mua rồi mà đẹp thì quay lại mua thêm nha các chị nhá. Quần này ghi giúp em là gì ạ? Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Chờ em một tí nha, em đã chuẩn bị hàng sale. Tại vì là cái mã ghi ở giấy thì ở đây lại không có, cái mã không ghi ở giấy thì ở đây lại có. Cho nên là chờ em một tí để em bổ sung cho nó đủ các mã hàng giả. Thì sau đấy em sẽ lên hàng giả tiếp nha các chị nha. Chờ em một tí. Ghi ở em mã này sẽ gọi cho em là Q99. Ai mua Q99 nhà em rồi cứ vào đây mạnh dạn phản hồi cho em nhé. Ai mua Q99 nhà em Linh rồi cứ mạnh vào đây mạnh dạn phản hồi cho em nhé. Và chia sẻ đẩy view lên giúp em 1.500 người coi thì em Linh tiếp tục tặng tiền nhé. Chia sẻ, cố gắng chia sẻ và tương tác giúp em. Mã này sẽ ghi giúp em là gì ạ? K88. Mà em xin lỗi,
áo này sẽ là K88, riêng áo này mua từ 2 chiếc sẽ là 85.000. Và nếu như không muốn mua 2 chiếc thì các chị có thể dồn một cái áo dây thái này, bởi vì đằng nào mặc áo này thì phải có áo dây ở bên trong thì mới mặc được. Còn nếu không thì mọi người cúc hẳn vào như thế này cũng được. Nhưng mà em thì em nghĩ là mặc ngày nó sẽ xinh hơn. Q99 nhà chị vải đỉnh lắm, chị cảm ơn Chí Thành rất là nhiều, để cảm ơn em nhé. Ghi của em mã này sẽ Q99, mặc em đã lắm chị. Em cảm ơn Nguyễn Nhi nhé, chị cảm ơn Nguyễn Nhi này, được chưa? Mọi người cứ đọc phản hồi của khách xem có bất kỳ một khách nào mà chê Q99 nhà em xấu hay không. Đấy là em nói thật lòng ấy. Ghi của em mã này sẽ gọi giúp em là vừa mới nhận quần bò tam giác xong 65 cân, lờ vẫn vừa đẹp xỉu. Vừa mới nhận quần tam giác xong 65 cân lờ vẫn vừa đẹp xỉu. Em cảm ơn chị Phạm Tấm rất là nhiều. Đang mặc quần Q99 đây chất mê. Em cảm ơn chị Kiều Anh rất là nhiều, các chị thấy chưa? Thích xem like nhà chị Linh, cảm ơn em nha. Ghi của em mã này sẽ gọi là đấy, mọi người thấy chưa? Con quần tam giác nhà em ấy 65 cân vẫn mặc được size to nhất. 65 cân vẫn mặc được size L. Thế nên là cái thứ nhất là vừa rẻ, cái thứ hai là form to. Thì các chị chỉ có thể gặp con Linh thôi. Em nói thật, hot girl bán thứ nhất là đắt và thứ hai là form không to. Còn nói thật lòng là một cái quần bò mà cái quần tam giác thị trường không thể bao giờ bán được dưới 300 luôn. Em bán cho các chị là bao nhiêu ạ? Đây này, mới nhận hàng ngay tức thì, hàng mặc lên xinh lắm các chị ơi. Em nhận hàng, nhìn giỏ hàng, toàn hàng Linh Jean. Cảm ơn Mimi rất là nhiều nha, mọi người thấy chưa? Q99 em có màu nâu, Q99 em có màu đen và Q99 em có màu em đang mặc sẽ là màu trắng. 2 size ML, em không nhập size S. 2 size ML dưới 53 cân mặc giúp em size M, và từ 54, 55 cho đến 68 cân mặc giúp em size L. Q99 mà hack dáng cực luôn, vừa đặt thêm 2 cái đây ạ. Q99 mặc hack dáng cực luôn, vừa đặt thêm 2 cái đây ạ. Cảm ơn Vũ Cúc rất là nhiều, cảm ơn em nhé. Em đố các chị tìm được một comment nào chê chính Q99 nhà em luôn á. Vừa nhận được bọc hàng nhà Linh cứ gọi là xuất sắc, chắc cả cái nào cũng ưng và chất đẹp. Em cảm ơn Tuyết Chi rất là nhiều nha, mọi người thấy chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là Q99 nâu, Q99 đen. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Và Q99 sáng nay nhận quần tam giác và áo rút dây đẹp đỉnh luôn chị ơi. Chị cảm ơn Nguyễn Hà Thanh Xuân nhé. Đấy mọi người thấy chưa? Từ nãy giờ bao nhiêu comment về quần tam giác nhà em? Em thề em nói sai mất lộc luôn. Một like, một áo vẽ, hai like trong một ngày. Trong một ngày em tung ra thị trường, em bán được hơn 1.100 cái quần tam giác. Và từ nãy giờ các chị đọc được comment khách khen rồi đó, chưa có bất kỳ một khách nào chê. Ngày hôm nay là khách bắt đầu nhận được hàng nhiều của cái quần tam giác đấy rồi này. Q99 giá cũ em bán là 127.000, và bây giờ em đang chốt trong like cho các chị là 124.000 nha các chị nha. 124.000. Cú pháp là Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Còn áo em đang mặc sẽ là K88, đeo thêm cái túi sách nữa cho các chị xem này. Q99 của em là chất liệu u mì. Đến giờ phút này em Linh đã bán hơn 1 vạn quần rồi, cho nên là em nghĩ là không có lý do gì để mà em phải mọi người phải lan tan, và em cũng không cần phải quảng cáo nhiều nữa. Các chị cứ mặc này cho em này, siêu xinh luôn, nhìn nó nhẹ nhàng, nó nữ tính mà nó vẫn rất là xinh ý. Thật sự là rất là xinh cái áo này này. Cái áo này có 87.000. Cuộc đời em 5 năm bán hàng livestream thì em phải tâm sự thật lòng với các chị một điều rằng là 1.500 người coi rồi, tặng luôn cho người chia sẻ livestream này nhận 200.000 đồng nha các chị nha. Đối với buổi trưa thì em sẽ không nói nhiều về cái vấn đề tặng quà, nhưng cứ đủ view là em sẽ tặng, vì đó là cách bán hàng của em rất nhiều năm nay rồi. Cứ đủ view bên em quy định là sẽ tặng. Thì với 1.500 người coi thì em tặng cho người chia sẻ like nhiều nhất là 200.000 đồng, và lượt chia sẻ phải đủ ít nhất là 1.000 lượt, tức là mỗi một mốc em tặng thì sẽ tương đương với 1.000 lượt chia sẻ nha các chị nhá. Áo này sẽ ghi giúp em là K88 sữa. Màu này sẽ là cốm, màu này sẽ là sữa, cam, đen, xanh dương và kem. Em sẽ mặc cả cho mọi người màu cốm, màu xanh dương nữa, màu nào cũng rất là đẹp. Em bán này, em nói thật là 5 năm bên em bán hàng livestream chưa bao giờ có một cái mẫu cardigan nào mà em bán được dưới 100.000 như mã này, mà chất là chất len thỏ. Thì em chỉ nói đơn giản như này, em bán một cái áo 80 mấy nghìn như này, các chị chắc chắn nhiều chị ở đây sẽ đặt ra câu hỏi là hàng chắc chắn là không thể đẹp được, chứ thể làm sao mà có chuyện 87.000 mà đòi lông thỏ, lông này lông kia. Thì em bảo rồi, các chị hãy mạnh dạn đặt hàng đi. Đặt hàng và gì ạ? Và kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Khi các chị kiểm tra hàng, các chị được quyền sở chất, các chị được quyền xem kỹ, lúc đấy ưng thì mọi người mới mua nhá. K88 của em là 87.000 đồng một áo, nhưng đối với áo này bắt buộc phải chia sẻ livestream mới được chốt đơn, và mua từ hai áo sẽ là 85.000. Còn cái gì áo dây bên trong là 25.000, túi VIP em đang đeo là 268.000. Còn cái quần bên dưới sẽ là Q99. Q99 này là 124.000. Giá cũ em bán là 127.000, bán hơn 1 vạn chiếc rồi. Hàng Linh rất đẹp, vừa rẻ chất ok. Em cảm ơn chị Nguyễn Oanh rất là nhiều nha. Ghi của em mã này sẽ là Q99 màu nâu, Q99 màu đen, và Q99 màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Q99 em có 3 màu, có 2 size ML như em đang mặc ở đây. Nay nhận được legging với cổ U đẹp lắm Linh. Em cảm ơn chị Ken Ken rất là nhiều nha. Hôm nay mọi người thật sự dành cho em rất là nhiều lời khen luôn ấy, được chưa? K88 và dĩa Q99. Em đọc lại bảng màu K88 này. Còn Q99 là có 3 màu và 2 size ML nha các chị nha. Còn K88 thì có tất cả là 6 màu. Và em mặc thêm một màu K88 nữa cho các chị coi. Màu em đang mặc ở đây sẽ gọi là màu sữa nha các chị ơi. Màu em Linh đang mặc ở đây sẽ gọi là màu sữa. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em. Em sẽ mặc thêm cho mọi người cả màu cam này. Màu cam này cũng
siêu đẹp luôn. Cam này nó là cam cam đất, cam tây tây ấy. Chị có bán bớt không? Không em nhá. Túi mã là gì? Túi đấy chị ghi giúp em là túi VIP nâu và cách số điện thoại giúp em. Túi VIP nâu và cách số điện thoại này, màu cam này, em mặc cả màu cam cho các chị này. Xinh cực kỳ luôn. 87.000 đồng một chiếc, và mua từ 2 chiếc là 85.000 đồng. Bao giá, bao chất và bao kiểm hàng. Em bảo rồi, 80 mấy nghìn thì nhiều chị cũng sợ hàng xấu, cái đấy thì cũng dễ hiểu thôi. Thì em bảo là các chị cứ kiểm tra hàng trước khi nhận rồi các chị hãng trả tiền. Đây em đang mặc cho mọi người màu cam này, xinh chưa? Mọi người thấy cái quần màu trắng này mặc với cái gì cũng hợp chưa? Kể cả em thay bằng cái áo màu cốm, em thay bằng cái áo màu xanh dương phối với cái set này thì chắc chắn nó sẽ vẫn rất là hợp. Và với cái thời tiết thu thu se se như bây giờ ấy thì mọi người mặc cái áo này là ok. Thời tiết bây giờ là đang thu thu se se rồi đó mọi người. Quần mã là Q99, áo mã là K88. Cộng cho em một phép tính này. 124.000 cộng 87.000. Còn áo này mua từ 2 chiếc là 85.000. Túi VIP về đủ màu, cả đen cả trắng rồi nhá. Cả đen cả trắng cả nâu. Túi VIP này là em Linh đã về đủ màu rồi nha mọi người ơi. Cái túi VIP đen của em ở đâu rồi anh nhỉ? Đây. Túi VIP em về đủ màu rồi các chị ơi. Túi VIP này tổng số lượng em Linh nhập là hơn 900 con rồi. Nói đi mất lọc luôn. Thế nên là không có gì phải lăn tăn nữa đâu ạ. Một cái livestream em tung ra thị trường em bán gần 600 con túi VIP này cơ. Nhưng mà sau cái live đó thì em không nhận đơn bởi vì hết sạch hàng á, thì bây giờ mới về được bù với mọi người. Phải chờ mất 10 ngày, chính xác là 10 ngày á. Ghi hiệu có đồ bộ em ơi, sắp có rồi. Được chưa ạ? Ghi hiệu em là Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 124.000. Còn áo em đang mặc sẽ gọi là K88, chia sẻ nó đi thôi. Áo em đang mặc sẽ gọi là K88 em chốt trong livestream này là 87.000 và mua từ 2 chiếc sẽ là 85.000 nha các chị nha. Mọi người nhìn giúp em này, đây em đọc lại bằng màu K88 cho các chị nhá. Màu em đang mặc sẽ là màu cam này, cam đất rất là xinh luôn. Đọc bảng màu cho các chị này: K88 cốm, sữa, cam, đen, xanh dương và kem. Thật ra cái màu cốm và màu kem này gần như là đến giống nhau đến 95%, 99% ấy. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì nó hơi khác một xíu, thì em vẫn tách ra hai màu nha các chị. Chứ nhìn thật ra là nhìn trên livestream nó không khác gì nhau luôn á. À, mặc thử len đẹp màu đen đi ạ. Len đẹp là len gì chứ? Cho mình xin bảng màu cổ tim ok thì chờ em một tí nhá. Ghi hiệu em mã này sẽ gọi là Q99 kèm size và áo em nó mặc sẽ gọi là K88 và cách số điện thoại. Và mọi người đừng quên rằng là gì ạ? Quần tất thần thái nhà em đã về bù rồi. Quần tất thần thánh nhà em Linh đã về bù tổng từ hôm nọ đến bây giờ, em bán được hơn 2.000 quần tất rồi. Hơn 2.000 mà mới tung ra thị trường luôn á. Rồi dưới hôm nay lại bắt đầu sắp chín rồi các chị ơi, sao mà nó nhanh chín thế. Hôm qua vừa xanh mà hôm nay đã chín rồi, mọi người nhìn quần tất nhà em này, thấy chưa? Quần tất này, làm gì có ai dám test nhanh cho các chị. Quần tất này em chốt trong ngay là 72.000 một quần và mua từ 2 chiếc sẽ là 69.000 một quần. Và em có hai màu là màu quần tất da và quần tất đen nha các chị nhá. Quần tất da và quần tất đen. Túi VIP này em có tất cả là 3 màu, hàng siêu cấp. Nói chung hàng này các chị không thể mua được ngoài thị trường dưới 400.000. Đối với cái túi này ngoài thị trường không thể bán dưới 400.000. Và túi này là hàng gì ạ? Hàng Quảng Châu cao cấp nha các chị. Các chị nhìn giúp em này. Đây, tang mác xịn sò này, túi ngăn rất là to, túi này phải để được 4 cái điện thoại. Ngoài ra có một cái ngăn xếp khóa để các chị để giấy tờ, để thẻ các thứ nhá. Đấy, và cái nam châm này toàn bộ là nam châm ẩn ở đằng trong và hút lực hút này, chứ nó không hề, tức là nếu mà cái này mà nam châm ra ngoài thì nhìn nó rất là quê và xấu, em nói thật. Hàng rẻ là hoài hay cái nam châm ra ngoài, nhưng đây là nam châm nó ẩn vào trong. Cho nên là các chị thấy chưa, nó hút. Đấy, nói chung là rất là xịn sò luôn. Không, em đã bảo là bạn hạ của em bốn người đòi mua mà em bảo là thôi em không mua, thôi không phải mua, em tặng mỗi người một chiếc. Em nói thật là người ta thấy đẹp quá, người ta đòi mua ấy, người ta đòi mua ấy các chị. Đây mọi người thấy chưa, bà ai cũng khen hết lời luôn á, quá là xịn sò luôn, như túi mấy triệu luôn. Ghi em bán này sẽ gọi cho em là túi VIP trắng, túi VIP nâu và túi VIP đen, hàng siêu cấp nha các chị nha. Váy Mickey, còn váy Mickey cổ tròn không? Dạ váy Mickey cổ tròn là cái gì nhỉ chị ơi? Váy Mickey cổ tròn là cái gì vậy? Được chưa, chị nào lấy túi này ghi giúp em là túi VIP này. Mọi người thấy chưa, nó ẩn cái phần nam châm ở đằng trong này, cho nên bọn em thả xuống này ấy, nó hút như thế này này mọi người. Q44 thì ngày mai em sẽ về tiếp nha chị nha. Rồi chị nào lấy áo em đang mặc nữa, chị sẽ ghi giúp em là K88 nhé. K88 kèm màu và kèm số điện thoại. Đơn tối qua thì bên em vẫn đang chốt rồi các chị ơi, đơn tối qua bên em vẫn đang chốt rồi. Quần bo gấu còn không chị? Quần bo gấu là cái quần tối qua đúng không, bán được rất là đắt hàng. Quần đấy gọi giúp em là quần Q40, quần đấy gọi giúp em Linh là quần Q40. Túi VIP nào em chốt trong livestream cho các chị là 268.000. Đây là cái túi đắt nhất ở shop em, đắt nhất ở shop em luôn đó các chị, túi đắt nhất ở giúp em luôn. Và ngoài ra hôm qua em có một cái mà áo cũng rất là đắt hàng, đấy là áo này. Áo này sẽ ghi giúp em là gì? Len mịn kèm màu và kèm số điện thoại. Len mịn kèm màu và kèm số điện thoại. Chị mặc thêm xanh cốm đi chị. Ok luôn, mặc thêm cả xanh cốm luôn cho các chị coi nhá. Đây. Em mặc thêm cả xanh cốm luôn nhá. Đây này, xanh cốm cũng rất là xinh luôn. Nói chung là khi mà em mặc vào quần này ấy, thì em nghĩ là mặc với cái áo nào cũng rất là hợp luôn. Quần tất màu da và màu đen em có tất cả là 3 màu. Và cái quần tất nhà em ấy, cái đặc điểm thứ nhất là nó dai. Cái đặc điểm thứ hai nữa là nếu mà nó có rách ấy, thì nó sẽ rách thành hình tròn, chứ nó sẽ không rách thành toạc toạc ra đâu. Nó sẽ rách thành từng lỗ tròn này, và những cái lỗ đấy không bao giờ rách thêm ra nha. Cam kết là như vậy, nhưng mà tí nữa em sẽ test sau nhá. Đọc bảng màu K88 ok, chờ em một tí để em mặc cái màu cốm nha các chị nhá. À, lấy lên mẫu trên áo sọc đi em, trên áo sọc
cọc này gọi là nỉ số 8 nhé. Cái đấy gọi giúp em là nỉ số 8. Quần này của em là Q99. Em bán đến bây giờ là hơn 10,000 quần rồi. Và rất nhiều khách hàng đã mua rồi. Và rất nhiều phản hồi từ nãy giờ khi mà em bật livestream đến bây giờ thì quá nhiều là người khen cái con đấy rồi đúng không? Vừa nhận áo giữ nhiệt với quần Q20 nhà Linh chất đẹp nha. Em cảm ơn chị Ngọc Song Ngọc rất là nhiều nhá. Quần chị đang mặc mã là Q99 em nhé. Đây này, màu cúm em đang mặc này, xinh chưa? Đeo thêm một cái túi xách nữa cho em. Nói chung là đỉnh của chóp luôn. Em đã bảo là cái áo này rất là xinh và quan trọng là rẻ. Em bảo là 5 năm bán hàng livestream chưa bao giờ có một cái mã cardigan nào mà em bán dưới 100.000, gần không có luôn ấy, được chưa? Mặc này cho em. Còn quần em đang mặc sẽ là Q99, em chốt trong live là 124.000 ngày hôm nay nha các chị nhá. 124.000 ngày hôm nay nha các chị nha. Em hết lương vì chị nhận đồ đều ưng. Cảm ơn Bích Huệ rất là nhiều này, cảm ơn em này. Len cổ lọ và len đẹp đi shop, len cổ lọ và len đẹp á, len đẹp này đang hết hàng rồi, tại vì cái này là chưa chia đơn cũ cho nên là em chưa dám lên đâu. Màu đen là cái màu dễ mặc nhất cho nên là không cần phải mặc màu đen nữa nha các chị nhá. Áo này sẽ ghi giúp em là K88 và quần này sẽ ghi giúp em là Q99. K88 87.000 một chiếc, mua từ 2 chiếc là 85.000. Còn Q99 là 127.000 và hôm nay chốt trong live là 124.000 một chiếc. 124.000 một chiếc, chất liệu u mì, em có tất cả là 3 màu và có tất cả là 2 size nhá. Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Đây này các chị ơi, đỉnh của chóp luôn. Quần này là cái quần đang tức là đứng top bán được nhiều nhất từ quần này và quần Q4 là hai cái quần mà đứng top em bán được nhiều nhất từ đầu năm 2022 cho đến bây giờ đó mọi người. Mà thật ra là tất nhiên là 2021 thì em không thể bán mặt hàng bằng 2022 được rồi, đúng không? Ghi của em mã này sẽ là gì? Quần Q99 trắng, Q99 nâu và Q99 đen. Em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? 124.000 ngày hôm nay nhá. Nên các chị tranh thủ chốt đơn đi. Còn mọi người lúc nãy mọi người có nghe khách em comment không? Đây. Khách bảo là quần tam giác này, khách 65 cân mặc size L vừa xinh luôn. Đây. Khách bảo là khách 65 cân, khách mặc cái quần tam giác này size L vừa xinh luôn. Và em bảo rồi, một ngày em tung ra thị trường em bán được hơn 1.100 cái quần này. Thì các chị biết là cái quần này đắt hàng cỡ như thế nào luôn đó mọi người, được chưa? Quần xích và quần chữ hôm nay bên em đều về thêm cả hai mã luôn. Mỗi mã em về thêm 400 chiếc rồi nha các chị nha. Mỗi mã nhà em Linh về thêm 400 chiếc rồi á. Quần mùa đông đi chị, ok, nhà em rất là nhiều quần mùa đông luôn. Em có quy này, cái quần này em qua đắt hàng, quần này này. Quần này sẽ ghi giúp em là Q40 nha mọi người. Q40 chất của nó rất là mới luôn. Chất này là chất mới trên thị trường á. Váy khoét ngực đẹp lắm Linh ơi, ưng cái bụng. Em cảm ơn chị Thanh Trần rất là nhiều nhá. Mọi người nhìn giúp em này. Đây. Tụt view của em rồi, cố gắng tương tác, thả tim, thả like cho em nhá. À, nhận quần bò xích mặc đúng đẹp luôn. Em cảm ơn bóng tay rất là nhiều. Quần bò xích hôm nay về thêm rồi. Quần bò chữ hôm nay cũng về thêm rồi. Em sẽ bán hàng mới một lúc xong rồi bắt đầu là em sẽ sell nhá, bởi vì bây giờ vẫn còn đông người coi quá. Thì em Linh sẽ bán hàng mới một lúc, sau đó thì khoảng 30 phút nữa hoặc đến 40 phút nữa thì em sẽ bán hàng sale. Chị Nguyễn Hoa lên số điện thoại giúp em, chị Thu Huyền lên số điện thoại giúp em nhé. Mã quần tất là gì? Mã quần tất chỉ cần ghi giúp em là quần tất kèm màu là được nhé. Quần tất kèm màu là được nha các chị nha. Nhìn giúp em này. Quần này sẽ là Q40 nâu, màu này cho em sẽ là Q40 đen, màu này sẽ là Q40 kem, màu này sẽ là Q40 bò, quần Q99 chất quá đỉnh luôn. Màu này sẽ là bò và màu này cho em sẽ là Q40 ghi. Q40 kèm màu, áo len lông thỏ và áo dây đẹp lắm Linh, em cảm ơn chị Mai Đinh nhất. Đây, áo dây em đang mặc bên trong là 25.000. Thì những chị nào mà mua cái này thì đừng quên mua kèm cái áo dây này, có 25.000 để đi đơn thôi. 25.000 để mình đi cùng đơn thôi. Đây, ví dụ như là mọi người lấy áo này thì lấy kèm cái áo này có 25.000 thôi ạ, được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi là Q40 nhá. Q40 này em có 3 size ML, em chốt trong livestream này là 138.000. Mã này thì tối qua em bán rất là nhiều, được chưa? Q44 giá bao nhiêu vậy ạ? Q44 em chốt trong live là 126.000 nha chị ơi, 126.000, được chưa? Em qua mã nha, ghi của em mã này sẽ gọi là thông báo các chị luôn là quần xích và gì ạ? Quần xích và quần chữ là em đã về thêm hàng rồi nhá. Nhận Q30 chất thích lắm em. Em cảm ơn chị Vương Thu Phương rất là nhiều. Em cảm ơn chị nhá. Rồi chị nào lấy Q99 em đang mặc nó chốt luôn này, em Linh qua mẫu ở đây nhá. Áo dây em đang mặc là 25.000, cardigan bên ngoài là 87.000, mua từ 2 chiếc là 85.000. Em thề là em bật livestream từ đầu live bây giờ ít nhất là có 5 khách vào khen cái bà Nhung này và chưa một ai chê luôn. Từ khi em tung ra thị trường bán em bây giờ là 1.000 mấy trăm chiếc rồi. 1.000 mấy trăm chiếc nhưng mà chưa có một bất kỳ một khách nào vào chê cái váy này luôn. Và từ đầu like đến bây giờ chị nhận được váy rồi, em đẹp lắm, em cảm ơn chị Nhi Ngọc nhé. Từ đầu like đến bây giờ em thề là chưa, là ít nhất là có 4 đến 5 khách là comment khen cái váy này. Còn từ khi em bán cái váy này đến bây giờ thì chưa thấy ai chê luôn. Cái váy Nhung này em bán có 168.000 thôi, nhiều chị chưa mua còn không dám mua hàng nhà em vì thấy rẻ quá. Thị trường toàn má 300 mấy nhá. Hàng Linh Jean rất đẹp, em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Váy Nhung của em có 3 size cơ, có 3 size thoải mái cho các chị đến tận 60 ký.
vì hàng trên thị trường người ta bán hot girl bán, người ta chỉ bán đến 50 mấy ký thôi, không có size to đâu. Em là em đặt riêng cho các chị size to, bởi vì em biết là cái phân khúc khách hàng của em là nằm trong cái khoảng từ 55 đến 65 rất là nhiều, thì em đặt cho mọi người đến 60 ký nhá. Em đặt cho mọi người đến 60 ký, bởi vì 65 ký chắc là nhiều chị cũng không thích, không thích cái kiểu hảo kiểu váy này. Váy nhung em vừa nhận xinh xỉu luôn, chị cảm ơn Hà Phương rất là nhiều nhá. Bây giờ em sẽ mặc váy nhung cho các chị coi. Váy nhung này sáng nay em vừa về thêm được 250 chiếc nha các chị. Nhìn giúp em này, em đọc lại bảng màu áo này một lần cuối cùng này. Áo này sẽ gọi là K88 cốm sữa cam đen xanh dương và kem nhé. Cốm sữa cam đen xanh dương và kem. Ghi giúp em là K88 kèm màu và kèm số điện thoại. Mua một chiếc là 87.000 và mua từ 2 chiếc sẽ là 85.000. Cú pháp cho em sẽ là váy nhung nha các chị nha. Và em qua mẫu K88 ở đây nhé, mở cái chốt rất là nhiều rồi. Em qua mẫu K88 ở đây. Bây giờ em sẽ lên váy nhung cho các chị. Quần em đang mặc ở đây sẽ là Q99. Q99 này em chốt trong livestream hôm nay là 124.000 thôi. À, kiểu nhung, kiểu nhung lanh là cái gì ạ? Nhung lanh là cái gì chị ơi? Q30 còn không shop dạ còn. Chờ em một tí rồi em sẽ lên nhá các chị, chờ em chút xíu nhá. Em sẽ like đến lúc nào mà còn ít ít người coi em. Váy đấy ngoài bán 450k. Mấy con giờ em đi ăn cưới chung nó lấy đứa bạn ôm y hệt cái gì đấy. Cảm ơn em rất là nhiều nhá. Nói chung là em bán có 168 thôi. Thị trường bán bao nhiêu không quan trọng đâu. Mọi người cứ cảm thấy tin tưởng em thì các chị mua. Còn không tin tưởng em thì thôi các chị cứ mua chỗ khác. Còn em rồi nói rồi mua hàng nhà em á thì các chị được kiểm hàng trước khi nhận. Cho nên các chị không bao giờ phải sợ rằng là hàng trên livestream có giống bên ngoài khi mình nhận được hay không, hay là cái con mẫu này nó đi mua hàng đẹp rồi nó ship cho mình cái hàng rẻ. Đó là cái điều mà khi mà em bán rẻ quá nhiều người cũng sợ mà. Cho nên là em bảo rồi, mua hàng nhà em ấy, em có quảng cáo hay như nào hay là khách em có khen hay ra làm sao thì cái quan trọng nhất vẫn nằm ở các chị. Các chị cảm nhận về hàng như không phải đâu, nhung này không phải nhung mát mát đâu, nhung này là nhung bình thường chứ em không biết gọi là nhung gì. Nhưng mà cái nhung mát mát đó thì nó sẽ không bao giờ lên form được như này. Em hiểu rồi, cái nhung mà nó hơi chảy chảy mà nó co giãn đúng không? Váy này thì không thể nào là ấy được. Nói thật, Linh Jean là shop đầu tiên mình mua đi mua lại nhiều lần, shop khác mua một lần chạy mất dép. Em cảm ơn chị bóng tay nhé. Nói thật, Linh Jean là shop đầu tiên mình mua đi mua lại nhiều lần, shop khác mua một lần chạy mất dép. Trời ơi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ghi hiểu em mã này này. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Em có tất cả là 3 size SML. Mọi người lưu ý nhá. Hàng này của Hot Girl ý, người ta chỉ bán đến 50 mấy cân thôi. Còn em bán cho các chị là form đến 60 cân. Thì em đang mặc ở đây là em mặc size S. Và em là 49 cân, 48-49 cân. Thì em đang mặc size S thoải mái. Và các chị nhìn kỹ thiết kế của nó này. Hai bên tay của nó là tay chun. Tay chun thoải mái cho những người bắp tay to là vô tư này. Như em mặc đây này, còn thừa bao nhiêu thấy chưa. Phần tay voan này nó là hai lớp 100% luôn. Đính nơ này, chuẩn như mẫu mọc chưa? Chất nhung mềm nhưng nó không phải là cái nhung chảy chảy đâu. Mà nhung này nó phải đứng form thì mặc lên nó mới như này chị ơi. Còn nếu mà nó mà là nhung chảy ấy, nếu như nó mà là nhung chảy thì mặc lên các chị sẽ như thế này. Đấy, đây này mọi người thấy chưa? Chị biết hãng cái gì không? Vải xấu dã man, em mua của chị lần nào cũng ưng. Cảm ơn em nhé, chị không biết hãng đấy. Ghi ở em mã này sẽ ghi giúp em là gì ạ? Ghi ở em mã này sẽ gọi cho em là váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Em có tất cả là 3 size SML. Thì em sẽ đọc cho mọi người bảng size luôn nhé. Dưới 49 cân, 48 đến 49 nha. À, 48 đến 49. Gửi hàng cái gì? Shop link gì? Gửi hàng gì? Toàn size mẫu với cả không giống hình. Chị ơi, chị mua mẫu nào của bên em mà lại size mẫu và không giống hình hả các chị? Với cả em nói rồi các chị, shipper bảo chị hay mua quần áo nhà Linh sắp hết nhiều quần áo bằng người ta bán rồi, thế sắp gì, sắp nhiều bằng quần áo. Shipper bảo chị hay mua nhà Linh thế sắp nhiều bằng quần áo người ta bán rồi. Em cảm ơn chị nhá. Nói chung là em nói như này, mua hàng nhà em ấy thì các chị không bao giờ phải sợ hàng đẹp. Mà em cảm ơn chị, em không biết là bà này bán mua cái gì. Nói chung là ship sai hàng thì sẽ báo với nhân viên để lên đơn đổi, hoặc là khi mình kiểm hàng mà ship sai hàng thì sẽ hoàn hàng lại luôn. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Còn dù em đã bảo rồi, dù em có quảng cáo hay ra làm sao đi chăng nữa, và từ đấy đến bây giờ các chị đọc xem có bao nhiêu khách hàng khen và phản hồi về hàng nhà em thì các chị cũng đọc được hết, được chưa? Thì các chị cứ kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu như giống trên livestream em like thì các chị mới nhận. Còn nếu như bên em ship hàng vớ vẩn, ship hàng không đúng trên livestream nha các chị nha. Được chưa? Em mua quần đùi thái mà nhân viên lại giao thành quần ngố thái. Váy nhung giá 188 hay 168? 168 thôi em ơi. Chấp nhận siêu đẹp luôn. Em cảm ơn chị Linh rất là nhiều nhá. Váy nhung là 168 thôi em nhá. Còn váy khoét ngực thì mới là 188 nhá. Còn cái quần ngố đấy mà ship nhầm thì mọi người có thể ship nhầm thì mọi người có thể báo lên đơn đổi giúp em nha.
bị lỗi thì mọi người gọi điện vào số điện thoại hotline đi, chứ nhắn tin thì không có người trả lời đâu. Và hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay nhân viên chăm sóc khách hàng có đi không em? Hôm nay chăm sóc khách hàng có đi nhá, shop nhà Linh uy tín, nhà chị cả nhà từ chị gái em gái con gái vào hết nhà Linh Jean. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Em bảo rồi, dù em có quảng cáo hay như nào thì cái quan trọng nhất vẫn là khi các chị nhận hàng, các chị kiểm tra hàng nhá. Đó là cái quan trọng nhất. Cho nên là cũng không cần phải tin tưởng em gì nhiều. Các chị đã đặt hàng em đó là đã tin tưởng em rồi. Còn cảm nhận hàng như thế nào thì mình hãy kiểm hàng giúp em nha. Váy này em sẽ đọc bảng size cho các chị luôn này. Dưới bao nhiêu ạ? Dưới 48, 49 cân đổ về mặc giúp em size S. Từ 50 cho đến 54, 55 kg mặc giúp em size M. Từ 50 đến 54, 55 kg mặc giúp em size M. Và từ 55, 56 cho đến 60 kg mặc giúp em size L. Được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Mấy số khác không có vải mình ưng, em cảm ơn chị nha. Đấy, cái không biết cái chị nào mà lúc nãy bảo là bên em ship sai hàng rồi ship hàng không giống chất. Thì em hỏi là mua mẫu gì? Mua mẫu gì mà ship sai hàng và mẫu nào không giống chất thì không thấy bảo gì cả. Váy nhung của em các bạn giao ghi đơn là 188k. Nhưng mà giờ xem lại mới biết là 168, thế thì là bị nhầm mất rồi em ơi, thế là bị nhầm rồi. Thế nên là mỗi lần khi mà em tư vấn giá tiền các thứ thì các chị nghe rõ. Bởi vì nhân viên nhiều khi cũng nhầm, với cả đợt này nhà em nhân viên mới nhiều ấy. Đợt này nhà em nhân viên mới nhiều ấy, nhiều khi cũng không tránh được sai sót làm việc, các bạn ấy chưa quen nhé mọi người. Ghi em mã này sẽ gọi giúp em là váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Bây giờ mọi người nhìn kỹ cái thiết kế của nó này. Hàng nhà em là có size SML đến tận 60kg đổ về mặc được. Cái thứ hai nữa này, mọi người nhìn thấy chưa? Nói là váy nhung thôi. Đây này, mọi người thấy chưa? Chị Linh nhập thêm váy xinh lịch sự chút đi để đi chơi nhé. Chứ em mua ngoài toàn 300-400k sót quá. Ok em, mọi người nhìn nhé. Đằng trong nó có lớp lót quần như một cái quần bình thường luôn, như cái quần đùi bình thường. Cho nên mặc, các chị mặc thì không bao giờ sợ bị hở hay là đứng lên ngồi xuống đi đứng nó không thoải mái. Vì khi mà em mặc ngày hoặc các chị mặc ngày, các chị sẽ sợ nó bị ngắn thì yên tâm. Đằng trong là toàn nó có quần. Hai bên của nó có túi rất là to. Túi này em cam kết là để được điện thoại 14, 13, 14 Pro Max luôn. Túi siêu to luôn nha các chị. Và cái đằng sau là kéo khóa. Và quan trọng là nhà em có size SML đến tận 60 cân. Còn hot girl người ta chỉ bán đến 53, 54 cân thôi. Chỉ có size 53, 54. Còn em phải đặt riêng cho các chị. Và đối với size L là em phải bù thêm 5.000 so với những size khác nha các chị nha. Ghi của em mã này sẽ là váy nhung. Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Nếu biết size gì các chị tự lấy size, không biết size gì để lại cân nặng nhân viên trước size cho các chị. Cú pháp sẽ là váy nhung kèm size và kèm số và nghe giá tiếp giúp em này. 100 bao nhiêu ạ? 168.000 đồng một váy nhung. Em thề em nói sai mất lộc luôn, ngày đầu tiên em tung váy này ra thị trường, trong một buổi tối em bán được hơn 1.000 chiếc các chị ơi. Trong một buổi tối em bán được hơn 1.000 chiếc và em qua mẫu luôn ở đây nhá. Tụt view của em rồi, cố gắng thả tim thả, cố gắng chia sẻ livestream giúp em nhá. 168k và được kiểm hàng trước khi nhận nha, nhớ giúp em là thế, như thế thôi. Chỉ cần nhớ như thế là mua hàng em cứ nhớ mỗi thế chứ cần gì phải nhớ nhiều. Được kiểm hàng cứ đúng như trên livestream thì nhận, mà không đúng thì thôi. Nên chẳng có một cái lý do gì mà em lừa được khách đâu. Thật sự khách không lừa em thì thôi, làm sao em lừa được các chị, lừa làm sao được. Tiền của các chị làm sao mà em cướp được, đúng không? Các chị phải kiểm hàng đúng như trên live, các chị mới giả tiền, không đúng các chị đừng giả tiền thì thôi, chứ làm sao mà em lừa các chị được, đúng không? Ghi của em mã này sẽ gọi là váy nhung gì ạ? Váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 168.000 và em đang mặc ở đây là size S, các chị nhìn rõ không? Em đang mặc ở đây là size S và em 49 cân nhá. 168.000 em qua mẫu váy nhung luôn ở đây. Lên cứ mỗi lần lên váy nhung là lại cháy hàng các chị ạ. Cứ mỗi lần lên váy nhung là lại cháy hàng, được chưa? Có quần legging ngố không? Quần legging ngố em vẫn bán trong live là, ghi giúp em là quần ngố thái và em vẫn chốt trong live là 33.000 nha, em đang mặc ở đây này. 33.000 một quần ngố thái và áo dây thái em đang mặc ở đây là 25.000. 25.000 cộng 33.000 nha các chị nha. 25.000 cộng 33.000, 25.000 và cộng 33.000 giúp em, được chưa? Đấy, cái bà mà vừa bảo là ship toàn sai mã với cả không giống chất, bây giờ hỏi mất hút chả thấy nói gì, chả biết có đúng thật mua hàng nhà em không hay là như nào nữa. Em hỏi từ nãy giờ 2 lần rồi không thấy trả lời luôn. Nên là đến khi mà em bảo là nhận hàng em ấy, kiểm hàng đúng thì nhận, không đúng thì thôi, hoàn hàng lại. Và em hỏi là ship sai mẫu gì, ship không giống mẫu gì, comment cho em biết đi, nhưng không trả lời, không thấy comment gì cả. Được chưa? Thôi em qua mẫu luôn ở đây nhé. Quần ngố thái là 33.000 và áo dây thái em đang mặc là 25.000. Được chưa nào? Rồi em qua mẫu tiếp này. Bây giờ em lên mã tiếp theo cho các chị này. Được chưa? Đây em sẽ lên cho một cái quần xích này. Quần xích này nhà em hôm nay về thêm hàng. Quần xích này là siêu đắt hàng luôn. Quần xích này em chốt trong livestream là 148.000 đồng. 148.000 đồng áo thun cổ vuông tay dài không linh. Em mua hàng nhà chị bao lần lần nào cũng thích hết. Cảm ơn em nhé. Nói chung là như người ta có thể bỏ qua comment đấy luôn, không đọc cũng được. Nhưng mà em vẫn sẽ đọc, bởi vì cái gì đúng thì thôi, em không làm sai nên không sợ. Nếu như bên em ship sai hàng ấy thì bên em sẽ đổi cho khách, có trách nhiệm đổi cho khách. Còn nếu như mà bảo là không giống chất trên live thì em muốn hỏi luôn là mẫu nào không giống chất để em đối chiếu bồi chứng với những khách mua hàng ở đây luôn. Đồi là chị Linh hôm nay vừa nhận form với chất siêu đẹp, cảm ơn Tây Vân nhá. Đấy, thế nên là, nhưng mà em hỏi thì không thấy bà ấy bảo gì nữa nên không biết là bà ấy mua cái gì.
Hàng nhà này đẹp, mua mấy năm rồi vẫn ưng lắm. Hàng đẹp và bán hàng tư vấn nhiệt tình, rõ thì sao mà nhầm được đấy. Nói chung là nhầm lẫn là cái điều không tránh khỏi, là có nhầm lẫn, em bảo rồi. Có nhầm lẫn, nhưng mà nhầm lẫn thì bên em sẽ chịu trách nhiệm đổi hàng và bên em trả tiền ship. Nhưng mà bà em bảo là toàn ship nhầm hàng với cả là hàng không giống mẫu trên line. Comment hai lần luôn, đấy em mới hỏi lại. Em mới đọc cái comment đó lên là em mới hỏi lại là bên em ship sai cái gì là cái thứ nhất. Và bên em ship hàng gì không giống trên livestream thì không thể nói gì nữa. Đây, mọi người nhìn giúp em này. Còn em không ngại đọc những comment đấy đâu, bởi vì em bán hàng uy tín nào các chị biết rồi còn gì. Cần thì em không bao giờ em phải ngại luôn. Sai hàng thì đổi hàng cho khách, còn hàng giống giống trên live thì hoàn hàng lại, chả có vấn đề gì. Quần này sẽ ghi giúp em là gì? Quần xích. Quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Quần này thì em bán đến 1.000 mấy trăm chiếc rồi. Quần này thì em bán đến 1.000 mấy trăm chiếc rồi. Mọi người thả tim, thả like và chia sẻ live stream giúp em nhé. Quần này sẽ ghi giúp em link là quần gì? Quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Hôm qua shipper gọi ra lấy hàng hú hồn không biết đơn gì, hóa ra đơn nửa tháng giờ mới nhận. Thông cảm giúp bên em nhé, chắc là đơn của chị nó bị thiếu sản phẩm ấy. Linh zin uy tín chất lượng rồi. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Quần xích kèm size và kèm số điện thoại 148.000. Em chốt trong livestream này là 148.000, full 3 size ML 40 đến 64 cân đổ về mặt đơn. Và đối với quần xích này em sẽ mặc với cái áo này. Áo này sẽ ghi giúp em link là áo gì? Áo tặng và cách số điện thoại. Áo này em chốt trong live chỉ có 68.000 thôi. Áo này người ta đang bán là 120.000, đấy là chỗ rẻ nhất đấy. Còn hot girl nữa thì chắc là phải 108. Còn em thấy bán vừa vừa ấy, là cũng bán 120.000 rồi đó. Eo link bao nhiêu? Eo em là 70 cm chị ơi, được chưa? Quần này là quần xích và em có 3 size ML. Em nói rồi, hai cái túi này. Tóm lại là các chị cứ nhìn chuẩn như này. Chuẩn như thế này thì các chị làm sao? Các chị nhận hàng nhé và cho em xin công nữa. Và nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận. 3 size ML 40 đến 64 cân đổ về là mặc được. Quần này em bán nhiều lắm rồi. Nhưng mà mọi người thấy không, tối ngày hôm qua em không hề lên mã này bởi vì hết hàng. Nhưng mà sáng ngày hôm nay quần mới về thêm thì em mới lên tiếp được cho mọi người. Em sẽ mặc cho mọi người với con này, sẽ gọi là áo tặng. Áo tặng này em chốt trong live là 68.000 đồng. Cho nên các chị cố gắng lấy từ hai chiếc hoặc dồn đơn với sản phẩm khác giúp em. Em đặt mấy năm cứ ship. Em... À, cái gì chữ cứ ship em không kiểm mà bữa ship nhầm màu nhưng mà đẹp nên mặc luôn. Cảm ơn em rất là nhiều đấy. Em bảo là cái điều cái bị nhầm ship nhầm màu hay nhầm mẫu hay là sai mẫu, cái đấy là điều không tránh khỏi được. Chắc chắn là nghìn đơn thì cũng sẽ có vài đơn nhầm, cái đấy là không tránh khỏi. Thế nên là lúc nào em cũng nói trên livestream với các chị là kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. Ngoài lề tí Linh ơi, tớ xin thông tin đồng hồ bạn đang đeo với. Đồng hồ này của em là đồng hồ Huawei của Trung Quốc nha các chị nha. Mọi người nhìn giúp em này. Áo này sẽ ghi giúp em là gì? Áo này các chị sẽ ghi giúp em là áo gì? Áo tặng kèm màu và kèm số điện thoại. Áo tặng kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 68.000 đồng, mặc xinh kinh khủng luôn. 68.000 đồng, tay của nó như thế này, các chị nhìn này. Tay của nó là tay xỏ ngón nhá. Chia sẻ livestream đẩy view lên cho em nhá. Live này em vẫn tặng cho người chia sẻ livestream nhiều nhất là 200.000 đồng đấy ạ. Đây, nó có cái sỏ ngón ở đây như này này, các chị thích thì mặc nhà em, các chị không thích thì thôi. Nay nhận váy nhung nhà chị Linh chất siêu đẹp luôn ạ. À. Chị cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều, mọi người thấy chưa? Toàn là khen váy nhung từ đầu like đến bây giờ ấy. Áo tặng này shop chỗ chị đang bán 189k đó em, giống y hệt. Đấy mọi người thấy chưa, mọi người đọc comment của em cái đây này. Kéo lên mặc nghe này. Nó là dáng hơi crop top. Thì thật ra là em kéo xuống như này thì vẫn được, nhưng mà em đang muốn kéo lên như này cho nó đẹp với mọi người. Ai thích mặc kiểu gì mọi người mặc. Đây như này cho em. Tay của nó là tay kiểu tay ở tay tay sỏ, tay sỏ ngón ấy. Và đấy, khách bảo là chỗ gần nhà chị đang bán 189. Còn em thì em thấy thị trường đang bán là 120 vì em lướt top top thấy người ta bán 120. Còn em bán là bao nhiêu ạ? Em bán là 68.000. Em bảo rồi, đây là sản phẩm em câu like bởi vì hôm trước là em mặc ngay đầu live stream ấy. Nhưng mà bởi vì 68.000 nên là cho nên là các chị phải mua từ hai chiếc hoặc các chị phải mua dồn đơn với sản phẩm khác giúp em nhé. Quần này đang mang 62 cân, chắc chắn là vừa thoải mái luôn chị. Em bao vừa cho chị luôn đến 64 cân nhé. Đây này, mọi người mặc này cho em này, rất là ăn chơi luôn. Quần này sẽ ghi giúp em là quần gì ạ? Quần xích. Quần xích này có 3 size SML. Quần xích này của em có 3 size SML từ 40 cho đến bao nhiêu ạ? Từ 40 cho đến 64 cân đổ về mặc được. Và mỗi một cái quần là sẽ đi tặng kèm một cái xích nha. Cái xích này là mọi người sẽ được tặng kèm nha mọi người ơi. Cái xích này là tặng kèm luôn. Và mọi người nhìn cái xích hàng nhà em nó cũng xịn sò nhá. Em nói thật, kể cả là cái xích này nó cũng xịn sò hơn cái hàng rẻ ấy. Mọi người nhìn cái xích là biết mà, cái xích bản to và có khuy như này, nói chung là rất là xịn luôn, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là quần xích kèm size và kèm số điện thoại. Nó sẽ có 3 size SML thoải mái cho các chị từ bao nhiêu ạ? Từ 40. Từ 40 cho đến 64 cân đổ về là mặc được nha. À, bên chị gửi hàng lỗi em đổi lại thì bây giờ bảo em phải chịu tiền ship. Bên chị gửi hàng lỗi thì bên em thì bên chị phải chịu tiền ship chứ làm gì có chuyện khách phải chịu tiền ship. Trừ khi đơn hàng đấy của em lại mua tiếp.
em lại mua hàng mới tiếp thì là phải chịu ship thôi. Còn nếu như chỉ đơn thuần đổi hàng không thì bên chị sẽ phải chịu tiền ship em nhé. Cái vấn đề đấy là cái vấn đề mà ai cũng biết mà. Nếu như nhân viên mà bắt em chịu tiền ship thì em phải báo lại với nhân viên chứ. Em báo lại nhân viên là bên chị ship nhầm sai hay là nhầm mẫu cho em thì làm gì có chuyện em phải chịu tiền ship. Cái đấy mình phải nói chứ, cái đấy là ai cũng biết cái điều đơn giản đấy mà. Còn nếu như trừ khi là đơn của các chị đổi nhưng mà lại muốn mua thêm sản phẩm khác vào nữa thì khách phải chịu tiền ship nha các chị nha. Ví dụ em mã này cho em là đây. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Quần xích, và áo này sẽ ghi giúp em là áo gì ạ? Áo này sẽ ghi giúp em là áo tặng. Áo tặng kèm màu và kèm số điện thoại. Áo tặng màu em đang mặc sẽ là màu đen. Áo tặng màu này sẽ là màu xanh lá, màu này sẽ là màu trắng, màu nâu và màu bò nhá. 68.000 đồng một áo. Và bên em bán từ 2 áo hoặc 1 áo dồn đơn với sản phẩm khác. Quần xích ném chốt trong line là bao nhiêu ạ? 100 bao nhiêu ạ? Quần xích ném chốt trong line là 148.000. Riêng cái xích nhà em mọi người nhìn này, không chuẩn ảnh mẫu mặc thì hoàn hàng ngoại cho em nha. Còn hàng rẻ hơn xích nó cũng xấu hơn mà. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là quần xích kèm size và kèm số điện thoại. 3 size SML từ 40 đến 64 cân đổ về mặc được. Còn áo tặng này là bao nhiêu? 68.000. Đeo thêm cái túi này rất là ăn chơi luôn. Túi này sẽ ghi giúp em là túi diện, túi dập nổi. Túi dập nổi quần xích và diện áo tặng. Túi dập nổi quần xích và áo tặng nha. Và quần chữ hôm nay hàng em cũng về thêm hàng rồi. Còn bây giờ em sẽ lên cho mọi người quần Q30 nhá. Q30 là một cái quần mà hiện tại áo đúng rồi, áo free size em ơi. Quần thì có 3 size mà áo thì free size này. Áo co giãn lắm. 60, 62, 64 cân đổ về vẫn mặc được mà nha. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là áo tặng nha. Hai tay là có cái sỏ ngón này, còn các chị không thích sỏ ngón thì các chị kéo lên mặc như cái áo bình thường như này. Nói chung là mình thích thì mình mặc thành sỏ ngón, nhưng mà sỏ ngón thì cảm giác nhìn nó kiểu chất hơn ấy. Màu đen, màu xanh lá, màu trắng, màu nâu và màu bò. Màu đen, màu xanh lá, màu trắng, màu nâu và màu bò. Áo tặng kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream cho các chị là 68.000 đồng một chiếc, bao các thể loại giá luôn. Nói chung là không ai bán được rẻ hơn 68 đâu. Áo này em thấy thị trường bán rẻ nhất là 120.000 ấy. Chị mặc size gì? Chị 49 cân và chị mặc size S thôi em ơi. Đây. Chị đang mặc size S đây này, nhìn rõ không? Đây này, em đang mặc size S nha. Chị Nguyễn Hậu ơi, lấy hai quần Q9 lên số điện thoại giúp em nhé. Em thấy nhiều chị đặt hàng không lên số điện thoại, và không lên số điện thoại thì chắc chắn sẽ không có đơn đâu nha. Mặc đồ nhà bà Linh xong đi đâu cũng được, hỏi là mua ở đâu thế? Em cảm ơn chị Đỗ Thị Thu Thủy rất là nhiều nhá. Có gì giới thiệu mọi người cho em với nha chị nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha các chị nào lấy nữa chốt giúp em là quần xích và áo này sẽ gọi là, áo này thì là áo dây thái 25.000. Áo dây thái này là 25.000, các chị mặc kèm, nói chung là mặc đơn giản lắm, hoặc mặc như này xong các chị khoác thêm cái cardigan K88 ở bên ngoài cũng rất là ok luôn nha các chị nha. Mọi người chờ em chút xíu nhé. Có kết quả đấy anh ạ. Có kết quả đấy anh ạ. Của anh vào xem chưa? Anh xem của anh chưa? Ui, mọi người chờ em chút xíu. Của anh chưa gửi á? Số điện thoại của anh ấy. Của em có rồi mà. Đây này. Của em toàn ui giời ơi. Anh ơi. Đẹp như một bức tranh luôn. Của em chỉ có mỗi cái hai cái là hơi một cái hơi thấp một tí, một cái hai cái hơi thấp một tí thôi. Còn lại là đẹp như một bức tranh luôn. Trời ơi, anh thấy chưa? Trời, tuyệt vời. Mọi người thích em tặng cái gì để em tặng. Em thề nó là sáng giờ ăn không ngon ngủ không yên. Ôi giời, chết mất. Ra kẻ về chưa bà Linh? Từ em xem lại lần nữa là chắc. Mọi người chờ em một tí. Ô cái quả. Anh nghĩ cái quả tuyển giáp này bây giờ ok rồi này. 3 tháng rồi em chưa đi khám lại. Không, cái này xét nghiệm máu là mình biết luôn nó có vấn đề hay không, chẳng cần khám. Đi khám cũng chỉ lấy máu thôi mà. Thế là yên tâm rồi. Thôi, ai chìm tiếp đây. Dạo này thấy bà Linh không làm nail nữa nha. Em dạo này nó kiểu nó bị đơn giản quá luôn nên nail cũng không làm luôn này. Phải hơn một tháng rồi không nail nổi người luôn. Em cảm thấy không thích nữa ấy, mọi người chả hiểu sao ấy. Giờ này chắc em bị đơn giản quá rồi. Đây này. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người cổ tim. Đây quần này mặc cái cổ tim rất là xinh. Không phải là không có thời gian đâu. Không phải là không có thời gian đi làm đâu, mà thật sự là em không thích làm nail nữa. Tự nhiên bây giờ em chỉ thích để như này thôi. Chả hiểu sao, hay là em già rồi. Áo tim của em này mọi người, cổ tim này ai mua rồi comment cho em phát nào. Ai mua rồi comment cho em phát nào mọi người. Áo cổ tim ai mua rồi comment cho em phát nào. Mọi người nhìn giúp em này. Áo cổ tim này. Áo cổ tim này các chị. Cổ tim nha các chị nha. Làm sao để biết mình đã chốt đơn thành công rồi chị? Làm sao để biết mình đã chốt đơn thành công thì có nghĩa là em đã được nhân viên chốt tiền rồi. Ví dụ như nhân viên nhắn tin chốt tổng tiền hoặc nhân viên gọi điện chốt tổng tiền cho em thì có nghĩa là em đã
đã có đơn rồi đấy. Còn nếu như bên chị chưa có ai nhắn tin hay chưa có ai gọi điện gì cho em thì có nghĩa là em chưa được chốt đơn em nhá. Này mọi người nhìn giúp em này, ghi của em mã này thôi. Em đang rất là vui cho nên là cho em xin cái quần legging em tặng luôn cho khách. Đây, nói chung là đang rất là phấn khởi nha. Cho nên là Hoài Thương ơi, sắp rồi ngày mai sẽ có. Bởi vì là đang vui cho nên là sẽ tặng mọi người cái quần này. Quần này bình thường em bán là 110 mấy nghìn thì các chị biết rồi đó. Cho nên là hôm nay em sẽ tặng cho mọi người quần này với giá là bao nhiêu ạ? 99 nghìn đồng. Legging Muji em nói thật nhá, khoảng 2-3 ngày nữa trời lạnh á thì cái quần này chỉ có che khét lẹt lẹt thôi. 2-3 ngày nữa trời lạnh em mặc cái quần này xong em đi bốt vào nhá thì quần này chỉ có khét lẹt lẹt thôi, em thề luôn. Cái quần này này, quần này sẽ ghi giúp em là gì? Quần legging Muji kèm size và kèm số điện thoại. Legging Muji của em Linh có tất cả là 4 size và em bán hơn 10.000 quần rồi. Chị nào mà đang xem livestream ở đây và mua legging Muji này của em thì làm sao ạ? Thì mọi người comment vào đây cho em phát. Bây giờ đang vui cho nên tặng cho mọi người luôn với giá là 99.000. Chị nào lấy chốt luôn giúp em là và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? 99k. Năm ngoái em bán quần này là 113k nha các chị nha. Và quần này em bán hơn 10.000 quần rồi. 3 size, 4 size S, M, L, XL từ 40 đến 68 cân đổ về là mặc được. Legging Muji kèm size và kèm số điện thoại nhá. Em tặng riêng mã sản phẩm này là em tặng. Nên mọi người tranh thủ chốt đi. Còn áo cổ tim em đang mặc này, em chốt trong live này này là bao nhiêu ạ? 65.000 đồng một áo và bên em chỉ bán từ 2 áo thôi. 65.000 đồng một áo và bên em chỉ bán từ 2 áo thôi nha các chị nha, từ 2 áo thôi. Đây, Muji em mua về mặc mẹ em thấy đẹp, bảo đặt cho mẹ hai cái luôn. Cảm ơn Hoài Anh rất là nhiều, cảm ơn em nhé. Kiểu em mã này sẽ gọi là cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại, các chị thấy chưa? Một cái áo tưởng chừng nó rất là đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng khi mình phối lên á thì nó rất là gì ạ? Rất là ok. Tức là khi mà em cầm cái áo cổ tim lên thì mọi người nhìn cảm giác nó cũng bình thường thôi. Nhưng đây này mọi người thấy chưa? Em phối với quần xích này, nhìn nó rất là hợp đúng không ạ? Đúng không ạ? Cho nên là ghi cho em mã này sẽ gọi là cổ tim kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Cổ tim màu em đang mặc sẽ là màu đen, màu sữa, màu nâu, màu trắng và màu bò. Cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? 65.000 đồng một áo, nhưng bắt buộc mọi người phải lấy từ hai áo hoặc dồn đơn với áo sản phẩm khác. Còn nói thật là mua một áo cổ tim thì chắc chắn là bên em sẽ gạch đơn luôn, không gọi điện chốt đơn, không báo hủy đơn và không làm cái gì, gạch luôn nha các chị nha. Ghi của em bởi vì 65.000 mà trừ ti phí nhân viên túi vắng băng dính ra là em nói luôn là em không có lãi, em nói thật đấy. Ghi của em mã này sẽ gọi là cổ tim đen, tim sữa, tim nâu, tim trắng và tim bò. Cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream là bao nhiêu ạ? 65.000 đồng một chiếc và chỉ bán từ 2 chiếc nha. Chỉ bán từ 2 chiếc thì em nói này này, các chị cứ mạnh dạn mà lấy 2 chiếc. Hàng đến các chị kiểm hàng, đẹp thì lấy cả 2, không đẹp các chị hoàn cả 2. Nghe kỹ này, hàng đến kiểm hàng, đẹp thì lấy cả 2, không đẹp thì hoàn cả 2. Còn quần xích em đang mặc là 148.000, áo tim là bao nhiêu? Là 65.000 đồng. Túi này là túi dập nồi 212.000 đồng, nguyên set em có bán nha các chị nha. Và em qua mẫu tiếp theo nha, chị nào lấy cổ tim nó chốt luôn. À, nhân tiện đang mặc cái quần này thì em xin phép mặc cái áo này. Cái áo này hiện tại đang là cái áo hot đỉnh của chóp nhà em luôn. Áo này này, thật sự là chiều nay hàng sẽ về thêm 500 chiếc thì bây giờ em mới dám mặc mẫu cho các chị luôn. Em sẽ like đến tầm khoảng còn tầm 8-900 người coi thì em bắt đầu xả hàng nhá. Nên là mọi người cố gắng tương tác, thảo tim, thả like và chia sẻ livestream giúp em. Quần em đang mặc sẽ gọi là quần xích. Quần xích này em chốt trong livestream cho các chị là 148.000. Còn áo này ghi giúp em là áo gì ạ? Áo nỉ cúc. Áo nỉ cúc, à mà thôi, áo này đang thiếu rất nhiều thôi không lên đâu. Em tặng áo này, áo này em tặng nốt like này sẽ là like cuối áo này này mọi người. Áo này này, áo này ngày hôm nay sẽ là về chuyến cuối cùng. Mã này ngày hôm nay em Linh sẽ về chuyến cuối cùng và không bao giờ về thêm nữa. Về chuyến cuối cùng nốt 150 chiếc màu rêu. Màu rêu đen ấy, áo đẹp rêu đen. Nói chung là áo đẹp này cho đến giờ phút này thì em đã nhập lên đến gần 3.000 con này. Cái áo đẹp rêu đen này, còn hàng xả em đã chuẩn bị đây rồi. Các chị chờ em một tí thôi, hôm nay là thứ bảy cho nên là mình cứ thoải mái thời gian một tí nha mọi người nha. Mình ghi cho em mã này sẽ gọi là gì ạ? Áo đẹp sữa đen. Màu này sẽ là gì ạ? Áo đẹp sữa nâu. Màu này sẽ là gì? Áo đẹp trắng đen. Và màu này sẽ là gì? Áo đẹp rêu đen. Áo đẹp này em chốt trong live cho các chị là bao nhiêu ạ? Bình thường em bán là 117.000. Bình thường em Linh bán cho các chị là 100 bao nhiêu ạ? 117.000 các chị ơi. 117.000. Và bây giờ em chốt trong live cho các chị là bao nhiêu? 117.000 và bây giờ em Linh đang chốt trong live cho các chị là bao nhiêu ạ? 112.000. Bất kể chị nào mua bất kể ở đâu rẻ hơn em cho các chị hoàn hàng lại 112.000. Em nói luôn là cho đến giờ phút này áo này cũng chỉ có mình em Linh Jean bán thôi.
Và bây giờ đang thiếu đơn màu rêu, chiều nay sẽ về nốt màu rêu xong là sẽ giả đơn. Là còn bao nhiêu em bán nốt, em bán với giá là 112, còn em sẽ không nhập thêm nữa đâu các chị nhá. Bán quá trời là kinh khủng khiếp trong cái thời điểm, nói thật là cái thời điểm đợt vừa rồi là một cái đợt ế so với bình thường ấy. Em nói thật là ế so với bình thường ấy. Mà em bán mã áo này gần 3.000 chiếc thì có kinh khủng không ạ? Rồi ok, bây giờ em sẽ qua mẫu luôn và lên với Q30. Mặc áo này em sẽ mặc với Q30. Q30 nhà em ai mua rồi comment cho em xin câu phản hồi Q30 nhà em Linh đây. Q30 nhà em có tất cả là 3M và có tất cả là 2 size. Quần này em nói thật là chưa một ai chê về chất, chỉ có duy nhất một khách chê. Cái này em nói thật là chê form nhà em bị to quá. Form nhà em bị to quá, 62 cân đùi to 65cm, mặc quần xích thoải mái không? Nói chung là 62 cân thì vừa, còn đùi thì chị không hình dung được là, không mà đùi 65 thì chị nghĩ là vẫn vừa bởi vì rộng lắm này này. Quần này rộng mà, quần này nó là dạng suông mà. Đây nhá, bây giờ em sẽ mặc áo đẹp và mặc với quần Q30 nhá. Vẫn chưa có. Thế chắc là anh lấy sau nó sau. Nhưng mà chị trang trước em mà. Ghi vào em mã này sẽ gọi cho em là Q30 kèm màu và kèm số điện thoại. Áo đẹp nâu đen ok chị Thanh Tâm này. Bây giờ em sẽ mặc cái quần này nhá. Tụt view của em rồi, cố gắng tương tác, thả tim, thả like và chia sẻ like chính giúp em nhá. Quần chị mặc mã là gì thế? Quần chị mặc có mã là quần xích em ơi. Quần chị mặc có mã là quần xích em nha. Và chốt trong live stream này là quần xích này, em chốt trong live stream là 148.000. Hàng này em đảm bảo là cũng chưa có ai bán đâu. Em bán đến bây giờ là hơn một tuần trời, hình như là lâu gần 10 ngày trời rồi đấy mà vẫn chưa có ai bán đâu các chị ơi. Cổ tim em chốt trong live là 65.000. 65.000 một cổ tim và đi đơn từ 2 chiếc. Cố gắng lấy từ 2 chiếc cổ tim giúp em nhé. Cố gắng lấy từ 2 chiếc cổ tim giúp em. Quần xích 1m50, nếu mà em sợ dài thì em có thể mang cắt đi và cắt đi không bị mất form đâu. Em mặc đọc lại bằng màu áo gì nhỉ? Áo tim nhá. Áo tim mà em đang mặc là màu đen này, màu sữa, màu nâu, màu trắng và màu bò. Màu đen, màu sữa, màu nâu, màu trắng và màu bò. Áo cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại. Nỉ cúc có những màu gì thế chị thì chờ chị một tí rồi chị sẽ lên lại nhá. À chị sẽ lên nhá, chưa lên đâu tại vì là em ui. Tại vì là em gì ạ? Em đang sợ thiếu đơn nhiều quá ấy, mọi người. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người quần Q30. Q30 hôm nay em sẽ mặc màu đen nhá. Bình thường em hay mặc màu trắng và màu nâu thì hôm nay em sẽ mặc cho mọi người Q30 màu đen. Q30 này của em là gì? Nó là chất liệu mini, chất liệu hot nhất năm nay luôn. Mọi người nhìn thấy chưa? Đằng trong nó bong bóng như này. Chất liệu mini là chất liệu mới nhất và hot nhất năm nay luôn á nha mọi người. Ghi Lê Phao mấy like trước mà giờ bảo hết hàng. Ghi Lê Phao em vẫn còn hàng mà về liên tục mà anh bảo nhân viên sao lại bảo hết hàng. Ghi Lê Phao sao lại bảo hết hàng, chả có màu nào hết. Có mỗi màu nâu hết thì sáng nay đã về bù rồi còn gì. Làm gì có hết đâu, sao mà hết được. Em lấy ghi lên pha màu gì mà nhân viên lại bảo hết được nhỉ. Đây nhá, quần Q30 của em đây này. Q30 của em có tất cả là 4 màu. Q30 của em Linh có tất cả, à em xin lỗi, có tất cả là 3 màu. Riêng chất này mà các chị chê chất xấu thì không có cái chất nào đẹp đâu ạ. Q30 chất đẹp, mềm mịn, dã man chị ạ. Chị cảm ơn Hoàng Tú Anh nhá. Ghi của em mã này sẽ là Q30 đen, Q30 nâu và Q30 trắng. Và nghe form giúp em này. Form quần này của em Linh siêu to luôn. Em nói lại một lần nữa này. Form siêu to, cho nên là các chị nhớ giúp em một điều này. Dưới 55 cân chỉ lấy đến size S thôi nhá. Và từ 56 đến 70 cân lấy size M. Còn 70 cân mà các chị không mặc được size M, em cho các chị hoàn hàng lại. Ví dụ như 70 cân mà mặc size M bị chật là em cho hoàn hàng lại, không cần đổi sang sản phẩm khác luôn. Được chưa? Ghi của em mã này sẽ là Q30 đen, Q30 trắng và Q30 nâu. Quần này em bán hơn 4.000 con rồi. Chất liệu của nó là chất liệu mini nhá các chị nhá. Chất liệu mini là chất liệu mới nhất năm nay ấy. Mới nhất năm nay ấy, và em sẽ mặc với áo này. Áo này hôm nay em đang tặng các chị với giá là 112.000. Cho nên là hôm qua khách tranh nhau chốt mà em sợ là chẳng còn nữa đâu ấy. Em sợ là chẳng còn nữa luôn ấy mọi người. Thôi em sẽ mặc màu khác đi. Em sẽ mặc màu khác đi nhá. Màu này mặc nhiều rồi. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người sang cái màu màu này đi. Màu sữa đen này đi. Hay là màu đây, em sẽ mặc cái màu sữa đen này đi nhá. Màu này là chỉ đắt hàng sau mỗi màu rêu đen thôi. Cái màu sữa đen này là chỉ đắt hàng sau mỗi màu rêu đen thôi nha các chị nha. Ghi của em mã này sẽ là áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Em tặng nốt trong live stream cho các chị là gì ạ? Không xù lông, chất liệu mini này không thể xù lông được luôn nha các chị yên tâm. Áo này hôm nay em chốt cho các chị là 112.000, giá cũ em bán là 117.000, nói điên mất lộc luôn. Em bán bình thường tung ra thị trường là em bán 117 nha. Đây, ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là áo đẹp rêu, áo đẹp sữa đen nhá. Còn quần này là quần Q30. Cái dây này mọi người mặc em đã bảo là không bị xù lông, quần ba Q30 này không bị xù lông. Có cái gì sợ xù lông thì thôi nhá, các chị đừng mua nha. Em trả lời từ nãy đến giờ rồi. Ghi ở em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại. Bốt đế thấp ạ, à, là cái gì? Em có bán bốt đâu. Em có bán bốt đâu, mọi người nhìn giúp em này. Cái quần này á, mẹ em này, mẹ ruột em lấy 2 chiếc để mặc. Mẹ đẻ của em ấy lấy 2 chiếc để mặc. Nó phải đẹp cỡ nào luôn ấy. Kể cả quần này, kể cả quần Q2 đợt trước em bán cũng đều lấy mặc luôn. Ghi ở em mã này sẽ là áo đẹp sữa đen, áo đẹp rêu đen,
áo đẹp sữa nâu và áo đẹp gì ạ? Trắng đen. Áo đẹp kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong line này hôm nay cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 112.000. Nên các chị tranh thủ chốt đơn đi nhá. 112.000 em có tất cả là 4 màu. 112.000 em có tất cả là 4 màu nhá các chị nhá. Chờ em một chút xíu em ngụm nước. Áo này em bán gần 3.000 chiếc rồi. Cho nên là nhiều chị ở đây là đã mua rồi. Và nhiều chị là đã mua rồi. Sau đấy bây giờ thấy em giảm thì sẽ mua thêm màu khác thôi. Quần này có size đến tận 70kg mà. Size M nếu 70kg không vừa, em hứa là em cho hoàn hàng lại mà các chị. Thì các chị có gì mà phải lăn tăn nữa, đúng không ạ? Ghi ở em mã này sẽ gọi cho em là áo đẹp sữa đen, áo đẹp rêu đen, áo đẹp sữa nâu và áo đẹp trắng đen. 112.000. Bất kỳ chỗ nào mua ở đâu rẻ hơn em cho các chị hoàn hàng lại. Còn bây giờ em sẽ quảng cáo đến cái quần này nhá. Quần này sẽ ghi giúp em là quần Q30. Q30 này của em là có 3 màu, màu nâu và màu đen. Hai size, size S và size M. Nhớ giúp em là cái điều quan trọng này này, để em tư vấn những cái gì cho đúng này. Dưới 55 cân các chị tuyệt đối chỉ mặc đến size S thôi. Và từ 56 cho đến 70 cân các chị mới mặc size M. Còn size M mà 70 cân không vừa thì các chị được quyền hoàn hàng lại và không cần đổi sản phẩm khác, được chưa? Để em tự tin chắc chắn với các điều một rằng các chị một điều rằng là cái quần này nhà em form siêu to khổng lồ luôn, được chưa? Q30 này hôm đầu em bán cho các chị là 142.000 và bây giờ em đang chốt cho mọi người với giá là 138.000. Nhận được váy gấu nhà Linh đẹp vừa cờ đờ rẻ mà chất đẹp thế. Em cảm ơn chị Hoa Nguyễn, bởi vì chị khen nên em sẽ tặng chị luôn. Anh lên trên kia lấy cho em hai cái váy gấu, một đen một bò xuống đây em tặng khách ngày hôm nay khô màu luôn. Nốt, nốt chuyến là không bao giờ về thêm nữa. Bây giờ còn bao nhiêu là em bán nốt nhá. Để em bảo ông anh em lên lấy xuống tặng nốt cho các chị luôn, bởi vì chị khen là váy gấu đẹp vừa cờ đờ, không ngờ giá rẻ mà chất đẹp như thế, cho nên là em sẽ tặng luôn. Tại vì chị comment như thế nên tất cả những khách ở đây sẽ được mua giá rẻ nhá chị nha. Mọi người nha, chờ em một tí. Em lấy xuống đây rồi em sẽ giơ cho các chị xem luôn. Nó phải là siêu đẹp luôn đó mọi người. Siêu đẹp luôn, thề là rất là đẹp luôn đó mọi người. Ghi của em mã này sẽ gọi là gì nào? Mã này sẽ ghi giúp em là gì nào? Q30 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Q30 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream cho các chị là bao nhiêu ạ? Em chốt trong live stream này cho các chị là 138.000 chất liệu mini. Còn nếu các chị chê chất xấu, các chị cứ vào đây bóc phốt em thoải mái luôn. Hôm nọ em dơ cho mọi người hàng loại 2 với hàng loại 1 rồi đấy. Nhưng mà đợt này bán nhiều nên chả cần so sánh nữa. Các chị biết rồi, cần thì phải so sánh nữa. Bây giờ em vứt cái quần loại 2 đi đâu bây giờ cũng không nhớ nữa luôn á. Ghi của em mã này sẽ là Q30 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu đen, màu này là màu nâu và màu này cho em sẽ là màu trắng nhá. 138.000. Ok, bây giờ em sẽ mặc nhanh cái con nỉ cúc. Để chờ ông anh em lấy cái váy gấu tặng mọi người cái váy gấu xong rồi lên vài cái mã váy xong là em bắt đầu xả hàng luôn đấy. Cũng hôm nay chắc là chỉ like thế thôi, không phải nhiều đơn quá. Xong rồi mai lại không kịp. Đây, em tặng luôn này. Đây, bởi vì chị khen đúng không? Chị bảo là không ngờ cho rẻ mà đẹp vô cơ nên là em sẽ tặng các chị luôn, được chưa? Nhưng mà từ từ cho em mặc nốt cái mã này đã này. Cái mã này là cái mã siêu đắt hàng nhà em nên là cho em mặc nốt cái mã này đã nha mọi người nha. Quần bò tam giác, quần bò tam giác không cần gọi, cứ chốt trong inbox em check nhé, thanh xốp. Khách quen thì bên em cũng chẳng gọi đâu, còn khách lạ thì bên em sẽ gọi nha các chị nha. Được chưa? Q30 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em bán hơn 4.000 quần này và em nghĩ là chắc là em phải bán lên cái đầu vải này mới bỏ mẫu được ấy. Quần này em bán đắt hàng lắm. Ví dụ em mã này sẽ là Q30 đen và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái con này sẽ con nỉ cúc. Hôm nọ nhá, trong một buổi tối em tung ra thị trường, chỉ trong một buổi tối thôi, em bán được hơn 500 cái áo này. Hơn 500 cái áo nỉ cúc này luôn. Hôm qua em bán livestream thứ hai em bán được hơn 300 chiếc. Tổng hai live là em đã bán hơn 800 chiếc. Tổng hai livestream là em đã bán hơn 800 chiếc áo này và em nghĩ là em phải bán lên tầm 2.000 chiếc thì may ra mới có thể bỏ mẫu được. Thật sự là đây chắc là cái áo nỉ mà em ưng nhất từ đầu vụ đến bây giờ trong các loại áo nỉ luôn ấy. Mặc này, mọi người nhìn này, nó xinh kinh khủng khiếp ấy mọi người. Mọi người thấy chưa? Mặc cái áo này thì em sẽ đeo với cái túi này chẳng hạn. Đây em đeo với cái túi á. Cái túi này, màu này đi cũng được, màu trắng này đi cũng được nha mọi người. Đeo cái túi VIP trắng này vào cho em, thấy chưa? Áo này sẽ ghi giúp em là nỉ cúc kèm màu kèm số điện thoại. Nỉ cúc kèm màu và đúng rồi, khách quen các chị có bảo gọi bên em cũng không gọi đâu, yên tâm. Khách lạ bên em mới gọi, mọi người nhìn giúp em này. Còn khách mua nhiều gọi làm gì, phiền lắm các chị. Mọi người sẽ cảm thấy phiền ấy. Ghi của em mã này sẽ gọi giúp em là nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Mặc dáng siêu thể thao và trẻ trung luôn. Em có tất cả là 3-4 màu. Màu em đang mặc sẽ gọi cho em là nỉ cúc màu đen. Các chị nhìn này, mọi người biết nó là chất nỉ không? Nó là chất nỉ 2 da, chất nỉ mới nhất trên thị trường. Các chị nhìn thấy không? Đây này, chất nỉ 2 da, chất nỉ mới nhất trên thị trường luôn. Xịn sò kinh khủng. Ghi của em mã này sẽ gọi là nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 143.000 đồng.
143.000 đồng. Chất này mà các chị chê chất xấu vào đây, bóc phốt em Linh thoải mái luôn. Áo Linh vừa thay ra, áo em vừa cởi ra đấy là áo đẹp sữa đen nhá, áo đẹp sữa đen nha chị nha. Còn áo em vừa mặc vào này gọi giúp em là nỉ cúc. Quần chị mặc mã là gì vậy? Quần chị mặc mã là Q30 đen em nhá. Và nó có tất cả là 3 màu. Nỉ cúc màu này sẽ là màu nâu, màu em đang mặc sẽ là màu đen, màu này cho em sẽ là màu rêu, và màu cuối cùng cho em sẽ là màu kem. Em nói thật em đố các chị tìm được màu nào xấu luôn ấy. Em bán một buổi tối mà em bán hơn 500 cái nỉ cúc này đó mọi người. Kinh khủng khiếp luôn. Nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại, màu em đang mặc sẽ là màu đen. Và ví dụ như nỉ cúc này mà em mặc với quần bò tam giác là thôi đỉnh của chóp luôn. Nhưng mà quần bò tam giác bây giờ bên em đang thiếu đơn rồi, thành ra là chắc line này có thể là em sẽ không dám lên đâu mọi người ơi nha. Ghi ở em mã này sẽ là nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Chốt trong live stream này là 143.000 đồng. Còn ngay sau mã này em sẽ tặng cho một người váy gấu luôn. Tại vì là khách xem quá, khách bảo là trời ơi váy gì mà đẹp rẻ vời cơ đời luôn, tức là cứ không thể tin được mà rẻ mà đẹp như thế luôn. Cho nên là bởi vì khách nói như thế nên em mang tặng nốt luôn, còn bao nhiêu là em bán nốt, em sẽ không về thêm mã này đâu. Bởi vì mã này em bán lên đến phải đến hơn 2.000 con à. Mà đối với em Linh là một mã váy bán hơn 2.000 con như thế là cũng quá kinh khủng rồi đấy các chị, vì em không có chuyên váy mà. Đây mọi người nhìn giúp em này, váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Chất liệu của em là gì ạ? là chất liệu ơ màu đen đâu ta, đây là chất liệu tổ ong. Chất liệu này của em đó là chất liệu tổ ong, rất là xịn sò, không phải chất liệu cốt tông đâu ạ. Nếu như váy này mà làm cốt tông thì rất là xấu, không thể đẹp được. Chất này là chất tổ ong, nó sẽ đắt hơn nhiều so với cốt tông, nhưng mà nó rất là đẹp và em bán lên đến gần 3.000 rồi, hơn 2.000 rồi. Nỉ cúc ok nhá, nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại, em bóc thêm cho một người màu đen này, được chưa? Ghi ở em mã này sẽ là gì ạ? Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Váy gấu đen và gì ạ? Và váy gấu bò. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người một màu nhé. Váy gấu kèm màu kèm số điện thoại. Váy này ngày đầu tiên em tung ra thị trường em bán cho các chị là 138.000. Set bạn mặc mã là gì? Cả set em đang mặc cái này là em bán rời chị nhá. Áo thì chị sẽ ghi giúp em là áo nỉ cúc, còn quần thì chị sẽ ghi giúp em là quần Q30 nha chị nhá. Quần này là quần Q30 chất liệu mì nỉ, riêng cả cái set này mà chất không đẹp lắm. Vào đây bóc phốt em lên thoải mái. Bóc phốt là lúc nào chán thì thôi. Quần này là 3 màu, màu nâu, màu đen và màu trắng, hai size là size S và size M. Dưới 55 cân đổ về chỉ lấy đến size S thôi. Từ 56 cho đến 70 cân lấy giúp em size M, chất liệu mì nỉ. Em sẽ dơ cho một cái màu nâu cho mọi người nhìn rõ form. Form đỉnh chưa? Mọi người nhìn này. Form đỉnh chưa? 138.000. Còn áo này sẽ ghi giúp em là nỉ cúc nhá. Toàn bộ cái đường sọc này là may thêu 100% chứ không phải in đâu các chị ơi. May thêu 100%, 143 cộng 138.000. Nhận hàng bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới trả tiền nha các chị nhá. Ok, đúng có sale hàng chứ ơi, đúng 2 giờ là em sẽ sale. Đúng 2 giờ. Bây giờ là 13:45. Đúng 2 giờ tức là 15 phút nữa là dù 15 phút nữa dù bao nhiêu người xem thì em Linh cũng sẽ sale nha các chị nhá. Cho nên là các chị cứ ở đấy chờ em một tí. Đúng 15 phút nữa, trong 15 phút nữa các chị muốn em lên cái gì thì các chị comment nốt đi, sau đó là em Linh sẽ xả hàng đây. Hàng xả bên em đã chuẩn bị rồi cho nên là chắc chắn là ngày hôm nay là em sẽ xả. Cái đấy là điều chắc chắn cho nên là mọi người chờ một chút xíu thôi. Em 15 phút nữa để em lên nốt mấy cái mã mà em đang hứa với mọi người xong là em xả luôn đây nha mọi người nha. Quần áo len tăm cao cổ là cái gì chị ơi? Đây bây em sẽ mặc cho mọi người màu bò nhá. Ghi ở em mã này sẽ gọi là váy gấu. Em ngày đầu tiên em tung mấy lần đầu tiên mà em bán là 138. Và hôm nay em bán nốt cho các chị một con giá cuối cùng này. Mua được ở đâu rẻ hơn nữa thì em tặng thêm các chị cái nữa mà mặc cho nó hoan hỉ sung sướng. Ghi giá cho em với. 126.000. 126.000 cú pháp gài váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại. Em bảo là mua được ở đâu rẻ hơn nữa. Em tặng thêm một cái nữa mà mặc cho nó thoải mái mặc thay đổi các chị ơi, được chưa? Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại 126.000 đồng như em Linh đang mặc ở đây. Đấy, thấy chưa? Váy gấu kèm màu và kèm số điện thoại 126.000 đồng. Cú pháp là gì? Váy gấu và em có tất cả là hai màu, màu đen và màu nâu. Hai màu, à, em xin lỗi. Không phải màu nâu đâu, màu bò. Màu đen và màu bò các chị ơi. Màu em đang mặc được tính là màu bò nha. Màu bò, màu đen và màu bò. Màu em đang mặc là màu bò các chị ơi, đây nhìn giúp em này. Váy gấu kèm màu kèm số điện thoại 126.000, không bao giờ về thêm nữa. Có bao nhiêu thì em sẽ bán nốt cho nên là sau này kể cả ngày hôm nay các chị cứ đặt thừa ra cái số em có sẵn thì chắc chắn là em cũng sẽ báo hủy, báo nhân viên hủy chứ em sẽ không về thêm nữa đâu. Vì giá này thì em sẽ không về thêm nữa. Ghi em mã này sẽ là váy gấu đen và váy gấu bỏ cách số điện thoại 126.000, chất liệu tổ ong, không phải chất liệu cốt tông nữa các chị ơi. Các chị nhìn kỹ này thấy chất không? Chất này là chất liệu tổ ong. Ngày đầu tiên em tung váy này ra thị trường em bán được gần 700 chiếc cơ mà. Mai sau đấy em nhận em nợ khách đến 8 ngày em mới trả được đơn luôn ấy. Ghi ở em mã này sẽ là váy gấu bò và váy gấu đen nhá, 126k. Em qua mẫu luôn nha. Các chị thích em lên cái gì nữa thì các chị comment đi để em lên nốt. Thế bây giờ em lên cho mọi người nốt phao ghi lê với cả cái nhá. Em lên nhanh cho mọi người cái phao ghi lê với cả cái cổ lọ nhá. Cổ lọ nhà em bán trong livestream các chị biết em bán bao nhiêu không? 66, lấy cho em cái cổ lọ với 66.000 đồng một áo cổ lọ.
kinh khủng khiếp không? Chưa có một cái năm nào mà em bán được 66 nghìn đó mọi người. 66 nghìn một cái áo cổ lọ. Cổ lọ nha mọi người nha. Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt cho Mai cho các chị là bao nhiêu ạ? 66 nghìn đồng. Em nói thật là mọi năm cổ lọ là em bán 85 nghìn đồng đó mọi người. Cổ là không, là cái cổ gập mà chất len ấy. Cổ lọ ấy mọi người, chất len hàng Quảng Châu nhá. Thì bây giờ em sẽ mặc cổ lọ, xong rồi em sẽ mặc cho mọi người với quần tam giác một chút xíu. Sau đó thì em sẽ mặc với phao ghi lê. Và sau đó đến đúng 2 giờ thì em sẽ xả hạt. Còn khoảng 12 phút nữa thôi nha. Bạn ơi váy nhung đi, váy nhung em lên rồi. Cổ lọ cơ mà anh, cái cổ gập như này mà chất len nó giống như ba phân. Nhưng cổ nó cao lên ở đây này, trong cùng cái kia. Phải không? Cái đấy ba phân hay cổ lọ? Chất len ấy. Thế thì nó giống như thế nhưng mà cổ nó gập lên. Tự nhiên nó không thấy nữa. Anh tìm ở trong đống đấy chắc là ở đấy thôi chứ. Và em đang mặc là 126.000 cú pháp là gì ạ? Và em đang mặc là 126.000 cú pháp là váy gấu 126, mua được ở đâu rẻ hơn nữa. Em tặng các chị thêm cái nữa vào mặc được chưa? Váy gấu nhá. Lên nào, lên đẹp, lên đẹp. Bây giờ đang chia đơn cũ, em nói thật là hôm qua chốt quá trời mấy nghìn đơn, bây giờ chưa chia thì làm sao mà em dám lên được. Có phải là đấy không? Đâu. Đây em lên cho một cái quần váy này luôn, quần váy này xinh vãi luôn, quần này này. Quần này ghi cho em là CV10 siêu đẹp luôn. CV10 nha các chị nha, CV10 siêu đẹp luôn đây này. CV10 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị cho bao nhiêu ạ? CV10 em đang cầm ở đây là size S. Em chốt trong live này là 104.000. Váy gấu có túi không? Chắc chắn là phải có rồi. Đây này, túi đây này. Tất nhà em thì đẳng cấp nhà cho các chị biết rồi. Nếu như mà ai có đơn váy mic này, em ghi giúp em là chị là váy mic chữ em ơi. Váy mic chữ hai màu, cái váy mic mà phối thân đấy đúng không? Váy mic chữ em là mọi người nhìn giúp em này. Không có một vết xước luôn, chứ đừng nói là một vết rách, không có một vết xước luôn. Mọi người nhìn qua cái chỗ mà quả dứa đi qua ấy, dưới này thì chưa đi qua thì không tính nhá. Tính từ cái chỗ mà quả dứa nó đã đi qua rồi, không có một vết xước luôn, chứ đừng nói là một vết rách. Cho nên là em bảo này, không có ai mà dám lên live stream mà test quần tất nhé, không tìm thấy à? Đây nha mọi người, cổ lọ nha em đây này. Cổ lọ này em chốt trong live stream cho các chị là bao nhiêu ạ? 66.000 đồng một chiếc. Em nói luôn này, nếu phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, em hoàn cho các chị 50 lần giá trị gáo này luôn. Dù em bán là 66.000 nhưng nếu phát hiện ra đây là hàng xưởng Việt Nam, hoàn 50 lần giá trị cái áo này cho các chị ở đây luôn, được chưa? Còn bây giờ em sẽ mặc cho mọi người một màu và sẽ mặc với cái gì ạ? Mặc với cái quần CV10 chân và quần giả váy CV10 nhá. Quần tất nhà em Linh thì sẽ có hai màu là màu da và màu đen. Có hai màu là màu da và màu đen đây. Quần tất đâu ấy nhỉ? Quần tất vỏ, quần tất đâu nhỉ? Hai màu là màu da và màu đen và em chốt trong online là 72.000 đồng một quần tất. Và mua từ hai quần sẽ là 69.000 một quần tất. Đây quần tất nhà em nó sẽ trong cái vỏ như này này. Hàng này là hàng của công ty Mizin Việt Nam. Nhưng mà em không biết là người ta đặt sản xuất, nhưng mà chắc là khả năng là người ta đặt sản xuất ở Trung Quốc, em chả biết người ta sản xuất ở đâu. Bởi vì em nhập hàng là trực tiếp của công ty. Còn công ty sản xuất như nào thì em không quan tâm. Tóm lại là em bán quần này là 5 năm rồi. Mỗi một năm nó sẽ thay đổi một dạng bao bì nhưng cũng chỉ có một công ty này thôi, em nói điêu mất lòng luôn. Em chỉ bán một loại này bao nhiêu năm nay, nhưng mà năm ngoái với năm nay ấy thì là vẫn dùng lại cái vỏ này, bởi vì những năm trước là bị ăn cắp, tức là bị nhái lại ấy, nhưng năm vừa rồi là không bị nhái, thành ra là không thay đổi mẫu mã, vẫn dùng mẫu mã này, được chưa? Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái chân váy này nhá, cái quần giả váy này nhá, quần và váy này cú pháp sẽ là CV10. Em chốt trong line là 104.000. Quần sóc nhung ren còn không chị? Còn em ơi, chị vẫn chốt trong line là 78.000 một cái thôi. Len cổ lọ 63 cân vừa không, em bao vừa thoải mái, ngay bây giờ em sẽ mặc cho các chị xem luôn. 10 phút nữa là em Linh bắt đầu xả hàng rồi, cho nên là các chị chịu khó chờ em một tí nhá. Em mặc nốt cái mã này nhá. Cổ lọ em, mọi người muốn em mặc màu gì em sẽ mặc cho mọi người màu nâu đi, nó ở ngay ngoài cùng này. Cổ lọ 66.000, chất len hàng Quảng Châu, nhưng phải mua từ hai chiếc, còn một chiếc auto gạch đơn luôn. Em nói luôn nhá, một chiếc là nhân viên sẽ không gọi đâu, nó sẽ thấy đơn nó sẽ gạch đơn của các chị luôn ấy, là không gọi điện đâu nha các chị nha. Bán từ hai chiếc cổ lọ, mua từ hai chiếc hoặc dồn đơn với sản phẩm khác. Ví dụ như là một cổ lọ mặc với một cái quần này nha các chị nha. Chứ còn 68.000 thì các chị cũng chẳng bỏ 30.000 tiền ship ra để mua đâu. Thành ra là sau đấy nhiều khi chốt rồi ok, nhưng mà đến chắc gì khách đã nhận. Bởi vì bến bảo, ui tự nhiên mất 30.000 tiền ship cái áo có 60.000. Trong khi á, cộng cả tiền ship thì áo này trên thị trường bán rẻ nhất phải là 120. Thì cộng cả tiền ship vào nhà em cũng chỉ 90.000 thôi. Nhưng mà chắc chắn các chị vẫn sẽ tiếc tiền ship. Cho nên là cứ lấy hai chiếc đi. Hàng đến thì kiểm hàng, đẹp thì cả đẹp thì lấy cả hai, không đẹp thì hoàn cả hai. Nên là không phải sợ đâu. À, còn áo ngực không dây đâu, còn áo dựng không dây không, còn nhưng mà không đủ size em ạ. Này mọi người nhìn giúp em này. Bây giờ em sẽ test chất cái cổ lọ này cho các chị coi nhé. Cổ lọ này là chất len hàng Quảng Châu. Em sẽ gập cái cổ áo xuống như này này. Đó, đầu tiên là gập xuống như này. Mọi người nhìn cái chất len này. Chất len tăm rất là xịn sò và ngay bây giờ em sẽ test chất cho các chị xem luôn. Đầu tiên là chất test bề ngang này. Mọi người nhìn nhá. 1 này. 2 này. 3 này, 4 này. Bây giờ em sẽ test bề dài, mọi người nhìn nhá. Sau em sẽ thả, xem thả ra bình thường nó như bình thường luôn. Đấy mọi người thấy chưa? Đây,
nó trở về trạng thái như bình thường, nó không bao giờ bị rão luôn. Cái này mặc lâu năm thì may ra nó có xù thì xù, nó không bao giờ rão, nhưng ít nhất các chị cũng phải mặc được 3 năm. Và cái cổ lọ này dù là 18 tuổi, 20 tuổi, hay 50 tuổi, 70 tuổi thì em nghĩ là ai cũng cần. Tại vì nó là mặc bên trong để giữ ấm, cho nên là ai cũng sẽ cần hết các chị ơi. Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại 66.000 đồng một chiếc. Em bao vừa đến 70 cân, không vừa cái chị hoàn hàng lại. Mọi người nhìn cái độ co giãn của nó nhè thì chắc chắn là 65 cân là vừa rồi, 68 cân là chắc chắn vừa rồi. Mà cổ nó cao nhè, mặc rất là ấm này. Nói chung là bây giờ chẳng qua là chưa lạnh thôi, vài hôm nữa lạnh là sun vòi ngay. Là mấy cái áo này là đúng kiểu cứu tinh luôn đấy mọi người. Bởi vì lạnh mà, lạnh thì làm gì có chuyện mà không cần được. Các chị lấy hai chiếc giúp em hoặc dồn đơn với sản phẩm khác. Còn quần em đang mặc này ghi giúp em, cái này là quần váy nhá, dáng của nó là giả váy, đằng trong nó là quần, đằng sau nó là quần, hay còn gọi nó là quần váy, nhưng mã của nó sẽ là CV10. Mã của nó sẽ là CV10 và em chốt trong line này là 104.000. 104.000 cộng 66.000 là bao nhiêu, mọi người dùng cái phép tính cộng hộ em cái. Là bao nhiêu? Là 170.000 nguyên set. Và bây giờ em mặc thêm một cái phao ghi lê rồi đi bốt vào cho các chị kèm. Siêu đẹp luôn, được chưa? Phao ghi lê này em cam kết là em chỉ bán hàng loại 1, cho nên là hàng này bây giờ trên thị trường nó ra hàng Việt Nam rẻ lắm. Thì các chị cứ mua thử để biết, nếu như mà em mà bán đắt các chị cứ bóc phốt em thoải mái, em nói thật. Còn em thừa sức nhập được hàng rẻ cho các chị, nhưng mà nói đối với em thấy một cái áo như này 207 nó là quá rẻ rồi. Rẻ rẻ vừa nhưng rẻ quá mà chất lượng không ok thì cũng không rẻ quá để làm gì, đúng không các chị? Áo này em bán bao nhiêu năm rồi? Những năm trước bán 239.000 đấy mọi người. Chẳng qua là năm nay nhập được rẻ hơn một xíu thôi. Với cả năm nay thật sự là lãi đúng bằng, có khi là chỉ bằng một phần mấy năm ngoái luôn đấy mọi người ơi. Năm nay lãi ít hơn nhiều bởi vì năm nay tương tác kém quá. Nhưng mà được cái là quần giả váy em mặc có size đến bao nhiêu cân? Dạ 60 cân đổ về thoải mái chị ơi. 60 cân đổ về thoải mái, em đi thêm cái bốt cho các chị coi này. Mặc cái set này siêu xinh luôn. Cái này đừng ghi là quần giả váy mà ghi giúp em là CV10 ạ. CV10, sờ tí giờ em đọc bảng màu cổ lọ cho các chị xem. Mọi người thấy chưa? Mặc cái set này cho em Linh này, siêu xinh luôn. Đó, này. Mặc với quần giả váy này, xong đi một con bốt. Và đương nhiên là không thể thiếu quần tất, nhà em có bán rồi đây. Ví dụ trời lạnh thì mặc cái quần tất này vào đây cho em. Như mà quan trọng nhá, quần tất nhà em ra chân siêu thật luôn, siêu thật chân luôn nha các chị nhá. Quần tất là em bán 72.000 và mua từ 2 chiếc sẽ là 69.000. Mua từ 2 chiếc sẽ là 69.000, các chị nhìn em kéo này, mọi người nghe không? Mọi người nghe tiếng nó tụt xuống không? Đấy mọi người, bây giờ nhìn qua cái phần mà tất mà quả dứa đã đi qua này. Em đố mọi người tìm được một vết xước luôn chứ đừng nói là một vết rách nha, mọi người thấy chưa? Cho nên là em bảo này, không phải ai cũng có đủ can đảm để làm cái điều đấy ở trên livestream đâu các chị ơi. Không phải ai cũng, nhưng mà được cái thì em lại bán được số lượng siêu nhiều. Ví dụ em mã này sẽ là CV10. Phao ghi lê sữa, phao ghi lê nâu, phao ghi lê len và phao ghi lê kem. Phao ghi lê lấy hộ em cái phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại 207.000. Bốt thì hiện tại vẫn chưa chị ơi, bởi vì vẫn đang còn sớm ấy chị, chắc là một thời gian nữa. Đây này, 207.000. Và bây giờ em đọc lại bảng màu cổ lọ cho các chị nhá. Cổ lọ 66.000 đồng một chiếc và chỉ bán từ 2 chiếc. Đây. Phao ghi lê màu em đang mặc sẽ là màu kem. Màu này sẽ là màu sữa, màu này sẽ là màu nâu và màu này cho em sẽ là màu gì? Màu đen. Phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream cho các chị là 207.000. Cam kết hàng loại 1, chuẩn hàng Quảng Châu, mã của nó là 58517 đây, mã này mọi người nhìn phát biết liền, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là phao ghi lê kèm màu và kèm số điện thoại, màu sữa này mặc cũng siêu đẹp luôn này mọi người. Đó. 207.000, anh em treo lại em cả. Còn bây giờ em sẽ sâu bằng màu phao ghi lê được. À quên, sâu bằng màu cổ lọ này. Cổ lọ bên em chỉ bán từ 2 chiếc thôi. Một chiếc các chị mà không dồn với sản phẩm khác thì đừng đặt mất công, bởi vì sẽ không được chốt đơn đâu nhá. Cổ lọ màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Mọi người nhìn rõ không ạ? Màu trắng, màu sữa, màu kem và màu đen. Áo này như mọi năm á, thì em sẽ bán rất là nhiều màu. Ví dụ như là màu xanh lá, màu cam, màu ghi, màu hồng, các thứ thể loại màu vàng đấy. Nhưng nói thật là những màu này nó quê và không bán được nhiều. Cho nên là năm nay ấy, em chỉ nhập cái bảng màu nó tây tây nút nút này thôi, có nghĩa là nâu đen sữa kem các thứ thôi, chứ khẽ không nhập sang mấy cái xanh đỏ tím vàng kia nữa. Đấy, chỉ nhập những cái màu mà mọi người dễ phối đồ thôi. Đây mọi người thấy chưa, màu nâu này, màu trắng, màu sữa, màu kem và màu đen. Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại chỉ bán từ 2 chiếc thôi. Các chị cứ lấy 2 chiếc, hàng đến kiểm hàng, đẹp thì lấy cả 2, không đẹp thì hoàn cả 2. Em nói rõ rất nhiều lần trên livestream rồi. Còn CV10 em đang mặc ở đây thì có 3 size SML và size to nhất thoải mái cho các chị đến 60 cân đổ về mặc được nha các chị nhá. Chị nào lấy thì chốt luôn giúp em. Còn áo này sẽ ghi giúp em là gì ạ? Phao ghi lê 207.000. Váy nhung ở phía sau ghi giúp em là váy nhung, em chốt trong livestream là bao nhiêu ạ? Là 168.000. Em bảo rồi, ngày đầu tiên em tung cái váy nhung này ra thị trường em bán được hơn 1.000 con. Thì các chị biết là hot như nào đấy. Phao ghi lê này là 207, cổ lọ này là 66.000. Em bảo rồi, áo này năm đầu tiên em bán ấy, em bán 85.000. Hồi đó là em nhập, nói thật là em nhập lại Việt Nam là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hồi đó bán số lượng cũng ít cho nên là không thể bán rẻ như bây giờ. Còn bây giờ cái điều đầu tiên ấy là tự nhập được ở Trung Quốc.
Cái điều thứ hai ấy, là em toàn bán số lượng thôi, bán đầu vạn, đầu nghìn chứ không bán đầu trăm. Thành ra là đối với em ấy, đối với nhiều người em bảo lãi mấy nghìn các chị không tin, các bảo tổ sư mày bốc phét nó vừa thôi. Lãi mấy nghìn thì tiền đâu mày chi phí nhân viên rồi mặt bằng các thứ. Thì em nói luôn này, một ba sản phẩm em toàn bán đầu nghìn thì mấy nghìn nhân cho 1.000 nó là bao nhiêu triệu. Cho nên là em nói thật là em vẫn kiếm tiền bình thường. Thật sự đấy, chứ không phải là em bán hàng vì đam mê đâu, chẳng có ai bán hàng vì đam mê đâu các chị ơi. Không có tiền thì thôi nghỉ cho khỏe. Kiểu em cái này sẽ là cổ lọ chị Trần Ngọc lên sổ đi ạ. Lọ nâu, lọ trắng, lọ sữa, lọ kem và lọ đen. Cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại. Chốt trong livestream là 66.000 đồng một chiếc và chỉ bán từ 2 chiếc các chị mặc này cho em. Hoặc mặc hoặc là gửi cái này ra xong em sẽ mặc cho một người cái cardigan này rất là xinh này. Cardigan em bảo à quên. Bây giờ em sẽ lên cho một người cái len mịn nhá, len mịn rất là xinh. Váy gấu lên đi chị, váy gấu chị vừa lên rồi đấy em ơi, chị lên xong rồi đấy. Em bán nốt hàng mới 2 phút nữa là em nên bắt đầu xả hàng luôn đây mọi người nhá. Đúng như em đã hẹn nhá, khách không nhắc là em cũng đúng hẹn nhá mọi người ơi. Bây giờ em sẽ lên nốt cái cổ cái tay hến này. Tay hến là em chốt trong line cho các chị là bao nhiêu ạ? Giá cũ em bán là 88.000. Năm đầu tiên em bán áo này em bán là 105.000, tức là cách đây 2 năm ấy. Năm thứ 2 em bán là 95.000. Năm thứ 3 em bán là 88.000, tức là năm nay này. Còn bây giờ đang được giảm với giá là 78.000 một áo. Nhưng mà em nói luôn này, bây giờ là Trung Quốc nó giảm, còn hôm trước là em đã bỏ mẫu rồi, em thề là em đã bỏ mẫu rồi nhá, là cắt mẫu luôn rồi. Nhưng sau đó Trung Quốc nó giảm thì em lại nhập lại em bán. Và bây giờ là giá rẻ nhất trong lịch sử luôn ấy. Rẻ hơn cả cái giá ngày xưa em nhập luôn. Rẻ hơn cả cái giá mà thời điểm mà em bán 105 em nhập luôn ấy. 78.000 đồng một áo tay hến. Bao giá, bao chất, bao kiểm hàng, bao sở chất rồi mới trả tiền nha các chị nhá. Ghi giúp em mã này sẽ gọi là gì? Tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị là 78.000 các chị nhìn chất này. Nhưng cũng điều kiện là phải mua từ 2 chiếc hoặc một chiếc rồi với đàn thống khác. Ví dụ em cho mọi người một gợi ý, mọi người có thể lấy một cái cổ lọ cộng với một cái tay hến, đủ hóa đơn 100.000, bên em sẽ đi đơn bình thường nha các chị nhá. Tức là nếu mà không lấy 2 chiếc thì mình sẽ lấy một chiếc dồn với sản phẩm khác. Ví dụ như mình lấy một cổ lọ cộng một tay hến mình mặc thử đi. Thử nếu sau đó đẹp thì lại quay lại mua thêm một đơn cổ lọ và tay hến nữa và những màu khác kiểu vậy á. Nếu như mọi người đang sợ là hàng không đẹp cái kiểu như thế, những chị mà có thể mua hàng em lần đầu chưa đủ tin tưởng ấy, này nhìn giúp em này. Tay hến này, chất của nó chất lông thỏ. Áo này bản thân em Linh đã lấy mặc cách đây 2 năm. Mẹ em để em cũng lấy, mẹ chồng em cũng lấy và em cũng lấy. Đây mọi người nhìn giúp em. Trong cái album năm 2020 của em vẫn có ảnh em mặc áo này mà, màu xanh dương, em mặc màu xanh dương. Em lấy áo này mặc từ cách đây 2 năm rồi cho nên năm nay thì đương nhiên là em không lấy nữa. Nhưng em bán cái mẫu này mấy năm rồi, năm nay là năm thứ 3 rồi. Tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Thoải mái cho các chị đến 65 68 cân. Và bây giờ em sẽ đóng thùng cho các chị coi nhá. Em đóng thùng cho các chị coi nha các chị ơi, CV10 CS. Ok chị, CV10 của em là có 3 size ML và size to nhất thoải mái cho các chị đến bao nhiêu ạ? Thoải mái size to nhất thoải mái cho các chị đến 60kg và em đang mặc ở đây là size nhỏ nhất là size S. Đây mọi người nhìn giúp em này. Áo này sẽ ghi giúp em là tay hến màu này sợ của em sẽ là màu nâu nhé. Tay hến này màu cho em Linh sẽ là màu nâu. Tay hến nâu mọi người nhìn rõ chưa? Cái chất của nó chất lông thỏ, cái chất này. Riêng cái chất này mà chê xấu nữa thì chả có chất nào đẹp đâu. Rất đẹp nha mọi người, nên mua. Em cảm ơn chị Hai Nail Mi rất là nhiều nhá. Ví dụ em mã này sẽ là tay hến nâu. Màu này sẽ là tay hến vàng, tay hến kem. À em xin lỗi, màu này là sữa nhá. Sữa, xanh ngọc, xanh dương, đỏ và đen. Em thề là cái màu xanh ngọc này mặc lên đẹp vãi trưởng luôn. Mọi người cứ tự tin lấy 2 chiếc. Hàng đến đẹp, kiểm hàng đẹp thì lấy cả 2. Không đẹp thì các chị hoàn cả 2. Em nói rất nhiều lần trên live stream rồi nha các chị nhá. Một cái áo mọi người dùng cái phép tính cho em này, 78.000 đồng cộng 104.000 thì trả set này sẽ là 182.000 đồng. Cả set này của em Linh sẽ là 182.000 đồng nha các chị nhá. Cú pháp cho em sẽ là tay hến nâu, tay hến vàng, tay hến sữa, tay hến xanh ngọc, tay hến xanh dương, tay hến đỏ và tay hến đen. Tay hến kèm màu và kèm số điện thoại bao nhiêu ạ? 78.000 đồng chứ, 78.000 đồng, không phải 87 đâu, em đọc nhầm nhé. 78.000 đồng mặc với cái chân váy CV10 104 cộng 8 cộng 78 đấy, toàn đọc thành 87. Có 78 thôi không chứ không phải 87 đâu ạ. Đây này mọi người mặc này cho em này. Và cái màu xanh ngọc nhá, thề luôn mặc không đẹp không lấy tiền luôn, hoàn hàng lại luôn và ngay. Còn con CV10 này nó rất là dễ mặc, khi mọi người nhìn như thế này mọi người sẽ sợ là ui, mày mặc ngắn này làm sao ta mặc được cao hơn mày mà, nhưng mà đây là quần. Nó là quần giả váy, nó là quần mà các chị đi đứng ngồi xuống thì nó vẫn là quần, chứ nó có phải là váy đâu, nó là giả váy thôi nha. Ok, em sẽ mặc thêm màu xanh ngọc bởi vì là em khen đẹp cho nên các chị cứ đòi em mặc màu xanh ngọc. Nên em sẽ mặc thêm cho mọi người màu xanh ngọc nữa nhá, được chưa? Em đã bảo là chất áo này mà xấu thì chả có chất nào đẹp đâu. Mặc dù nó rất là rẻ, chẳng qua là bây giờ là bán nhiều năm rồi, thành ra là nó kiểu bán đi bán lại rồi. Thứ hai nữa là Trung Quốc nó giảm giá thôi.
em nói thật với mọi người, một cái áo này em được mấy nghìn thôi. Còn ngày xưa cái khi mà cái hồi mà em bán được ít, tức là ít khách hơn bây giờ, mà sản phẩm em phải bán lái 20 mấy nghìn. Thật sự cái hồi mà bán cách đây 2-3 năm ấy, thì một sản phẩm lúc đấy em lên phải lái 20 mấy nghìn, chứ không thể ít như bây giờ. Nhưng bởi vì cái số lúc đấy lượng đơn nó ít hơn bây giờ rất là nhiều, thế thành ra là bây giờ lái ít đi nhưng mà lượng đơn nó nhiều lên thì nó vẫn vậy à, vẫn lãi mà mọi người. CV10 nhá, CV10 kèm size và kèm số điện thoại. Mọi người nhìn giúp em này, áo này sẽ ghi giúp em là áo tay hến nhá, len tay hến xanh ngọc. Các chị nhìn thấy màu xanh ngọc chưa, đỉnh vãi luôn đây này, xanh ngọc này, nhìn này, mọi người nhìn thấy chưa, và nhìn độ co giãn của nó này, 70 cân vẫn vừa luôn. Em đã bảo là em có áo này cách đây 2 năm, nhưng mà hồi đấy là em lấy mặc màu xanh dương nha, màu xanh dương. Q20 em nhận không có dây thì chắc là quần ấy bị thiếu dây rồi em ạ. Em bán nhưng mà chất thì ok la đúng không? Cảm ơn em nhé. Thế thì nếu như mà em không cần dây thì em để em mặc luôn hộ chị. Còn nếu mà cần dây thì em bảo với các bạn nhân viên trực hotline lên đơn đổi cho em nhé. Bởi vì thiếu dây chắc là cái quần đấy người ta cho thiếu dây thôi nhé, chứ không phải nhầm mã đâu. Ghi ở em mã này sẽ gọi giúp em là len tay hình xanh ngọc. Các chị thấy chưa? Màu xanh ngọc đỉnh chưa? Em đã bảo là xanh ngọc siêu đỉnh rồi mà lại tin em đi. Ví dụ em mã này sẽ là tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Màu em vừa cởi ra là màu nâu và màu em đang mặc ở xanh bơ à? Em từ trước đến giờ em cứ gọi cái này là xanh ngọc. Ừ đúng rồi đấy, nó kiểu giống quả bơ ấy chị. Em không phân biệt được thế nào là xanh bơ, thế nào là xanh ngọc đâu. Em cứ gọi như thế để phân biệt màu thôi. Em gọi như thế để phân biệt màu chứ cũng không biết là xanh gì luôn đấy. Tay hến xanh ngọc, ok chị Ngọ Misu em chốt đơn này, nhìn giúp em này. Đây, màu này cho em sẽ là màu nâu. Và em đọc lại bảng màu tay hến một lần nữa nha mọi người nha. Đọc lại bảng màu tay hến một lần nữa nhá. Tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Đây. Tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Đây nhá. Đây nhá mọi người. Tay hến xanh ngọc, vàng, nâu, sữa, xanh dương, đỏ và đen. Tay hến kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này là 78.000 đồng. Các chị nghe kỹ giúp em, 78.000 đồng. Và bên em chỉ bán từ 2 chiếc, hoặc dồn đơn với sản phẩm khác. Hoặc nếu không, các chị có thể lấy một cổ lọ và một tay hến thì bên em vẫn sẽ đi đơn bình thường. Miễn là hóa đơn trên 100.000 thì các bạn sẽ vẫn gọi điện chốt đơn nha. Đây mọi người này, xem live bà Linh nhiều người dồn đơn không có số điện thoại, tức ghê. Hồi chết mất thôi. Mọi người nhớ lên số điện thoại giúp em nha, dồn đơn không phải có số điện thoại. Đây ví dụ như mọi người sẽ lấy một hến và một lọ. Cổ lọ sẽ có trắng, có sữa, có kem, có đen và có nâu mà em vừa cởi ra cái nâu đậm này này. Đấy, cổ lọ thì sẽ có 5 màu. Cổ lọ sẽ có 5 màu như sau, và lúc nãy em đã mặc mẫu các chị đều nhìn thấy rồi, thấy rồi đúng không ạ? Cổ lọ màu nâu này, màu trắng này, màu sữa này, màu kem và màu đen, là tất cả 5 màu. Là em bán trong live là 66.000 thì đương nhiên là một chiếc bên em sẽ không đi đơn. Còn tay hến thì em bán trong live là 78.000 thì mọi người có thể lấy một lọ kèm một hến. Sau đó hàng đến trải nghiệm xem là ok ưng thì lần sau lại quay lại mua ủng hộ em Linh tiếp nha. Tay hến xanh ngọc, vàng, nâu, sữa, xanh dương, đỏ và đen. Tay hến kèm màu và kèm số điện thoại 78.000, cổ lọ kèm màu và kèm số điện thoại 66.000 nha các chị nha. Quần bò bao nhiêu dạy chị, em hỏi quần bò gì nhỉ em ơi? Em hỏi quần bò gì hả em ơi? Được chưa? Ghi của em mã này sẽ gọi là CV10. CV10 này lưu ý giúp em này, nó có size to là SML. SML. SML thoải mái cho các chị đến bao nhiêu cân ạ? Thoải mái cho các chị đến 60 kg. Em đang mặc ở đây là size S 49 kg là thoải mái luôn. Còn tay hến này là 78.000 đồng. Các chị nghe kỹ nhá. Chị còn bộ mũ không á? Không em ơi, bộ mũ hết hàng rồi. Nhân viên mà báo hết thì có nghĩa là hết rồi em nhá. Nhân viên mà báo hết thì có nghĩa là hết rồi em nha. Được chưa? Bộ mũ em không về đấy đâu, bởi vì em đã sale rồi mà. Em đã sale rồi mà. Đây này, chân váy này mọi người thấy chưa? Nha. Và nốt cái nhân tiện đang mặc cái chân váy này thì em sẽ lên lại cái K88 một lần nữa trước khi em xả hàng nhá, bởi vì cái K88 này cũng rất là đắt hàng nha. Ủa chị ơi, nhìn thấy em không tương tác mà không thấy được trả lời vậy ạ? Có nhìn thấy mà em ơi, bây giờ mới nhìn thấy này. Nói chung là không phải lúc nào em cũng sẽ đọc được hết comment của mọi người, với cả không phải lúc nào em cũng có đủ thời gian để đọc đâu. Có những cái thì em sẽ nhìn thấy và có những cái thì sẽ không nhìn thấy. Thứ hai nữa là có những cái mà nhiều quá em không đọc hết được đâu. Cho nên là ví dụ như các chị hỏi nội dung gì thì em sẽ trả lời, chứ ví dụ như chốt đơn thì em sẽ không đọc đâu. Ví dụ như là chị Sương Giang chốt đơn, chị Sa Lê Na Kim chốt đơn, kiểu như thế, mọi người đang chốt đơn như thế thì em sẽ không đọc chốt đơn được. Mà em chỉ đọc những cái comment ví dụ như hỏi mẫu hay là lên mẫu hay là cái gì đó, cái gì đấy thôi nha các chị nhá. Đây lên nó cho mọi người một mã cuối cùng. Mã này sẽ gọi giúp em là gì ạ? K gì ạ? K88 kèm màu và kèm số điện thoại. Quần bom chị đang hết màu đen rồi em ạ. K88 kèm màu và kèm số điện thoại. Em nói thật là lần đầu tiên trong cuộc đời em Linh mà có thể bán một cái cardigan mà dưới 100.000. Chưa bao giờ em bán luôn. Ok, nốt cái này xong là em xả hàng luôn đây. Ừ nhờ, quá mất 7 phút rồi mọi người. Nốt cái này xong là em xả hàng luôn đây. Ok, hình như mọi người hẹn giờ để vào hay sao ấy.
tụt xuống, đến lúc mà đến giờ em xả hàng lại là tự nhiên đông người xem thế. Đây này mọi người, cái này kia cho em là K88 kèm M và kèm số điện thoại. Chất của nó là chất lông thỏ, các chị nhìn này, chất của nó là chất lông thỏ hàng Quảng Châu. Còn em bảo rồi, phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em hoàn 50 lần giá trị cái áo này cho các chị. Và em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? 87.000 đồng một áo, mua từ hai áo là 85.000. Và em link có đủ màu ở bên sau này, mặc đẹp kinh khủng luôn. Áo chị vừa cởi ra có mã là tay hến em nhé. Còn áo chị vừa mặc vào có mã là K88. K88 này của em nó là kiểu cardigan đấy mọi người. Nhà khoác bỏ kaki hết rồi em ơi. Áo này sẽ ghi giúp em là gì nào? Mã này các chị sẽ ghi giúp em là K88 kèm màu và kèm số điện thoại. K88 kèm màu và kèm số điện thoại. Hỏi quần không trả lời với em. Bây giờ em mới đọc được comment, chị ơi chị hỏi quần gì đấy ạ? Ghi ở em mã này sẽ là K88 xanh dương, K88 gì ạ? Cốm, K88 sữa, K88 cam, K88 đen, xanh dương và kem. Màu này sẽ là kem, màu này sẽ là màu sữa nhé. K88 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream cho các chị là bao nhiêu ạ? Em chốt trong live này cho các chị là 87.000 đồng một chiếc và bán từ hai chiếc là 85.000, bao giá, bao chất và bao kiểm hàng. Em bảo là chưa bao giờ em bán một cái cardigan nào mà dưới 100.000, gần như là chưa bao giờ luôn ấy. Đủ màu, màu nào cũng xinh luôn, em mặc thêm một màu nữa cho các chị nhá. Sau đó thì em Linh sẽ qua mẫu và bây giờ sẽ xả hàng đây các chị ơi nha. Như đã hứa thì bây giờ em sẽ xả hàng lặng ngay đây nha. Em mặc nốt cho các chị một cái màu, lúc nãy là em mặc thử mấy màu, bây giờ chả biết để đâu. Chả biết là em để đâu các chị ơi. Nãy em thử cái này, màu cam cũng rất là xinh, màu cam xinh cũng xinh lắm luôn ấy. K88 kèm màu và kèm số điện thoại, 87.000 đồng một chiếc và bán từ hai chiếc là 85.000, tùy các chị. Còn nếu như đã mua áo này thì em nghĩ là không thể bỏ lỡ cái áo dây này được. Cái áo dây để mặc bên trong, áo dây là 25.000. Các chị mua một cái áo này kèm một cái áo dây này là 25k thôi nha. Em nhập 25 thì em bán 25 thôi, để em bán kèm chứ em không bán lời. Cái áo 25.000 không lời nổi đâu các chị ơi, lời bằng niềm tin nào mọi người. Đây này, đẹp chưa? Áo này sẽ ghi cho em là K88 màu kem. Đó. À màu cam, em xin lỗi, màu cam. Màu cam xinh chưa? Đeo thêm cái túi sách vào nữa. Màu cam nha mọi người. Màu này sẽ ghi giúp em là K88 màu cam. Phao ghi lê, mão là phao ghi lê thôi chị ơi. Đó, đẹp chưa? Màu cam như em đang mặc này. Em sâu ở màu K88 một lần nữa nhá. Riêng áo này cứ mạnh dạn lấy hai chiếc đi. K88 màu cam này là màu này. Cốm này, sữa này, đen này, xanh dương và kem. Thật dư kem với sữa là gần như là giống nhau, là 99%. Nhưng mà em thấy nhìn bên ngoài hơi khác một tí, cho nên là em vẫn treo lên đây cho các chị. Còn thật ra là nó vẫn như nhau thôi à. Màu cốm, màu sữa, màu cam, màu đen, màu xanh dương và màu kem. 87.000 đồng một chiếc và mua từ hai chiếc là 85.000. Quần chị đang mặc nó là quần giả váy và nó có mã là CV10 em nhé. CV10 nó có giá là 104.000. Nguyên set em đang mặc là 104 cộng 25 cộng 87.000, có rẻ không ạ? Thật sự là không thể nói cái câu không rẻ. Nó là quá rẻ rồi, đúng không? Ghi của em mã này sẽ là K88 và ngay bây giờ em xả hàng luôn. Anh ơi, xả hàng anh ơi. Thôi em nghỉ nha, xả hàng đây mọi người ơi. Dừng hàng mới nha. Em dừng hàng mới nha. Bây giờ em xả hàng luôn đây nha các chị ơi. Thôi em dừng hàng mới ở đây nhá. K88 nhà em các chị không mua thì có tiếc. Chờ em chút xíu, bên em đang lấy hàng xả đây rồi các chị ơi. Và ngay bây giờ sẽ xả hàng luôn đây ạ. Nha mọi người. Mọi người chờ em một tí nhá. Chờ em một tí nhá. Vảy gấu chất là vảy chất tổ ong nha các chị ơi. Vảy gấu chất là chất tổ ong. Xem của anh chưa? Của anh có chưa? Vần mấy cái đã bị cáo hả? Là anh xem của em chưa? Con mấy cái bên dưới là không phải là hay như chỉ số bình thường. Rồi bác sĩ đã gọi điện chứ?
của anh vẫn nhất được à? Thì ra đi bữa tắm là được chứ có gì đâu. Cái phổi ấy hả? Em xem của em thôi, thầy chỉ có cái đang tế thôi, còn mấy cái bên dưới thì bình thường. Ok được nha, xả hàng ấy. À rửa anh, ai nói bác sĩ được gọi đâu, hay là anh xem xem có được thì giọng em rồi để em điều trị. Kinh nghiệm người đi trước. Nói giọng quê ta dễ thương, cả 1,1 người cùng ngồi nghe chung điện thoại. Xin lỗi mọi người nhá, rồi anh ơi cho em xin cái hàng xả đi. Em người Nghệ An mọi người. Em người Nghệ An. Mọi người cứ nghe hỏi giọng em người ở đâu ấy. Mọi người hơn 1.000 người ngồi nghe nói chuyện điện thoại, buồn cười quá. Vâng, em ở Nghệ An các chị, cho em xin cái ấy. Hàng xả phông trơn đấy cũng được. Phông trơn đen này, còn trắng không anh? Phông trơn, hình như còn đen thôi, hết trắng rồi. Cảm ơn không bảo. Hả? Cảm ơn không bảo. À rửa. Em ở Nam Đàn. Xả vai nhanh thật đấy Linh. Mọi người kiểu bị ngạc nhiên vì em ở Nghệ An là nhiều người không biết nhở. Nhiều người nghe giọng này cứ tưởng em dân miền Bắc thôi nhở. Không, em ở Nghệ An thật mà. Nhiều người kiểu bị ngạc nhiên, trời ơi Nghệ An ở mua rửa. Em ở Nam Đan này, sông trơn nha các chị nha. Không, nhưng mà căn bản là nhiều người ở đây, nhiều khi em nói giọng Nghệ An mà người lại khó hiểu ấy. Thế thành ra là khi mà live stream thì em vẫn nói giọng Bắc, nhưng mà bình thường mà khi mà xả vai tức là tắt live stream cái là em lại nói giọng miền Trung. Thì em bán này sẽ gọi cho em là gì ạ? À, phông trơn đen nhá. Đúng rồi, nhà em ở Kim Liên luôn chứ không phải mỗi Nam Đàn đâu. Gần nhà bác Hồ luôn chị. Đúng là con cháu bác Hồ chuẩn không phải chỉnh luôn chị ơi. Ví dụ em bán này, ui sao tự nhiên 1.200 người coi xả kiểu gì. Em không, bà nói không nghe được gì luôn đấy. Cho nên là nếu mà em nói giọng như thế mà like thì nhiều người sẽ không hiểu, chỉ có dân Nghệ An hoặc là một số người hiểu thôi. Ghi hiệu em mã này là đúng rồi, chuẩn giọng Kim Liên đấy. Ghi hiệu em mã này là gì ạ? Áo gì ạ? Chờ phông trơn đen em tặng luôn nhá, 50.000. Em còn chục chiếc thôi, 50.000 phông trơn đen, còn chục chiếc thôi ạ. Đây, 50k nha các chị nha, 50k, 50k em còn chục chiếc thôi ạ, được chưa ạ? Ghi giúp em là phông trơn đen 50k, chốt luôn giúp em nha. À, còn chân váy zip ly ngắn không giúp, chân váy zip ly ngắn là cái gì ta? Phông trơn đen 50k cho tất cả các chị dồn đơn giúp em nhé. Cho tất cả các chị dồn đơn giúp em nhé, 50k phông trơn đen. Mọi người đừng quên là có đơn thì đừng quên dồn cái quần tất dứa này vào nhà em nhé. Quần tất này, mọi người nhìn qua cái phần mà quả dứa đã đi qua này, quả dứa đi qua này, các chị thấy chưa? Đây, quả dứa đã đi qua, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, cho nên là yên tâm là sao ạ? Là phông trơn đen có gộp đơn lúc tối được không? Đơn lúc tối mà chưa được chốt thì sẽ được gộp chị nhá. Rồi, ai chị nói rằng nghe xả hàng cho mọi người chốt đi, ai không hiểu thì thôi đổi màu. Mã tiếp thì anh cho em cái quần logo này đi. Quần logo này còn ít thì em xả luôn. Còn có hai màu của anh. Quần logo còn mỗi sữa và ghi thôi nha các chị nha. Quần logo này em chỉ còn sữa và ghi thôi nha. Hết màu đen với cả màu nâu rồi, bây giờ chỉ còn sữa và ghi thôi. Quần tất em chốt trong line là 72.000 một quần và mua từ hai quần sẽ là 69.000. Quần tất này của em là hàng của công ty Mizin. Quần này thì em, cái công ty này là em đã làm việc với người ta 5 năm rồi. Và thật sự là năm như năm ngoái là em là top bán lẻ đỉnh nhất luôn. Tức là trong những người nhập hàng của công ty thì em là người bán lẻ đỉnh nhất luôn. Là gì ạ? Là bán được số lượng siêu nhiều với mọi người. Thế nên là mọi người yên tâm, không phải tự nhiên mà em bán được nhiều đâu. Ghi em bán này sẽ là quần logo và quần này sẽ là quần logo sữa. Em xả luôn là 100k nhá. 100k quần logo ghi và quần logo sữa 100k. Mọi người nghe rõ không ạ? 100k. Cho em xin cái bút. Được chưa? 100k logo ghi và một logo sữa hết luôn này. Con này còn ít lắm. Được chưa? Xả luôn 100k. Hôm nay chiều thứ bảy thì thôi mình cứ từ từ nhá mọi người nhá, không đi đâu mà vội. Cho em cái bút. Logo ghi này, logo sữa này, phông trơn đen là xả rồi này. Rồi, tiếp đi anh, mã gì nữa anh? Ở mã đấy gọi là cái gì ta? Cái này gọi là cái gì nhỉ? Bóc ra em xem này. Hôm nay là K66 mà. Hôm nay em vẫn đang bán mà, hôm nay cho nhầm. K66 em vẫn đang bán mà.
Cái này là K66. Không thể đúng. À không biết, màu đấy thì em không biết. Không chéo. Cho em cái váy xòe nâu đi, chỉ váy xòe nâu cho em cái được. Còn nữa màu nâu thôi. Đâu nhỉ? Cái này gọi là cái gì cũng rất nhiều luôn đấy. Cái này là cái gì trời? Không chéo. Cổ chéo á? Có phải không? Cổ chéo á mọi người. Cổ chéo em còn mỗi trắng thôi. Cổ chéo em còn mỗi trắng thôi các chị ơi. Cổ chéo này còn mỗi trắng thôi, xả luôn 60.000 nhá. Xả luôn 60.000 nhá các chị nha. Làm sao mà em đọc tên chốt đơn được các chị? Không đọc trên chốt đơn đấy làm sao mà biết. Ai comment trước thì bên em sẽ gọi điện trước, ai comment sau thì sẽ gọi điện sau. Gọi điện không nghe máy em sẽ hủy luôn để dành cho người sau nha các chị nhá. Thì em mã này sẽ là cổ chéo nhá, 60.000, còn duy nhất màu trắng thôi. Cổ chéo 60.000 còn duy nhất màu trắng. Hết. Tiếp này. Váy này là giúp em là váy xòe nâu, em chỉ còn duy nhất màu nâu thôi. Em còn 15 chiếc váy xòe nâu và em sale lỗ sấp mặt luôn nha các chị nha. Em còn 15 chiếc váy xòe nâu, bình thường là em bán cả nâu cả đen. Thì đáng nhẽ ra thì em sẽ phải đặt màu đen nhiều hơn màu nâu, nhưng tự nhiên là em ngu em đặt hai màu bằng nhau. Thế thành ra là màu đen thì bây giờ hết sạch, còn màu nâu thì vẫn còn ấy. Vẫn còn 15 chiếc này mọi người. Ghi em mã này sẽ gọi giúp em là gì ạ? Váy xòe nâu và cách số điện thoại. Váy xòe nâu và cách số điện thoại các chị nhìn này. Váy xòe nâu và cách số điện thoại nha. Em xả lỗ sấp mặt, nó không lỗ em đi đầu xuống đất luôn. Váy này em bán là 129.000, còn sale luôn ạ, 79.000 đồng, được chưa? Em đã không sale thì thôi, mà một khi đã sale thì các chị không đỡ được đâu nha. 79.000 đồng. Mọi người nghe kỹ không ạ? Có 15 chiếc thôi. 79.000 đồng. Em lỗ mất mấy chục nghìn luôn, nói điêu mất lòng luôn nha. Váy thì ạ? Váy xòe nâu và cách số còn 15 chiếc này, em gạch luôn. Váy xòe nâu 79.000 một cái váy. Em bảo là em mà không lỗ em đi đầu xuống đất luôn. Chắc chốt nhanh thôi em. Không, quần đấy em ít không nữa lạnh em bán. Váy xòe nâu và cách số điện thoại bao nhiêu ạ? 79.000 một cái váy. Em bảo đồ 79.000 một cái váy. Các chị nghe rõ không ạ? Váy xòe nâu em có 15 chiếc thôi. Các chị chốt nhanh lên giúp em nhé. Chốt nhanh lên hộ em. Chân váy dạ, ok. Đây nhá, chân váy dạ còn hai màu em xả luôn này. Hết váy xòe nhá. Váy xòe có 79.000 thôi, các chị không tranh nhau nữa. Em không biết là tranh nhau cái gì luôn á. Có 15 chiếc và em xả lỗ là 79.000 đồng một cái chất zip. Váy này em bán là 129 và đang xả là 79. Mọi người nghe kỹ không ạ? 79.000 một váy xòe nâu. Rồi, tiếp. Chân váy dạ nâu hàng Quảng Châu này, phát hiện ra hàng sửa miền Nam hoàn 50 lần luôn, được chưa? Chân váy xòe nâu. Bây giờ hết đen rồi, em chỉ còn nâu và sữa thôi. Chân váy xòe em còn nâu và sữa luôn. Thôi xả luôn cho các chị này. 100k. 10 nâu và 10 sữa 100k. Chân váy dạ 10 nâu và 10 sữa 100k nhé. Chân váy dạ 10 nâu và 10 sữa 100k. Áo Linh mặc áo này chị ghi giúp em là K88 cam chị nhé. Xinh lắm. K88 cam có 87.000 một chiếc thôi. Mua từ 2 chiếc là 85. Và em có rất là nhiều màu chị. Áo em đang mặc thì thật sự là em nhập tận 1.000 con cơ mà. Được chưa? Ghi em mã này sẽ là gì ạ? Chân váy dạ nâu và chân váy dạ sữa hàng Quảng Châu nhé. 100k hết luôn. Rồi chờ em tí. Cái đấy là cái gì ấy? Ok, đây cho em. Bò túi tròn này. Bò túi tròn nha các chị ơi. Đây. Bò túi tròn em còn 15 con. Đây. Xả cho các chị luôn này. Áo này em bán là 150 mấy nghìn, chứ con bò túi tròn này là con bò mà kỷ lục luôn, em bán được mấy nghìn con ấy. Kỷ lục luôn á. Còn 15 con sẹo luôn ạ, 100k. Không lỗ đi đầu xuống đất luôn, 100k. Bò túi tròn 100k. Bò túi tròn 100k. Ôi sao cái mic kẻ nó hôm nọ anh bị thiếu đơn của khách mà nhỉ? Cái mic kẻ ấy. Sao bây giờ vẫn còn? Cái kẻ mà hôm nọ anh bảo với em là khách của anh lấy xỉ mà không có hàng ấy. Tuy thế thì con kia nó soạn lại, nó anh lại không? Nó soạn gì? Em đưa kiểm về chứ. Chuyển về rồi nhưng mà ở đây là bọn em vẫn còn số lượng đấy. Không này. Không biết. Anh có chết lại em cũng nhìn xỉ mà. Từ từ cho một tí. Bò túi tròn. Khả năng là hay là báo nhầm nhỉ? Đây thì ghi vẫn nhiều mà. Bò túi tròn mình vừa nhìn thấy ở đây đâu rồi? Đây. Xong rồi, hết này. Tiếp này. Cái này là cái gì?
K70 đi anh ơi, K70 đen kem đi, K70 là cái áo có mũ ấy. K70 ấy. Đúng không? Chính xác, đen và kem cho em tặng luôn. Em tặng lỗ sấp mặt luôn. Chị ở Nghệ An nhưng lấy chồng ngoài Bắc à chị Linh? Không. Hai vợ chồng đều người Nghệ An hết. Nhưng mà em nói được giọng Bắc nhưng chồng em không nói được, chồng em vẫn nói giọng Nghệ An rồi. Tùy người ấy mọi người, có người nói được, có người không nói được. Ra Hà Nội gần 20 năm nhưng vẫn không nói được giọng Bắc. Mọi người nhìn giúp em này. Ghi của em mã này sẽ là K70 kem và K70 đen. Áo này là em có tận 6 màu cơ, có cả màu bò, có cả màu nâu, có cả màu sữa, có cả màu gì đấy. Mê hàng nhà Linh là có thật, đẹp và rẻ, em cảm ơn chị nhá. Phải ca nhà chị Linh chật tủ rồi, bao giờ chưa mặc đến lướt lại thấy chị Linh. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Ghi của em mã này sẽ là K70. Áo này em nói luôn này, bất kể chị nào mà thấy, kể cả là nhà ai sale mà rẻ hơn con Linh cũng cho hoàn hàng lại nhá. Nó là một cái áo khoác chất tâm hàn, chất của nó chất tâm, chất nó chất tâm hàn nha mọi người, chất của nó chất tâm hàn. Ra ngoài đó lập nghiệp à chị, hai vợ chồng đều ra đây học đại học hết ạ. Ra đây học đại học xong lại ở lại luôn, không về quê nữa đó. Không phải là, chứ không phải là nghỉ học xong lại ra đây, mà bọn em ra đây đi học. Thì em mã này sẽ là gì ạ? K70 nhá. K70 kèm màu và kèm số điện thoại, có màu kem và màu đen. Bây giờ chỉ còn hai màu này thôi và chắc chắn các chị phải tranh nhau này. 67.000 đồng một áo, một kéo khoác như này 67.000 đồng. Cái này các chị không tranh nhau thì thật sự là quá phí. Em bán là 98.000, 98 hay 99 không nhớ nữa. 67.000 K70 đen và K70 kem, em nói luôn là lấy hai cái mà mặc. Mặc ở nhà rửa bát thôi nó cũng là quá rẻ mọi người ơi. 67.000 đồng nhá. K70 kem và K70 đen, 67.000 không có trắng, đây là kem và đây là đen. Trời ơi tranh nhau quá trời. 67.000 tranh nhau quá trời, chu cha là mạ ơi, khiếp hồn nha mọi người. Mọi người ơi, phông chữ hình như là còn phông chữ hay sao ấy anh, phông chữ tặng nốt đi, hết mùa rồi. Ok, check lại của em xem bán bao nhiêu. Phông này phông chữ mới hay sao ấy, con này em bán 9 mấy này, 88 như 88 phông chữ mới, đúng chính xác, con này là phông chữ mới. K70 nha mọi người ơi. Váy xịn mới về thêm 100 chiếc đây này. Váy xịn em vẫn chốt trong live là 17. Thôi hôm nay chốt cho mọi người là 174 con váy xịn này đi. Váy này em bán được siêu nhiều luôn. Chờ tí em mặc mẫu cho nhá. Chờ em một tí. Đây này. K7 gì ạ? K70 đen và K70 kem, 67.000 đồng. Em vừa đọc 67 đúng không? Hết sạch rồi mọi người, đừng chốt nữa. Rồi tiếp này. Phong chữ mới này, cái này nó là chất gì ạ? Chất chất này của em không phải là cái chất không phải là cái chất chất gì nhỉ? Chất cốt tông khô đâu nhá mọi người nhá. Cốt tông khô là hoàn tiền luôn đấy. Chất này của em nó là chất tuyết nhìn gì nhỉ? Tuyết nhung à? Đấy, chất tuyết nhung chứ không phải chất cốt tông khô đâu các chị ơi. Eo em cứ nghìn hai người coi, em tưởng máy em lag, em phải vấy máy phụ vào coi. Ê đúng nghìn hai thật. Thì cái lúc mà em bán hàng mới mà cứ phải đông vui này phải sướng không? Ví dụ em mã này sẽ là phong chữ mới nhá. Phong chữ mới sale nốt 69.000 ạ. 69.000 phong chữ mới, còn tầm 20 chiếc thôi. Phong chữ mới 69k. Phong chữ mới và cách số điện thoại nha. Phong chữ mới và cách số điện thoại 69.000 các chị ơi. Chất tuyết nhung, chất tuyết nhung rất là đẹp. Chất tuyết nhung mọi người. Nè. Nhưng mà anh bị cường, sao anh không bị giảm cân nhỉ? Anh giảm này con khỉ, đợt ý anh giảm 42 cân đi. Anh có giảm đâu. Ví dụ em mã này, bệnh nghĩa là bị giảm cân mà. Ví dụ em mã này sẽ gọi là gì ạ? Chữ phong chữ mới hết luôn nhá, 69.000 đồng. Tiếp nha. Dáng dài đúng rồi, bây giờ em từ từ để em thay sang cái ấy khác không? Mọi người cứ hỏi cái này xong em xả tiếp nhé. Em thay sang cái váy xịn. Váy xịn này hôm nay em chốt cho mọi người là 174 đi. Bên dưới em bán là 178. Hôm nay bán luôn 174. Hàng mới về thêm ấy, nhưng mà hôm nay vẫn sẽ hoan hỉ bán 174 cho các chị nhá. Bán 174 nha các chị ơi. Được chưa? Phong chữ mới, còn áo len nổi không chị? Len nổi thì hết từ lâu rồi em ơi, hết từ lâu rồi nhá. Bây giờ em mặc sang cái váy xịn này tí nhá. Tranh thủ vì bình thường em ít lên váy được cho mọi người, cho nên là tranh thủ tiếp cho em cái B88 đen anh ơi, hình như là còn màu đen đấy. B88 là cái con mà khoác mà đây. Có phải đây là B88 không? Đúng không? Ừ. Anh nhá, B88 đen này mọi người ơi. Em có một cái mã áo này mà em lấy về, em lấy thử có mỗi màu 20 mà lấy về mà em định không bán, thì em sẽ tặng mọi người luôn. Đây này, áo này xinh lắm. Đây này. Nhưng mà vì là Đây này, siêu xinh luôn. Siêu xinh và siêu xịn luôn, nhưng mà về xong rồi đến lúc cái hôm đấy nhiều hàng quá, thế là không bán kịp, không bán kịp xong đến lúc là nó cũng quên lãng nó luôn đấy mọi người. Đây, váy này ghi giúp em là váy xịn. Em chốt trong line là 174. Em đố chị nào mua được ở đâu bằng tiền luôn đấy. Váy xịn này hot girl toàn bán 320 ấy. Bản thân em Linh là người thích cái váy này từ rất lâu rồi, nhưng em không mua được giá rẻ ấy.
không nhập được giá rẻ, bây giờ em mới nhập được, em cũng lấy mặc rồi đó mọi người. Đây này, ví dụ em mã này sẽ là váy xịn form dài 1m15, nhất chất len hàng Quảng Châu, cúc là cúc thật mở được, form to 70 cân, đổi về mặc được. Váy xịn và cách số điện thoại nhá, 174.000 trong livestream ngày hôm nay nha. Tiếp này, cho em xin cái gì ta, ở đây B88 đây, em vừa cầm lên rồi nhỉ. Đây B88 này mọi người ơi, B88 này bây giờ em chỉ còn duy nhất màu đen thôi. Và áo này bản thân em Linh đã từng like rất nhiều rồi, em bán mấy nghìn con rồi, có cả nâu có cả sữa, nhưng bây giờ hết rồi. Và bây giờ em sale cho các chị riêng duy nhất màu đen, nói chung là em chỉ còn mỗi màu đen thôi, còn duy nhất màu đen thôi. Lúc mà em tung ra thị trường em bán mã này là 188.000 hay 186.000 ấy, không nhớ nữa, hình như là 188 hay là 186, bây giờ em cũng không nhớ là một, nhưng mà chắc chắn là một trong hai giá đấy. Đây này, con bomber này B88 đen và cách số điện thoại em bán là 188 hay 186, bây giờ không nhớ nổi nữa. Nhưng bây giờ em sẽ sale cho mọi người giá lỗ sấp mặt luôn. Giá này là giá lỗ nhé, nghe kỹ giúp em nhé. 147.000 duy nhất màu đen thôi. 147.000 duy nhất màu đen thôi các chị ơi. Ghi giúp em mã này sẽ gọi là gì ạ? B88 kèm B88 đen và cách số điện thoại còn hơn chục con, hình như là còn 12 13 con gì đó. B88 đen 147, mua được ở đâu rẻ hơn em tặng thêm cái nữa. Mặc áo này á, hàng y xì nha, em đang bán 250. Đang bán 250 các chị ơi nha các chị nha. B88 đen và cách số điện thoại. B88 đen và cách số điện thoại giúp em nha các chị. Còn váy xịn em đang mặc thì là sao ạ? Thì là bán trong line này là 174. B88 đen còn mười mấy chiếc thôi. Vét tay cúc đen anh ơi, cho em xin con vét tay cúc đi. Hình như ở giá này này, đây này, đây này. Không có treo sẵn đây rồi, không phải mở nữa. Đây này. Đấy đây. Hai màu mà, màu đen với cả màu xanh. Ờ, còn màu đen. Đây em thấy ghi đen với xanh, anh lấy cả hai cái đen xanh đấy cho em. Nó đó. Ở bên trong. Đây, đây. Nữa đi, đây đúng không? Đó. Không phải à? Nó là khác. Đây màu đen này. Màu xanh đây, nó lấy rồi này. Hai màu đấy. Nhá. B88 chị nào lấy chốt luôn nhá. Em qua mẫu hết nhá. B88 đen 147.000. 147.000. Được chưa? Tiếp này. Vét tay cúc ạ. Nhìn giúp em này, vét tay cúc này. Vét tay cúc em có màu này sẽ là màu xanh siêu đẹp luôn. Và vét tay cúc màu này cho em Linh sẽ là màu đen. Bây giờ chỉ còn hai màu này thôi. Bình thường em bán là có cả sữa, có cả nâu, có cả xanh, có cả đen. Nhưng bây giờ hết rồi, chỉ còn đen và xanh thôi. Cho nên là em sẽ, thật ra là bây giờ em nhập thêm hai màu kia về em vẫn bán rất là đắt hàng, bởi vì bây giờ thật ra nó mới là chính vụ bán vét này. Còn em là em bán sớm quá. Nhưng mà thôi, để em bán mẫu mới cho nên là em quyết định là thôi em sẽ xả luôn nhá. Em bán con này là 168.000 đúng không? Con vest này này. Hôm nay em sale cho các chị lỗ sấp mặt luôn. Chưa bao giờ em bán giá này luôn nhá. 138.000. Cú pháp là vest tay cúc 138.000, không lỗ em đi đầu xuống đất luôn. 138 vest tay cúc kèm màu và kèm số. Cái vest này thì đi theo em bao nhiêu năm nay, từ năm ngoái đến năm nay bán toàn đầu nghìn rồi. Nói chung là năm nay em cũng bán đầu nghìn rồi đấy. Nhưng bây giờ là hết hai cái màu là màu nâu và màu sữa rồi, bây giờ chỉ còn đen và xanh thôi. Vét tay cúc đen và vét tay cúc xanh em chốt trong line, màu xanh này siêu đẹp. Màu xanh này em đảm bảo với các chị một điều luôn là chưa có một nhà nào bán cái màu xanh này luôn. Cái xanh này lạ lắm, nó là kiểu xanh rêu ấy. Đây này, xanh đẹp cực kỳ luôn đây, mọi người thấy chưa? Đây này, xanh này, mọi thấy không? Xanh nó kiểu xanh rêu ấy. Vét tay cúc sale 138, mua được ở đâu rẻ hơn nữa em tặng thêm cái nữa ở mặt nha. Nhưng bây giờ chỉ còn đen và xanh thôi, chị nào lấy thì chốt luôn giúp em chỉ còn đen và xanh thôi nhá. Mọi người lưu ý giúp em nhé. Áo tầng nâu anh ơi. Áo tầng nâu vào. Áo tầng nâu đi. Tầng nâu. Tầng nâu là có cái tầng này. Thấy chưa? Áo này thì bán siêu nhiều, hàng nghìn con. Đây. Váy em đang mặc sẽ gọi là váy xịn đen 174.000, siêu đắt hàng luôn. Váy xịn đen 174.000. Đây, áo tầng nâu và cách số điện thoại. Áo tầng nâu và cách số điện thoại. Đây. Áo tầng nâu đây mọi người, thấy chưa? Đây là em tháo từ túi ra, còn treo ra nó sẽ phẳng hơn. Áo này em bán là 120.000 em không nhớ nữa, bây giờ sale luôn 99.000 nhá. Áo tầng nâu 99k em còn 12 chiếc. Áo tầng nâu áo này thì siêu đắt hàng rồi. Áo tầng nâu 99k em còn 12 chiếc. Áo tầng nâu 99k em còn 12 chiếc, chị nào lấy chốt luôn và nhanh giúp em nhá. Em sell nhanh các chị nhá. Được chưa? Tầng nâu. Em còn 12 chiếc. K3 là cái gì anh nhỉ? K3 là mẫu nào bây giờ em không loát được. K3 là mẫu nào? À đây.
cả ba này treo luôn, cả nâu nữa anh, còn là nâu đấy. Đây đây, hình như đây này, đây này, đây này. Ok. Cái gì vậy? Cái gì mà ok vậy? Ai làm gì mà ok? Áo thằng nâu hết nha mọi người. Áo này em bán siêu đắt hàng luôn, bán mấy nghìn rồi nhưng mà thôi, quyết định là bỏ mẫu đi, bán chán rồi. Đây. K3 và cách số điện thoại. K3 em có nâu này, K3 em có đen này, và K3 em có sữa này. K3 kèm màu và kèm số điện thoại. Em sale luôn cho các chị nhé. Áo này thật sự luôn, thị trường toàn bán 120 là rẻ nhất. 120 là rẻ nhất, em bán là hình như có 89 hay 90 ấy. Em sale luôn nhé, 68.000. 68.000. 68.000 K3 sữa, K3 đen và K3 nâu. Áo này thì bán kinh khủng khiếp luôn, 68.000. Khi mà em bán, em đã khẳng định là em bán rẻ nhất thị trường. Còn khi mà em sell thì các chị không thể nào mà có sự so sánh ở đây nữa. Tất cả mọi sự so sánh đều là thừa thãi. Em nói thật, 68.000 đồng cú pháp sẽ là K3 nâu. Màu này sẽ là K3 đen. Đấy, đen thì nó sẽ là cổ trắng như thế này. Và màu này cho em sẽ là K3 gì ạ? K3 sữa. K3 và kèm màu và kèm số điện thoại. K3 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream cho các chị là 68.000 đồng. Nhanh lại lên các chị ơi, không mất cái công các chị ngồi đây săn like đâu, toàn hàng hot thôi. Nhưng mà ai comment trước thì được trước, ai comment sau hết thì thôi nhá. Cho em xin cái áo số đi. Áo số này không tranh nhau phí cuộc đời này. Đấy, ba màu đấy. Đấy, màu còn ít. Áo số này xem lại giá bán không em ạ? 140.000 này. 130 mấy không nhớ nữa. K3 nhá, 68.000. Con áo số này là con áo tàu mà năm nay mà em bán kinh khủng. Thật sự là kinh khủng khiếp. Hàng Quảng Châu nhé, phát hiện ra hàng sửa Việt Nam em hoàn 100 lần giá trị cái áo này luôn. Rồi, em bán áo này là 138.000 nha các chị nha. Và em sell cho các chị luôn này. Hàng Quảng Châu nha, em bảo rồi. Nhưng mà một cái áo này em còn lãi hơn, ít hơn hàng Việt Nam luôn. Đây nhá. Áo số màu này sẽ là màu bò. Áo số màu này sẽ là màu sữa, là màu đắt hàng nhất này. Áo số màu này sẽ là màu sữa này. Đây, màu này sẽ là màu sữa nha các chị. Đó, màu này cho em sẽ là màu nâu. Áo số kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live trên số các chị ơi, đừng, chị Kim Liên ơi, chị đừng spam comment nữa chị ơi. Comment một lần thôi. Comment nhiều em chặn luôn đấy ạ. Đừng spam comment giúp em nhé. Hôm nay cho em sẽ là gì ạ? Áo số nâu và cách số điện thoại. Áo số em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 138 và em sell luôn nhé. 119.000 đồng. 119.000 đồng hàng Quảng Châu. Ai mà không tranh được áo này thì quà phí em bảo rồi, mua nếu như đây là phát hiện ra đây là hàng sửa Việt Nam ấy, em hoàn cho các chị 50 lần giá trị cái áo này luôn, được chưa? Sale nốt là 119.000. Cú pháp là áo số bò, màu này sẽ là áo số sữa và màu này sẽ là áo số nâu. Đây nhá, mọi người thấy chưa? Áo này là hàng tàu. Hàng tàu nha các chị nhá, áo số kèm màu và kèm số điện thoại. Mỗi màu còn tầm chục con. Cái này em bán đến cả mấy mấy nghìn rồi. Cái gì đây? Cái này hình như là G mấy nên em quên này. G3. Hình như là G3 hay sao ấy. Đúng rồi, G3 anh ạ. G3 áo này siêu đẹp luôn. Đúng không? Search cho em xong rồi đúng G3. Áo số nhá. Đây cái áo anh vừa đưa cho em ấy. Số bò, số sữa và số nâu. Hết sạch. Hết sạch nha các chị nha, 119.000 đồng. Đây con G3 này em bán đắt hàng lắm luôn này. G3 này bây giờ em còn 13 nâu và 9 sữa. Đây. Trắng, 9 trắng. Đây này. 13 nâu và 9 trắng, áo này mặc xinh cực kỳ luôn. Đây là kiểu như là do bóc từ túi ra nó thế thôi, chứ áo này đợt trước mọi người nhớ em mặc với cái CV8 không? Xinh lắm. Cái con G3 này này. Đây này mọi người nhớ không? Cái áo mà mặc lên nó kiểu gọi là nó kiểu tiểu thư công chúa ấy. Đây này. Được chưa? G3 nâu và G3 trắng cách số điện thoại. Áo này em bán là 147.000. Và em sell luôn cho các chị nhá, 100k. Em lỗ mấy chục nghìn một cái áo luôn. Nói đi mất lọc luôn ý, được chưa? 100k. G3 nâu và G3 trắng em còn 9 trắng và 12 nâu nhá. G3 kèm màu và kèm số điện thoại. Hàng này em nhập vào là 100 mấy chục nghìn một cái áo này rồi. G3 nâu cách số điện thoại 100k. Chốt luôn giúp em. Con này mặc xinh cực, em mặc cho các chị coi nhá. Em mặc cho các chị với chân váy xinh lắm luôn ý. G3 nâu. Váy em đang mặc sẽ gọi là váy xịn nhá, 177 và hôm nay đang chốt là 174.000. Các chị tranh thủ chốt đi, đang chốt là 174.000. Này con G3 này mặc áo vãi trưởng luôn, mặc nhẹ lắm, mặc nhẹ kinh khủng. Đây này mọi người nhìn này. Đấy em mặc cho các chị xem, áo này mặc xinh mà. Tức là em dơ lên nó hơi nhăn bởi vì em đưa từ túi ra, còn các chị mở ra các chị treo một lúc là nó thẳng, nó đẹp lắm.
này thấy chưa, G3 đấy, mặc xinh kinh khủng khiếp luôn, mặc như này đó, xinh lắm luôn ấy, thề. G3 nâu và cách số điện thoại, được chưa? Sell note là bao nhiêu ạ? Là 100.000 nhá. Em bán là 147.000. G3 nâu. Rồi tiếp anh ơi. Tiếp. Có cả trắng nữa nhá. Trắng thì chỉ còn 9 chiếc thôi. Mà nó này chất mỏng mỏng nhẹ nhẹ mặc thích lắm. Đúng rồi, nó đây cho em. Vile thổ cẩm này. Sell luôn này. Con này em bán 137 và em sell luôn là 107 nhá. Còn 10 nâu. Bán 137 và sell luôn 107. Ghi lê thổ cẩm nâu còn 10 nâu. Ghi lê thổ cẩm nâu em còn 10 nâu. Bán 137 và sell là 107. Cú pháp là ghi lê thổ cẩm nâu và cách số điện thoại nhá. Ghi lê thổ cẩm nâu và cách số điện thoại giúp em. Đây ạ. Được chưa? Từ đây chị. Ghi lê thổ cẩm nâu em còn chục con thôi. Chị nào lấy chốt luôn, còn áo em nó mặc sẽ là G3. G3 nâu 100k. Ghi lê thổ cẩm nâu 107 bán 137. Được chưa? Tiếp. Áo kẻ đúng không anh? Áo kẻ đen, con này còn 10 chiếc. Áo kẻ đen này còn 10 chiếc này. Em sell luôn này, 90.000. Em bán là 120 mấy, sell luôn 90.000. Còn duy nhất màu đen. Áo kẻ đen còn 10 chiếc, sell nốt 90.000. Áo kẻ đen thổ cầm hết các chị ơi. Thủ cầm hết này. A2 là cái gì anh nhỉ? A2 là cái gì anh? Kẻ đen còn 10 chiếc thôi ạ. 90.000 hết luôn. Cái K2, A2 là cái gì anh? Ở đây thì ghi A2 search cho em phân A. À đây, A2 là cái con nhiều cúc anh lấy đằng kia cho em. Hình như đằng kia treo phải không? Hình như là còn đủ màu nhưng mỗi màu nó lắt nhắt đi. Em sẽ tặng. Đấy là A20. À ừ, đấy là A20 chứ. A2 anh nhầm. A2 là con này. À đây, con này. Đúng, chính xác. Con này á thì để 2 hôm nữa lạnh em bán thì vẫn sướng luôn. Nhưng mà thôi, em sẽ bán rẻ cho các chị luôn nhá. A2 này. A2 màu trắng, màu bò, màu nâu, màu sữa và màu đen. A2 này nó là chất tăm nhá. Chất tăm, giữ nhiệt nhá. Giữ nhiệt nhưng mà nó là chất tăm nhá các chị nhá. Em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? 71.000 đồng, bao giá toàn thị trường luôn. 71.000 đồng nhá các chị. Cái này 2-3 hôm nữa lạnh em vẫn bán. 2-3 hôm nữa lạnh em vẫn sẽ bán tiếp. 71.000 đồng, cú pháp là A2 trắng, A2 bò, A2 nâu, A2 sữa và A2 đen. A2 kèm màu và kèm số điện thoại, 71.000 đồng thôi ạ. Nha các chị. Bomber trơn là cái gì anh nhỉ? Hình như là cái này à? Ở đây còn mỗi cái bomber trơn này, mang em xem nhé. À đây, em bảo có cái này này. Em có mỗi màu 20 nhưng mà em không bán nên em sẽ tặng các chị luôn. Áo này là chất liệu nỉ bông nhá, xịn sò kinh khủng. Em có đúng mỗi màu 20 thôi. Đây này, nỉ bông ghép cổ, nói chung là nhìn rất là đẹp nha. Bởi vì là hôm đấy hàng này về là đúng cái hôm mà hàng nhà em về nhiều nên em không nhớ để bán. Thế thôi, cho nên thành ra thôi em chẳng bán nên em tặng luôn. Nhưng còn em thề là áo này siêu đẹp luôn đấy. Đây còn một cái màu này à? Đấy, có hai màu này đây. G3 gì? Ừ. Cái này có 9 chiếc này. Nha, con này sẽ ghi là áo gì đây anh ơi? Áo này gọi là gì? Nỉ bông chữ à? Được không? Nỉ bông chữ được không? Mã mới. Nhưng mà tặng đấy, tặng hai. Tặng hai nha mọi người, tặng hai đen và tặng hai sữa nhá. Em có đúng mỗi màu 20 chiếc. Tặng hai đen và tặng hai sữa. Em xả lỗ luôn, em đã xác định là không bán thì em sẽ xả lỗ luôn. Tặng hai đen và tặng hai sữa, nghe kỹ giúp em nhá. Nghe giá luôn ạ. À. Em không lỗ em đi đầu xuống đất luôn. Áo này bình thường rẻ nhất phải bán 159.000 bởi vì toàn bộ nó là nỉ bông và form to kinh khủng này này, con trai con gái mặc được. Ủa, tranh nhau chốt chưa đọc giá mà trời. 98.000 đồng. 98.000 đồng tặng hai sữa và tặng hai đen 98.000, mỗi màu có đúng 20 chiếc. Hề, có đúng 20 chiếc thôi, ai được ai comment trước thì được trước, comment sau hết thì thôi nha các chị nha. Tặng hai sữa và tặng hai đen, được chưa? Tặng hai kèm màu kèm số điện thoại. Ôi, các bà chốt kinh vậy, em không em ơi, biết đắt hàng này để bán. Biết đắt hàng này để bán, trời, phí quá. Có mỗi màu 20. Ghi lê trơn này, ghi lê trơn còn 10 con. Sell luôn. Ghi lê trơn này là tay pha da đó mọi người. Tay pha da rất là đẹp luôn. Vài hôm nữa rét có khi lại nhập bán lại em như con dở ấy mà. Đây này. Ghi lê trơn này em sell luôn nhá. 130.000. Áo này em bán là 18 mấy. Con này phải tay pha da này nó đắt. Bomber. À bomber, em xin lỗi. Bomber trơn. Bomber trơn đen 130.000.
còn 10 chiếc. Bomber trơn đen 130 rồi nó đi. Anh em mọi người. Quét vai là đen hết sạch, còn mũi trắng rồi đây này. Đây. Quét vai trắng các chị ơi. Giống nhau anh, đưa hai cái. Quét vai này em chỉ còn mũi đen thôi, trắng là hết. À còn mũi trắng là em mặc cho các chị coi, đẹp cực. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi, sao các chị vẫn cứ tặng vậy, làm gì có hàng đâu mà cứ tặng kinh vậy. Em có là em có mỗi 120 thôi. Trời ơi, biết đắt hàng này em lấy em bán. Ngu thế chứ đấy. Đúng là chẳng biết thằng nào một lần nữa mọi người. Mã này sẽ là mã cuối cùng nha. Hết hàng sale rồi mọi người. Em hết hàng sale rồi. Khiếp, biết hàng sale thành ra giờ ương ương này mà vẫn nghìn người coi, sợ thật. Khuất vai em còn mỗi trắng thôi nhá. Bình thường là em có cả đen và mã này em bán siêu đắt hàng luôn. Nhưng bây giờ còn mỗi trắng này em sẽ xả luôn cho các chị nhá. 50. Khuét vai trắng 50. Nghe kỹ giúp em ạ. 50. Con này mặc với quần bò thì siêu đẹp luôn này. Em mặc tạm như này thôi, được chưa? Mặc với quần bò thì siêu đẹp luôn. Khuét vai trắng 50. Còn tầm 20 chiếc màu trắng ấy, còn tầm 20 chiếc màu trắng ấy. Khuét vai trắng 50 các chị ơi, chốt luôn giúp em. Khuét vai trắng 50.000 chất zip. Chất zip co giãn nhiều nhá, 65 cân đổ về thoải mái, 50.000 các chị ơi. Khoét vai trắng 5 xịt. Chốt luôn giúp em ạ. Còn 50.000 cho các chị dồn đơn thôi nha. Và đừng quên, và các chị đừng quên rằng là quần quần gì ạ? Quần tất em vẫn chốt trong live cho các chị là 72.000 một quần và mua từ... À quên, thông báo cho các chị một tin là áo giữ nhiệt về rồi. Nhà xe vừa nhắn tin cho em về rồi. Áo giữ nhiệt về rồi. Nhanh tay còn kịp. Giữ nhiệt nhà em Linh ạ. 128.000 đồng một hộp. Em thề em nói điêu mất lòng luôn là chưa một khách nào nhận hàng mà chê luôn. Ai vào đây cũng khen. Cũng khen cái áo giữ nhiệt này của em. Thật sự. Một con giữ nhiệt hàng tàu. Đây ví dụ như con giữ nhiệt này là hàng Việt Nam này. Đây. Con này có 71.000 này, mã của nó là A2 này, nó là tăm giữ nhiệt cổ cao hàng Quảng Hà, hàng Việt Nam đấy. Có 72, 71.000. Còn đây gần như là nó gắt gấp đôi, nhưng mà hàng nó thật sự nó đẳng cấp luôn ạ. Giữ nhiệt hàng hàng Quảng Châu, nhưng mà Quảng Châu còn có cao cấp nữa cơ. Chứ ví dụ như cũng là Quảng Châu, nhưng ví dụ như con ba phân hay là cái con cổ lọ thì nó là nó cũng bình thường thôi, nó không phải là cao cấp. Còn con này nó là hàng cao cấp luôn, full hộp xịn sò như thế này luôn đây mọi người, nhìn hàng là nhìn cốt mã vạch đây là biết này, thấy chưa? Đó. Ví dụ em mã này sẽ là giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại. Có những thời điểm em nợ đơn khách hơn 1.000 cái áo giữ nhiệt, em nói điêu mất lọc luôn. Áo giữ nhiệt đẹp lắm nha chị ơi, xịn đét, chị cảm ơn thị hip rất là nhiều nhá. Thế nên là bây giờ nhà xe vừa báo là Linh ơi có hàng của mày về đấy, giữ nhiệt về là ok đấy. Thì bây giờ là bắt đầu là em vừa nhìn thấy tin nhắn thì em mới dơ lên. Còn từ đầu livestream bây giờ các chị có thấy em dơ đâu? Em không đả động gì đến luôn bởi vì em biết là hết, nhưng nhà xe vừa báo là hàng của mày về rồi cho nên là em mới dơ lên cho các chị xem đấy. Giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại, đắt hàng kinh khủng khiếp luôn các chị ơi, đắt hàng kinh khủng khiếp luôn. Áo ngực em vẫn còn và em vẫn đang sale là 86.000 một cái áo ngực. Áo ngực thì em bán đến 6-7.000 cái áo ngực rồi, nhiều lắm rồi. Toàn bán số lượng và số lượng lớn thôi ạ, được chưa? Như vậy em mã này sẽ là gì? Giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại, hết hàng sale rồi các chị ơi. Em hết hàng sale rồi, đây này, mọi người nhìn này. Một áo là một hộp mà 5 áo là 5 hộp nhỉ? Một áo là một hộp còn nặng hộp cái con khỉ đúng. Một áo là một hộp còn 5 áo là 5 hộp như thế này luôn, được chưa? Đây, giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại. Em sẽ đọc bảng màu giữ nhiệt cho các chị nhá. Ok, lên bảng màu giữ nhiệt. Đâu rồi anh nhỉ? Giữ nhiệt nhà mình đâu này? Đây các chị ơi, nhìn giúp em. Đây các chị nhìn hộ em cái. Đây này. Lên bảng màu giữ nhiệt đi em, chị nhận được, chị nhận một cái đen thích cực. Em cảm ơn chị Trang Bùi rất là nhiều. Em đố chị nào tìm được cái comment chê luôn. Em nói thật, giữ nhiệt nhà em nó là hàng tàu cao cấp luôn ấy. Phiên bản giữ nhiệt mới nhất của năm nay luôn, năm ngoái chưa hề có mẫu này. Và đảm bảo bây giờ cũng chưa nhà nào bán luôn ấy, bởi vì cái này đang rất là cháy hàng luôn. Giữ nhiệt xanh dương, đen, sữa, kem, cốm và nâu, đủ màu, 6 màu như em đang cầm ở đây. Hàng Quảng Châu cao cấp, mọi người nghe kỹ nhé. Hàng Quảng Châu cao cấp, em chốt trong line này cho các chị là 128.000. Em thề với các chị là bán một cái áo này 128.000 nhé. Không, em không lãi bằng một cái áo gì. Em không lãi bằng một cái áo. Một cái áo gì nhỉ? Một cái áo 128.000 mà không lãi bằng một cái áo đẹp 112.000 kia luôn. Em nói thật lòng luôn đấy. Nhưng mà con này đắt hơn này, đúng không? Nhưng mà lãi cực kỳ ít luôn bởi vì nhập nó cao lắm rồi. Giữ nhiệt xanh dương, giữ nhiệt đen, giữ nhiệt sữa, giữ nhiệt kem, giữ nhiệt cốm và giữ nhiệt nâu nhá.
hàng full hộp, một áo thì một hộp. Đợt này em về quê là em cũng sẽ cầm cho cả mẹ em và mẹ chồng em luôn đây này. Đợt trước thì em bảo là em sẽ lấy cho các bà, nhưng bởi vì là đơn của khách đang thiếu nhiều thì thành ra là em sẽ ưu tiên khách trước, vì đằng nào bây giờ cũng chưa lạnh ý. Đằng nào bây giờ cũng chưa lạnh thì em sẽ ưu tiên cho khách trước, còn người nhà em sau, vì đằng nào bây giờ cũng đã lạnh đâu. Giữ nhiệt kèm màu kèm số điện thoại bao nhiêu ạ? Chỗ tớ bán 280k, chị đăng khoa, các chị đọc comment đi ạ. Em thề với chị, nếu như mà chị mua mà chị khác cái này á, nếu mà chị mua cái 280 mà khác với cái 128.000 của em á, em cho chị bóc phốt em thoải mái trang trên các trang mạng xã hội luôn, em nói thật. Và vào đây bóc phốt em bán đắt, à, bán hàng đều mỗi ngày luôn, thật sự luôn. Là người ta lãi, mà người biết không? Cái áo này này, em chỉ lãi chưa được 10.000 một cái áo giữ nhiệt này. Nhưng một livestream em lên có thể bán được 1.000 con. Còn người ta bán 280.000, nhưng mà một vụ có khi người ta chưa chắc là bán 100 con đâu. Em nói thật lòng đấy. Bởi vì cái em hướng đến đó là số lượng, thành ra là giá luôn luôn tốt, cực kỳ tốt luôn. Còn chưa có một khách nào của em mua được áo này bên ngoài thị trường dưới 200.000. Người thì mua 200, người thì 220, người 260. Và đỉnh điểm có một chị vừa comment, chị đăng khoa comment là mua 280.000 cái áo này. Hàng full hộp chuẩn như thế này. Em bắp cho mọi người xem cái màu cốm này, đỉnh vãi luôn đây này. Khi các chị nhận hàng, các chị nhìn cái mã cốt, mã vạch của nó đây, mọi người thấy chưa? Hàng tàu nha. Còn phát hiện ra hàng sửa Việt Nam, em hoàn 50 lần giá trị cái áo này cho các chị. Bây giờ em sẽ bóc cái hộp ra, được chưa? Sau đó này, một cái mác này, và đằng trong là sẽ một là một cái áo giữ nhiệt siêu xịn. Em nói thật với các chị, trước cái hàng này mà các chị mua tặng mẹ chồng mẹ mình ấy, mỗi bà 2-3 triệu các bà vui lắm. Và nhận cái áo các bà cũng cảm thấy sướng, ủi nó tặng cho mình cái áo xịn này chắc đắt tiền lắm nhở. Nhưng thực sự là áo này ngoài thị trường đang bán 200 mấy, mà hai cái chả là 500 rồi còn gì. Còn đây của em là 128, con Linh mà đã bán đến 128 thì thị trường không bao giờ bán được dưới 200. Đấy là em nói chân thành luôn ấy. Mà em là em nhập trực tiếp Trung Quốc và em nhập số lượng lớn, chứ cũng em không phải đi lấy lại. Và cũng không nhập số lượng ít. Đấy, thì nó mới có giá này các chị ơi. Giữ nhiệt nha, giữ nhiệt. Còn ngay bây giờ em sẽ mặc cho mọi người một màu để cho các chị xem tại sao mà con Linh nó bán đắt hàng như thế. Em sẽ mặc cho mọi người màu kem đi nhá. Cái màu kem là cái màu mọi người nghĩ là kén đấy, mọi người nghĩ là khó mặc. Em sẽ mặc và test chất cho các chị xem trước khi mặc, test chất luôn này. Này, nhìn chất này, mọi người thấy chưa? Con giữ nhiệt này. Cái này là mã giữ nhiệt mới nhất hiện tại ở bên Trung Quốc luôn đấy. Mới nhất hiện tại ở bên Trung Quốc luôn đấy các chị. Nhìn giúp em này. Giữ nhiệt kèm gì ạ? Kèm màu và kèm số điện thoại. Và đừng quên rằng là nếu có đơn thì hãy dồn cái quần tất nhà em vào. Mọi người nhìn thấy em cầm, mọi người thương cái quần tất không? Đấy, mọi người thấy chưa? Này, căng như thế này, toàn bộ chỗ này là quả dứa đã đi qua và xuống đến đây rồi. Chứ em không phải là ảo thuật gia để em cho được cái quả dứa này vào mà không phải đi qua đây. Nhưng các chị nhìn này, không có một vết xước luôn, chứ đừng nói một vết rách nha. Quần tất nhà em là hệ siêu dai luôn. Còn các chị thích quần 20 mấy nghìn, em thừa sức nhập được cho các chị. Hàng tàu luôn nha, mà 20 mấy nghìn. Nhưng các chị xỏ được đến đây là rách bố nữa rồi, có mặc được đâu mà cố làm cái gì. Em nói thật, những cái sản phẩm như quần tất mua 20 mấy nghìn, nhưng mà mặc và vấn đề là 20 mấy nghìn, nhưng mặc lên nó không thật chân và nó không đẹp ấy chứ. Mà cứ cho là 29-30 nghìn, rẻ nhất là 30 nghìn một quần đi, thì mặc bao nhiêu, thì mặc được bao nhiêu, mặc một lần. Mà trong khi quần này nhà em mà mặc được 4-5 lần, nếu mà các chị mặc giữ thì mặc bền kinh khủng luôn, giặt máy được luôn nha. Nhưng mà nếu mà để mà bền ấy, thì các chị nên giặt tay, các chị vò nhẹ này, xong rồi cho một tí sữa tắm và vò lại cho sạch, thế thôi. Xong rồi các chị phơi lên khoảng 30 phút là nó khô, đừng có cho vào máy, vì dù sao giặt tay thì nó cũng sẽ bền hơn nhá. Em sẽ mặc cho mọi người màu kem này, nhìn giúp em này. Giữ nhiệt nhà em lên thì nó là đẳng cấp rồi, thật sự luôn, mọi người nhìn nhá. Màu em đang mặc ở đây sẽ là màu kem. Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người một cái quần đi. Em sẽ mặc cho mọi người một cái quần tam giác nhà em đi. Quần tam giác nhà em nó đỉnh lắm mọi người. Đây này, quần tam giác nhà em Linh nó đỉnh lắm. Livestream này chưa hề dám mặc quần tam giác luôn, bởi vì nó đắt hàng quá nên không dám mặc. Nó đắt hàng quá nên không dám mặc. Một ngày đầu tiên em tung cái quần này ra thị trường, em bán được hơn 1.100 cái quần này. Hơn 1.100 cái quần này. Thì các chị nghĩ rằng là em bán có đắt hàng hay không ạ? Em hỏi thật, có đắt hàng hay không ạ? Quá đắt hàng luôn. Đây nhá. Còn bây giờ em sẽ test áo giữ nhiệt cho các chị xem này. Đây nhá. Thân nó rất là dài chứ không phải cộc cỡn đâu, mọi người nhìn rõ chưa? Đây là em còn chưa kéo hết xuống ấy. Và này, nhìn cái độ giãn của nó này. Thấy không ạ? 70 cân đổ về thoải mái. 128.000 nhưng đáng đồng tiền bát gạo, em nói thật. Còn nếu các chị thích rẻ, ok, mua loại này. A2 đây. Cũng chất kiểu như tăm này nhá. Đó, 71.000. Cũng kiểu cổ cao cao, cũng kiểu tay dài, cũng kiểu mặc giữ nhiệt, 71.000 A2 đây, như em đang cầm ở đây. Thích hàng rẻ có hàng rẻ, thích hàng đắt có hàng đắt, được chưa? Trắng, bò, nâu, sữa đen, A2, 71.000. Còn giữ nhiệt này em bán gần gấp đôi rồi, 128.000. Nhưng thật sự nó đẳng cấp các chị ơi, cái tay này. Đấy, mọi người mặc này cho em này. Ví dụ như mặc cái áo này các chị khoác thêm cái phao ghi lề bên ngoài nữa, không còn gì để nói luôn, thật sự. Áo giữ nhiệt mới về chị ơi, không phải là còn đâu mà là mới về chị ơi. Mới về, nhìn giúp em này. Nhưng mà những chị đặt từ thời điểm này thì chắc là em cũng phải giả sau đấy, phải 3 ngày nữa. Em vẫn phải ưu tiên những cái khách mà em đang còn thiếu đơn trước. Đây này, mọi người nhìn giúp em. 128.000 một áo.
Nhưng mà em nói rồi, thị trường không thể bán được dưới 200 luôn. Mà hàng này bây giờ đang cháy, cháy trên mọi mặt trận luôn đấy mọi người. Cháy trên mọi mặt trận luôn. Mọi người nhìn giúp em này, thấy chưa? Đó, đẹp chưa? Ghi của em mã này sẽ là gì? Giữ nhiệt kem, quần tam giác xanh. Và áo này sẽ là gì? Ghi phao, ghi lê sữa. Thì thấy chưa, cái tay nó dài này, các bạn, tay nó giãn kinh khủng khiếp này. 2-3 lần tay em chui được. Nhưng mà khi mà em thả ra thì nó sẽ về bình thường. Kéo ra thì nó giãn kinh khủng luôn, được chưa? Ví dụ em mã này sẽ là giữ nhiệt kem, phao ghi lê sữa và quần tam giác xanh. Em đọc lại bảng màu giữ nhiệt một lần nữa nhé. Giữ nhiệt màu em đang mặc sẽ là màu kem, màu xanh dương, màu đen, màu sữa, màu cốm, màu nâu. Đấy, là 6 màu tất cả đây này. Chỗ này là cái chỗ em vừa tháo cái màu kem ra đó. Xanh dương, đen, sữa, cốm, nâu và kem. 128.000 đồng một gì ạ? Một áo. Và mua thử đi, hàng đến kiểm hàng, đẹp thì lấy, không đẹp thì hoàn hàng lại. Mua một áo được một hộp như thế này. Mua hai áo nhận được hai hộp như thế này. Mua ba áo thì sẽ nhận ba hộp như này. Cho nên là em nói mọi người, một cái áo như thế này nhá, các chị tặng, mua tặng mẹ chồng 2-3 chiếc, mẹ đẻ 2-3 chiếc để các bà mùa đông giữ nhiệt ở bên trong. Các bà cầm cái áo các bà cũng thấy sướng. Và các chị để ý mà xem, tâm lý của người già, các chị tặng quà gì không quan trọng, giá trị bao nhiêu không quan trọng, nhưng mình có tấm lòng để tặng như thế là các bà đã vui rồi. Thật mà. Thế nên là mà trong khi cái áo xịn xò này chả sướng quá còn gì, các chị không mua mặc thì các chị nên mua tặng cái áo này. Em nói thật đấy. Ví dụ em mã này sẽ là giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 128.000. Khách của em bảo mua 280.000, em nói điều mất lòng luôn, đấy là khách nói nhá. Chứ em không biết đâu, mà đó là khách bảo này. Màu này là màu xanh dương, được chưa? Được chưa? Giữ nhiệt kèm màu và kèm số điện thoại 128.000. Hai quần thái dài cho Trần Nhung ok, thái dài nhà em đang hết rồi, đang hết rồi, được chưa? Còn phao ghi lê sữa, phao ghi lê nâu, phao ghi lê đen và phao ghi lê kem. Có một cái màu kem nữa nha các chị nha. Ok chị này, mọi người cứ lấy, mọi người chốt đơn nhiều quá nên em không đọc được hết comment của mọi người đâu. Hàng chuẩn bị đang về rồi chị ơi, hàng đang về rồi, yên tâm, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, em đã lên like là mọi người cứ bình tĩnh, hàng sẽ về liên tục. Em đang đặt 3.000 rồi cho nên là chỉ có là hơi lâu một tí thôi chứ còn chắc chắn là nó sẽ về. Đây quần tam giác của em đây. Tam giác này em chốt trong live là 152.000, hai màu đen xanh. Đắt hàng kinh khủng khiếp luôn. Livestream này bây giờ em mới dám mặc luôn, bây giờ ít người coi mới dám mặc luôn đấy mọi người. Được chưa? Áo này sẽ ghi giúp em là áo gì? Áo này sẽ ghi giúp em là áo giữ nhiệt. Trời ơi từ nãy giờ hơn 100 đơn giữ nhiệt rồi, kinh khủng khiếp mọi người. Mặc cái phao ghi lê để công nhận vừa ấm vừa xinh ấy nhỉ. Vừa ấm vừa xinh đấy mọi người. Này. Phao ghi lê này mặc dễ cực kỳ luôn á. Quần màu đen có chứ, quần chị đang mặc là quần tam giác có hai màu đen xanh. Và khách nhận hàng khen nhiều lắm, bảo trời ơi 65 cân mà mặc quần tam giác size L vừa xinh luôn. Em thề, lúc nãy khách nhận hàng comment là 65 cân mà mặc quần tam giác size L vừa xinh luôn á. Em cảm ơn chị yêu nha, chị Tuyết nha. Còn váy khoét ngực không? Váy khoét ngực 2 ngày em sẽ về nhá. 2 ngày em sẽ về. Còn cái váy nhung thần thánh nhà em mà ai chưa có thì tranh thủ mua nhá. Váy nhung thần thánh nhà em, anh treo lại váy nhung cho anh. Chưa. Đây nha, em mặc cho mùa xuân còn ạ. Đây em mặc cho mới cái áo ba sọc này. Ba sọc này nhà em siêu đắt hàng luôn này. Ba sọc này nhà em Linh là siêu đắt hàng luôn đó mọi người. Đây này, ba sọc này, hề là siêu đắt hàng luôn. Đây, ba sọc này mặc với quần bò này là rất là hợp. Mà áo ba sọc này em, bản thân em Linh là người lấy mặc. Bản thân em Linh là người lấy mặc nên các chị yên tâm nhé. Còn giữ nhiệt nhà em đây. Còn chị nào chưa có không? Hàng Quảng Châu mặc này. Nói chung là nhìn cái áo quá chất, quá đẹp luôn này. Nhìn mọi người thấy chưa? Này, áo này thấy không ạ? Em mặc cái màu kem mà đang mặc áo dây đen ở bên trong mà nó không lộ luôn ấy. Và co giãn một cách khiếp khủng luôn ấy. Em đọc lại bảng mẫu giữ nhiệt một lần cuối cùng và em qua mẫu ở đây nhá. Đây là nhà xe vừa báo hàng về thì em mới lên, còn từ đầu like thì em không hề nhắc đến giữ nhiệt luôn. Kem xanh dương, đen, sữa, cốm và nâu. Kem xanh dương, đen, sữa, cốm và nâu. 128.000 đồng một áo giữ nhiệt thì em đang mặc. Trong hộp như thế này, hàng Quảng Châu xịn sò luôn chứ không phải Quảng Châu bình thường đâu ạ. Được chưa? Em mặc cho mọi người ba sọc này nhá. Ba sọc này bản thân em cũng lấy mặc cho nên là các chị cứ yên tâm nhá. Rất là đẹp. Chị Linh lên lên mịn với quần tam giác được không ạ? Được em nhá. Chờ chị một tí. Đây này. Mọi người nhìn giúp em này. Quần tam giác em mặc có tất cả là hai màu đen xanh, 3 size S, 1L. Em chốt trong line này là 152.000. Các chị cứ nhìn chuẩn như này thì chuẩn hàng nhà Linh Jean. Size em đang cầm đây là size S. Quần này trên thị trường không bán nhá các chị, trên 300.000 em đi đầu xuống đất luôn. Các chị nhìn giúp em này. Đó. Hàng này, riêng hai cái tang này xịn sò chưa? Nhìn chuẩn quần như ảnh mẫu em up lên hay chưa? 152.000 em bảo một ngày em tung ra quần này ngày đầu tiên em bán được hơn 1.100 con. Còn em nói đi em mất sạch lọc luôn. Em nhận đơn trên hệ thống máy tính là hơn 1.100. Còn về sau ví dụ như là chốt hao hay là khách hủy hay là khách lấy thêm nào thì em không nắm được. Nhưng khi mà em nhận đơn trên livestream là hơn 1.100 chiếc.
Thế chị nghĩ là nó có đắt hàng hay không? Nó quá đắt hàng luôn. Lâu lắm mới có một mã quần bò mà một like mới bán được hơn 1.000. Thường thường là đợt này, đợt bán này, đợt này là chậm chung, ế chung ấy, thì một like mà nhiều là em sẽ bán được khoảng 500. Sau đó thì em sẽ bán nhiều like thì mới được 1.000, 2.000. Còn riêng mã này một like đầu tiên đã là 1.100 rồi. Bây giờ em đang đặt tiếp thêm 900 con nữa. Các chị nhìn này, đẹp chưa? Ví dụ em mã này sẽ gọi là gì? Áo ba sọc và quần này sẽ gọi là quần tam giác. Và đeo thêm cái túi VIP này nữa thôi, đỉnh của chóp luôn. Đeo thêm cái túi VIP nữa là thôi, đỉnh của chóp luôn này các chị. Thấy chưa? Ví dụ em mã này sẽ là áo ba sọc và quần này sẽ là gì? Quần tam giác xanh. Em đi thêm cái sụp thể sao nữa các chị đem. Siêu đẹp luôn. Quần tam giác 3 size SML, em 49 cân, em mặc size S thoải mái và nó có đến size L tận 65 cân đổ về mặc size L luôn. Form to kinh khủng. Cho nên là em nói luôn này, cái thứ nhất ấy là giá rẻ như của con Linh là không có. Cái thứ hai ấy là form to như của con Linh cũng không có luôn. Đó là lý do mà các chị nên mua hàng của em. Được chưa? Đây, áo ba sọc này em bán mấy nghìn rồi. Bản thân em cũng lấy mặc, các chị cứ yên tâm là rất đẹp, được chưa? Quần này em cũng có lấy mặc rồi. Em lấy trước rồi đó mọi người. Ví dụ em mã này sẽ gọi là quần tam giác đen và quần tam giác xanh. Quần tam giác này em chốt trong like cho các chị là 152.000 một quần bò. Em nói thật này, cuộc đời em trước khi bán quần áo ấy, một cái quần bò dưới 200.000 là gần như xa xỉ. Em toàn mua quần bò trên 300.000 cái thời điểm mà khi mà em chưa bán đồ mà toàn đi mua chỗ khác. Có những cái quần bò mua lên đến 900 hàng Quảng Châu thôi nhá, chứ không phải là hàng hãng đâu mà 900.000. Còn hàng hãng là mua 1.2-1.3 một cái quần, nhưng mà nói thật là mặc một lần giặt lên vứt đi luôn ấy. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là quần tam giác xanh và quần tam giác đen. 152.000 dáng bếp ghi, full 3 size SML, 45 đến 65 cân đổ về mặc được. Còn áo em đang mặc sẽ ghi giúp em là áo ba sọc. Ba sọc này em chốt trong live stream cho các chị là bao nhiêu? Ba sọc này em chốt trong live cho các chị là 100 bao nhiêu? 158.000 đồng. 158.000 đồng nha các chị nhá. 158.000 giúp em. Đẹp chưa? Form siêu to luôn, bán biết bao nhiêu cái áo ba sọc này nữa luôn rồi ấy. Được chưa? Ghi của em là ba sọc kèm màu và kèm số điện thoại. Ba sọc kèm màu và kèm số điện thoại, được chưa? Và ví dụ như với cái quần này mà em mặc với cái cardigan K88 ấy, cũng siêu hợp luôn. Cái cardigan K88 mà màu sữa đấy thì cũng siêu hợp luôn, nhưng mà áo đấy hôm nay hôm qua giờ bán nhiều lắm, sợ hết. Cái con này này, mặc với cái con này là đỉnh luôn này. Đây này. Ví dụ như là mặc với cái con này này mọi người ơi, đây này. Đây, ví dụ như con quần này thì em sẽ mặc với áo này màu đen chẳng hạn. Chắc chắn là đỉnh luôn, 87.000 đồng một áo và mua từ hai áo là 85.000 em khoác bên ngoài cho các chị xem. Rồi đeo thêm cái túi rất là siêu xinh. Chị Linh Linh ơi lên số điện thoại đi ạ. Nói thật là trong 5 năm bán đồ thì chưa bao giờ em bán được một cái cardigan nào dưới 100.000. Cardigan len ấy, chưa bao giờ luôn. Kể cả chất khác cũng chưa luôn ấy. Đây mọi người thấy chưa? Mặc này này, xong đeo thêm cái túi nữa là auto xinh. Đẹp chưa? Áo dây là 25.000, cardigan bên ngoài là 87.000, mua từ hai chiếc là 85.000. Quần bên dưới là quần tam giác là bao nhiêu? Quần tam giác là 152.000 đấy. Đến nhà em Linh là chơi nguyên set, vừa trẻ trung xinh đẹp lại vừa rẻ nha các chị nha. K88 em có tất cả là 6 màu. Màu em đang mặc sẽ là màu đen. Màu này cho em sẽ là màu cốm, màu sữa, màu cam, màu xanh dương và màu kem nhá. Màu đen, màu cốm, màu sữa, màu cam, màu xanh dương và màu kem, được chưa? K88 kèm màu và kèm số điện thoại và gì ạ? Quần tam giác kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Quần tam giác thì em có tất cả là bao nhiêu ạ? Quần tam giác thì em có tất cả là 2 màu và 3 size nhá mọi người. 2 màu và 3 size đây, màu đen đây. Màu đen và màu xanh giống như em đang mặc và có size to cho các chị đến tận 65 cân. Cho nên là chị nào mà 6 mấy cân mà không mua được ngoài thị trường thì hãy đến gặp em Linh Di, là kiểu gì cũng có đồ đẹp để mặc nha. Còn áo này là bao nhiêu? 87.000, cú pháp là K88, 87.000. K88 và quần tam giác. Ừ, em đang đeo ghi giúp em là túi VIP, em nhập gần 1.000 túi này rồi. Em nhập gần 1.000 túi này, túi này ghi giúp em là túi VIP và em có tất cả là 3 màu. Màu em đang đeo sẽ là màu nâu, màu này cho em sẽ là màu trắng và màu này cho em sẽ Linh sẽ là màu đen. 3 màu đen nâu trắng có giá là 268.000, hàng Quảng Châu nhưng hàng siêu cấp luôn các chị, nhìn hàng nhìn tăng mát hộ em này. Đấy. Thị trường đang bán con này là từ 400 đến 460. Từ 400 đến 460 em bán là 268.000 đồng, được chưa? Và bắt buộc kiểm hàng rồi mới trả tiền nhé. Chứ 268.000 không kiểm hàng là hơi bị thiệt đấy. Là thiệt cho các chị thôi, được chưa? Không phải hai áo cardigan, mã của nó là K88 mà chị phải comment đúng mã chứ. Biết bao nhiêu mã cardigan hả chị? K88 gì ạ? Đen, cốm, sữa, cam, xanh dương và kem. 87.000 một chiếc và mua từ hai chiếc là 85.000. Bao giá, bao chất và bao kiểu hàng nha các chị nhé. Em không tư vấn theo eo mà em tư vấn theo cân nặng và chiều cao. Các chị cứ để lại chiều cao và cân nặng, nhân viên sẽ chốt size cho các chị nhé. Được chưa? Còn túi em đang đeo sẽ gọi là gì? Túi VIP. Túi VIP, được chưa? Xuất sắc này. Quần tam giác này, quần này mặc không muốn cởi luôn. Em nói chân thành là quần này em mặc không muốn cởi mà em thấy em mặc cái quần này xinh ấy. Thật sự là bị xinh nhá mọi người. Này.
Cái set này quá trẻ luôn, 25.000 cộng 87.000 cộng 152.000 cộng 268.000. Linh còn vải nhung painter không? Dạ, ngày mai em lại về tiếp 500 con đó chị ơi. Sáng nay vừa về thêm 250. Cái vải nhung này công nhận là em bán khủng khiếp luôn đấy chị. Bán khiếp khủng luôn đấy. Không biết em cởi ra em để đâu rồi. Bây giờ không biết cởi ra để đâu rồi chị ạ. Vải nhung nơ ấy gì. Cái vải này, vải đấy gọi giúp em là vải nhung. Em bán siêu đắt hàng luôn chị ạ. Để em tìm hộ em cái. Khả năng ở trong ra đây à, may quá. Đây này, vải nhung nơ đây này các chị ơi. Váy cứ comment là vải nhung là được nhá. Cái này mọi người cứ comment là vải nhung là được. Váy này nói thật là em chưa thấy một khách nào nhận hàng mà chê luôn. Có nghĩa là khi mà em bật like thì bây giờ có phải tầm chục khách vào khen cái váy này rồi. Mà em chưa thấy ai chê cả, nha. Quần tam giác và áo nỉ cúc nhé. Ok ok cô nhá. Và riêng cái quần tam giác này mặc cái con với con áo nỉ cúc nhà em thì thôi chuẩn, không phải chỉnh, chỉnh là hỏng luôn đây này. Mặc với con áo nỉ cúc nhà em là chuẩn, không phải chỉnh, mà chỉnh là sai luôn. Có tất cả là 4 màu áo này, bán một buổi tối bán 500 con các chị. Một buổi tối bán 500 con nỉ cúc này này. Con nỉ cúc này này, 148.000. Đây. 148.000 đây này. Mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Đấy, à, em xin lỗi 143.000 chứ. Nỉ cúc này là 143.000, em bán siêu đắt hàng luôn, nhấn mạnh lại là siêu đắt hàng luôn. Đây em đeo cho mọi người cái túi trắng này đi, được chưa? Nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại, em chốt trong like là 143.000. Riêng áo này mà chê chất xấu hoàn hàng ngay lập tức, được chưa? Em có tất cả là 4 màu, nhìn về giúp em. Màu nâu, màu đen, màu rêu và màu sữa. Thẳng cái đường này luôn này, được chưa? Nỉ cúc này, toàn bộ cái đường sọc này là may, thì phải may theo 100%. Và hàng này là hàng độc quyền của mình, em bán thôi. Và kể cả sau này thị trường có bán, em cũng đố các chị mua được ai rẻ hơn luôn. Kể cả sau này thị trường nếu như có ai bán, được chưa? Ghi ở em mã này sẽ gọi giúp em là nỉ cúc kèm màu và kèm số điện thoại. Hai màu đắt hàng nhất là hai màu đen và nâu. Đen và nâu là hai màu đắt hàng nhất nha các chị nha. À, nhân tiện linh hoạt cái này thì lên áo len mịn á. Ok, len mịn của em đây. Len mịn của em là đâu nhỉ? Len mịn á. Để đâu ta? Bảng màu len mịn á. Hình như là đây. Len mịn này em chốt trong like cho các chị là 94.000, hàng này siêu đẹp luôn. Đây này. Siêu đẹp luôn, len mịn nhá. Len này nó còn đẳng cấp hơn cả nó con len tay hến và con len cọc luôn đó mọi người. 94k, đắt hơn mà. 94k len mịn đủ màu như ảnh mẫu áp lên nhá. Len mịn kèm màu và kèm số điện thoại nha các chị nha. Em qua mẫu nỉ cúc nhá, nỉ cúc em chốt trong like là 143.000, siêu đắt hàng luôn. 143.000 một con nỉ cúc, siêu đắt hàng luôn các chị ơi. Siêu đắt hàng luôn, chất của nó này đẹp chưa? Cái chất nỉ mới ấy, chất nỉ xịn kinh khủng. Không phải nỉ bông đâu nhá, nỉ bông mặc nó dính lắm, còn nỉ này không bao giờ biết dính là cái gì luôn nha các chị. Còn len cọc không chị, len cọc vẫn còn nhá, váy nhung đây chị ơi. Em đang định lên váy nhung nhưng mà từ từ để em lên cái len mịn này xong rồi em lên váy nhung cho các chị nhá. Váy nhung là em vẫn về liên tục, hôm nay em về 250, ngày mai em lại về tiếp 500. Em đặt tổng số lượng lên đến giờ phút này là váy nhung là em đặt bây giờ gần 2.000 con rồi, gần 2.000 con, kinh khủng. Em sẽ mặc cho mọi người màu gì, mọi người thích em mặc màu gì? Mọi người thích em mặc Linh mặc màu gì nào? Màu xanh lá hay là màu kem? Hoặc màu kem này nhá. Hoặc màu kem này cho các chị nhá. Ví dụ em mã này sẽ là len mịn kèm màu và kèm số điện thoại. Đẹp lắm luôn này. Màu này, màu kem này. Len mịn 94.000. Nói chung là mọi người sờ vào cái chất này không phê là không lấy tiền luôn á. Mặc nó mát rượi luôn đó mọi người. Nó mềm mà nó mát đúng kiểu cái lông thỏ. Nhưng mà lông thỏ loại này là loại xịn sò luôn ấy. Eo ơi mọi người nhìn nhá. Đây là em bỏ xuống này là co giãn thoải mái đến 70kg. Còn bây giờ em sẽ đóng thùng cho các chị xem. Cái len mịn này em chốt trong like cho các chị là 94.000 đồng. Nhận hàng nhớ kiểm hàng rồi hãng giả tiền nha các chị nha. Đây, len mịn kèm màu và kèm số điện thoại. Chờ tí em sẽ đọc bảng màu cho các chị luôn nhá. Đây này. Màu em đang mặc ở đây sẽ là màu gì? Màu kem. Len mịn kèm màu kèm số điện thoại. Các chị thấy chưa? Màu em đang mặc ở đây sẽ là màu kem. Được chưa? Màu kem này. Đó. Kem này. Sữa này. Trắng này. Nâu này. Xanh lá này. Cam và đen. Đủ màu luôn. Len mịn kèm màu và kèm số điện thoại 94.000 đồng một chiếc. Màu kem, màu sữa, màu trắng, màu đen, màu xanh lá, màu cam và màu đen. 94.000 đồng một chiếc len mịn. Chốt luôn giúp em nhé. Còn quần em đang mặc thì là quần tam giác 152.000. Nốt mẫu này thì em lên nốt váy nhung nữa là em nghỉ nha các chị nha. Mặc dù là vẫn rất nhiều người xem nhưng mà thôi em bán thế thôi, em mệt mệt lắm à. Nha các chị ơi, len mịn này con này không mua chỉ có phí cuộc đời. Và nếu như các chị không mua thì mua tặng mẹ. Tặng mẹ. Mặc sướng lắm. Mặc sướng kinh khủng. K66 còn nha Thảo Nhi ơi. Bây giờ em qua mẫu nhá. Em mặc nốt cho các chị cái váy nhung một lần nữa rồi em nghỉ nha các chị nha. Chị Hà Lúm lên số đi ạ. Nhiều chị đặt hàng nhưng em không thấy lên số đâu. Đặt hàng là phải lên số. Dồn đơn cũng phải lên số. Không lên số là không có đơn. Nghe kỹ nha các chị ơi. Không lên số là không có đơn đâu ạ. Được chưa ạ?
Bây giờ em lên nốt cho mọi người cái váy nhung này một lần cuối cùng để em nghỉ nha mọi người. Váy nhung này thì đã đặt đến giờ phút này là gần 2.000 cái váy rồi. Và thật sự là cuộc đời em Linh mà bán 2.000 cái váy đó là xa xỉ đấy. Váy em không chuyên, nói thật là em không chuyên. Nhiều khi em chỉ bán 1-2 like là em bỏ mẫu. Nhưng mà riêng cái váy này nhá, like đầu tiên đã bán được hơn 1.000 con thì em nghĩ là nó quá đỉnh luôn ấy. Nó phải là một cái váy thật sự quá đỉnh thì em mới bán được nhiều như vậy á. Và quan trọng hơn nữa là cái giá của em nó rất rẻ so với trên thị trường. Thế nên là em mới bán được nhiều như thế. Thị trường nhá, người mua rẻ nhất ý, là 250. Có khách thì mua 280, có khách mua 240, có khách mua đến 340, không phải 240, có khách mua đến 340.000 cái váy này. Em thề luôn, hot girl mà không trên 300.000 em đều xuống đất. Nhưng mà mọi người nhìn đằng trong nhà em hàng này, lớp lót quần như một cái quần đùi luôn. Cho nên các chị mặc này, không bao giờ sợ Linh ơi có ngắn không, Linh ơi có hở không, đi đứng ngồi xuống có sợ hở không Linh. Đây ok chưa? Thứ hai nữa là cái váy là váy nhung chất có độ bồng, mọi người nhìn rõ không? Hai bên là cái túi siêu to, túi này cam kết để được điện thoại Pro Max 13, 14 Pro Max luôn, túi rất là to, được chưa? Tiếp theo này, mọi người thấy không? Nó có cái độ bồng lên giống như cái nơm ấy. Cho nên là cái váy cái form rất là xinh, chứ không phải là mặc nó ọp xuống như này mà mặc như này kể cả em bỏ ra em không chạm tay vào nó vẫn sẽ phồng như này, thì cái form váy nó sẽ rất là xinh. Cái thứ tư đó, toàn bộ phần tay này là tay lót hai lớp lót hết và chun co giãn thoải mái, bắp tay siêu to khổng lồ vẫn mặc được. Và cái quan trọng nữa này là gì ạ? Em có tận 3 size, em đặt riêng cho các chị thêm size L, em có tận 3 size SML. Và size L nhà em Linh bao vừa thoải mái cho các chị 60 cân. Em đọc qua bảng size cho các chị này. Dưới 48, 49 mặc S, từ 49, 50 cho đến 54, 55 mặc M, từ 55, 56 cho đến 59, 60 là mặc à từ đến 55 là mặc M và từ 54, 5, à, 55, 56 đến 60kg là mặc L. 3 size SML size to nhất đến 60kg đổ về mặc được, các chị nghe rõ chưa? Và nó có 3 size SML như em đang mặc. Và cái cuối cùng mà em nghĩ đây là cái mấu chốt mà em bán được hơn 1.000 ấy, thì đó là cái giá chỉ có 168.000 thôi. Bao giá, bao chất và bắt buộc kiểm hàng chứ không phải là được kiểm hàng. Chị 49 cân và chị đang mặc size S một cách rất là thoải mái luôn nhá. Em nhá Thu Thủy nhá. Đây này, em 49 cân và em đang mặc size S rất là thoải mái luôn. Lúc nào em cũng dơ size cho các chị xem mà, được chưa? Ghi ở em mã này sẽ là váy nhung kèm size và kèm số điện thoại. 168.000 bắt buộc kiểm hàng nha. Bởi vì em bán rẻ hơn thị trường rất nhiều nên các chị sẽ lăn tăn, cái đấy là điều rất là dễ hiểu. Thì nhớ giúp em một điều là bắt buộc kiểm tra hàng rồi mới giảm tiền. Người nghe kỹ giúp em nhé, được chưa? Còn bây giờ em Linh xin phép nghỉ nhá. Vẫn còn nhiều người xem nhưng mà thôi em like thế thôi, em like cũng đã được gần 2 tiếng rưỡi rồi đấy nhở. Thôi em nghỉ nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi livestream và ủng hộ em nhá. Nhớ này, ví dụ như chị nào có đơn tối qua, chị gái nào mà có đơn tối qua mà gì đã được chốt đơn rồi thì thôi. Còn nếu các chị chưa được chốt đơn thì các chị vẫn được phép dồn, vẫn được tiếp tục dồn đơn vào cái line này thành một đơn, rồi bên em sẽ chốt đơn vào ngày mai. Còn nếu như ai đã được chốt đơn rồi thì thôi. Và nhớ giúp em này, có đơn chủ động bấm like, bấm thích, bấm theo dõi cái trang này của em ở chế độ xem trước. Để gì ạ? Để mỗi lần em livestream các chị có thông báo. Thứ hai nữa là chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào cái page này giúp em. Chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào page này giúp em. Để làm gì ạ? Để nhân viên bên em nhắn tin hoặc gọi điện chốt đơn gửi hàng cho các chị. Thêm một cái cuối cùng là bắt buộc nhớ để ý nghe điện thoại để bên em gọi điện chốt đơn cũng như là để biết giá giao hàng. Và một cái cuối cùng đó là gì? Ví dụ như chị nào mới vào sau chưa chốt được sản phẩm nào cả hay là mới chỉ chốt được 1-2 sản phẩm thì các chị có thể xem lại livestream, tua lại livestream từ đầu đến cuối. Các chị nghe mã, các chị nghe giá, các chị nghe tên sản phẩm, sau đó các chị sẽ comment theo cú pháp mã cách số điện thoại. Nếu sản phẩm nào còn bên em vẫn sẽ tiếp tục chốt đơn. Còn nếu sản phẩm nào hết thì thôi, bởi vì bên em vẫn sẽ ưu tiên cho những khách hàng đặt hàng qua livestream trực tiếp nha các chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi livestream và ủng hộ em nha. Bye bye mọi người ạ.